chương 781, đính ước. Ân tính lão giả nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói ra cái kia cũng không phải. Ta xem người đánh bại khuê cách rất nhẹ nhàng, cùng giống nhau kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đối mà nói, khẳng định không kém gì bọn hắn. Nhưng phàm là tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vô tham gia đánh cuộc gia hỏa, cả đám đều không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa mọi người không có đường lui, ai cũng hội sinh ra dốc sức liều mạng chi tâm tăng thêm lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong những kia không chỗ nào không có bát cấp cửu cấp yêu thú, cho dù ngươi có kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thông, tại cánh đồng hoang vu bên trong cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Biết rõ như vậy, vậy tại sao còn muốn, còn muốn cho hắn đi mạo hiểm? Trần Dương lại nhịn không được ồn ào bắt đầu đứng dậy. Ân tính lão giả lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, một mình hắn đi, còn sống ra tới nắm chắc đương nhiên không lớn, nếu hai người cùng đi đâu này, cái gì hai người cùng đi, các người vu linh cốc, muốn đi hai người dự thi sao? Vu linh cốc đương nhiên muốn đi hai người, trừ ta ra, vu linh cốc trưởng môn cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng ta nói không phải cái này, tiêu đạo hữu người nhớ kỹ, tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, trừ mình ra bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Kể cả bổn phái trưởng môn phái ra người dự thi, tất cả mọi người là địch nhân của ngươi. Chỉ cần có cơ hội, thì đem bọn hắn gỡ yêu ta ết chết, ngàn vạn không cần phải do dự. Nếu không, bọn hắn hội không chút khách khí đem người gỡ yêu ta ết rơi. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên hắn nghe xong đánh cuộc quy tắc về sau, chỉ biết sẽ là có chuyện như vậy. Tham gia đánh cuộc tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó, đều là sinh tử đại thù. Cạnh tranh đối thủ càng ít, chính mình còn sống đi ra ngoài cơ hội lại càng lớn. Đạo lý này, ai cũng minh bạch đích. Nhưng người sở dĩ khác hẳn với giã thú, chính là người có thị phi xem, không biết lạm sát kẻ vô tội. Dùng tiêu phàm tính cách, cho dù hắn đi tham gia đánh cuộc, chỉ cần tu sĩ khác không chủ động đánh chủ ý của hắn, hắn tuyệt sẽ không động thủ trước gỡ yêu ta người. Trần Dương tạm thời không có muốn những thứ này, nàng chỉ quan tâm tiêu phàm an nguy, cấp cấp hỏi, vậy ngươi vì cái gì nói là hai người cùng đi? trừ hắn ra, còn có ai? Ma ngẫu a -hát, ta cái kia chiếc cụ thổ ma ngẫu sẽ cùng hắn cùng đi tham gia đánh cuộc. a hát, Trần Dương cái này thật sự ngây ngẩn cả người. Người cái kia chiếc cụ ma ngẫu cũng có thể đi dự thi, đây không phải ăn gian sao. Những người khác sẽ đồng ý. Ân tính lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra cái này có quan hệ gì, người cho rằng những người khác sẽ không có giúp đỡ. Dưỡng linh thú, linh trùng, thậm chí cơ quan khôi lỗi, không ít người đều dẫn đi vào. Chỉ có điều giống nhau linh thú linh trùng, cơ quan khôi lỗi, rất khó đạt tới Kim Đan hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Đúng vậy, người cái kia chiếc cổ thổ ma ngẫu đã muốn đạt tới Kim Đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nếu thật là như vậy cũng không nhịn dừng lại lời mà nói, vậy ngươi làm gì nhất định phải tiêu phàm đi, mặt khác tìm một gã Kim Đan tu sĩ, dù cho tu vi thiếu một ít đều không có sao, mang theo một cụ lợi hại như vậy ma ngẫu, người bình thường ở đâu là đối thủ. Ân tính lão giả chừng nàng liếc, có chút không vui nói Tu Vi thiếu một ít hay sao? Nếu thật là như vậy, cho dù có thổ ma ngẫu bảo vệ, cũng rất dễ dàng bị người diệt rơi. Đến cuối cùng, còn không phải thổ ma ngẫu độc thân chiến đấu hăng hái, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Người cho rằng, Tu Vi cường đại kim đan tu sĩ, tốt như vậy tìm sao? Vì lần này đánh cuộc, chúng ta những ngày nguyên anh kỳ lão ra này, ai mà không hao hết chú ý huyết? chính mình môn phái nổi tiếng kim đan tu sĩ, không thể phái đi dự thi, tổn hại hao không nổi. Cũng chỉ có thể dựa vào vãi lúa tù binh, liễu tương đương. Biết rõ nhạc Tây Quốc hữu như vậy một cái đánh cuộc tồn tại, quốc gia khác cùng khu kim đan tu sĩ, ai hội đơn giản đến nơi đây, la cả. Đây không phải là chủ động cho nhạc Tây Quốc Nguyên Anh lão quái đưa hàng đến thăm sao. Ước chừng cũng chỉ có như chính mình xui xẻo như vậy ra hỏa, mới có thể bị không gian chi lực may mắn thế nào ném ra. Đến nhà Tây Quốc đến, lại may mắn thế nào bị hai gã nguyên anh lão ma đánh lên, bị bắt có sẵn tráng đinh. Thật không biết những người khác vận mệnh như thế nào. Ân trưởng lão, nói như vậy, nếu như ta đi tham gia đánh cuộc lời mà nói, có thể hiển nhiên mà dẫn dắt thổ ma ngấu cùng một chỗ đi vào. Hơi khoảnh, Tiêu Phàm cẩn thận mà hỏi thăm nếu thật là có một chiếc cụ tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi thổ ma ngẫu đồng hành lời mà nói cái này lệ thú cánh đồng hoang vu cũng không phải hoàn toàn không thể đi đích đó là đương nhiên không được bởi như vậy chẳng khác nào lão phu phái hai người đều dự thi rồi mặt khác nguyên anh lão quái chắc chắn sẽ không đáp ứng bất quá bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra lão phu đã đã tìm được có thể đem thổ ma ngẫu tùy thân mang theo bảo vật hắc hắc nói đến đây ân tính lão giả phát ra cười đắc ý thanh âm nghe trong lời nói ý tứ thổ ma ngẫu vốn là không thể tùy thân mang theo đích cần đặc thù bảo vật mới có thể năng lực làm được hơn nữa bảo vật này không tốt lắm tìm thế nào tiêu đạo hiếu còn có vấn đề gì không có tiêu phàm nghĩ nghĩ nói ra ân trưởng lão nếu như ta đi tham gia đánh cuộc cái kia muốn thế nào mới xem như ta hoàn thành nhiệm vụ dựa theo cái này đánh cuộc quy tắc thật cũng không là chỉ có một người có thể còn sống đi ra, chỉ cần có thể thu thập đến một ít bia vật, lại trong ba tháng chạy tới truyền tống trận chỗ đó, tự có cơ hội còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu. Tiêu phàm quan tâm chính là, cho dù hắn còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, đến tiếp sau lại sẽ như thế nào? Hắn cũng không tin, ân tính lão giả hội đại độ như vậy mà phóng hắn và Trần Dương như vậy rời đi. Ân tính lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi thu thập đến đủ nhiều bia vật, còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ thả ngươi cùng người bạn gái rời đi. Tiền bối lời ấy thật sao? Ân tính lão giả ngạo nghễ nói ra, ta đường đường vu linh cốc đại trưởng lão, biết dỗ lừa các ngươi những này hậu xanh tiểu bối không được. Tốt, đã tiền bối có lần này hứa hẹn, ta đây tựu đi lệ thú cánh đồng hoang vu đi đến một lần. Tiêu phàm rốt cục hạ quyết tâm. Ân tính lão giả trên mặt rốt cục lộ ra cao hứng thần sắc, cười ha hả nói ta chỉ biết tiêu đạo hữu là người thông minh sẽ không để cho ta thất vọng đích đã như vậy hai tháng này chúng ta nhưng phải nắm chặt rồi còn có rất nhiều chuẩn bị muốn làm chính yếu nhất đúng là đạo hữu phải học hội chúng ta vô linh cốc đem ra sử dụng ma ngẫu pháp quyết còn muốn luyện hóa cái kia kiện có thể đem thổ ma ngẫu thu đi vào bảo vật thời gian có lẽ hay là rất khẩn trương đích thỉnh tiền bối yên tâm tại hạ nhất định toàn lực ứng phó mắt thấy ân tính lão giả đã muốn miệng hứa hẹn sau hội làm cho mình cùng Trần Dương rời đi, lại không quản hắn khỉ gió có phải thật vậy hay không hội thủ tín, tiêu phàm cũng có lẽ hay là đem xương hô bất động thanh sắc mà sửa lại trở về. Dưới mắt không cần phải quá phận đắc tội vị này nguyên anh lão quái. Nói sau, ân tính lão giả lại để cho hắn làm cái này hai kiện sự tình, đều cùng ngày khác hậu tại lệ thú cánh đồng hoang vu có thể không còn sống đi ra có mật thiết liên quan, tiêu phàm đương nhiên sẽ tự động tự giác mà toàn lực ứng phó tốt, nay ngày thời gian đã muốn không còn sớm, ta trước hết để cho người an bài hai vị đạo hữu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta mà bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Bất quá trước đó, lão phu muốn trước đem hai vị đạo hữu pháp lực giam cầm lại, đây cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất, chắc hẳn hai vị nhất định có thể đủ giải thích đích. Hai vị yên tâm, tại chúng ta vô linh cốc trong, các ngươi là tuyệt đối an toàn đích. Ân tính lão giả mỉm cười nói, lại sờ lên bóng loáng không cần cái cầm tiêu phàm không có lên tiếng, lại cũng không có cự tuyệt. Hôm nay hết thảy đều ở đối phương trong khống chế, thực lực sai biệt còn tại đó, cho dù muốn phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ biết đổ lấy hắn nhục. Lập tức ân tính lão giả không khách khí mà tại trên người của hai người thi pháp, đem tiêu phàm pháp lực giam cầm 78 phần 10, đối với Trần Dương cũng bất quá là làm cái bộ dáng, đại bộ phận pháp lực đều có thể vận dụng tự nhiên. Dù sao đây là đang vu linh cốc tổng đàn ở chỗ sâu trong, cấm chế trải rộng cơ quan nặng nề ở lại lấy hàng trăm trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ dùng trần dương chính là trúc cơ trung kỳ tu vi cho dù nàng pháp lực không ngại cũng quả quyết chạy không ra được lập tức ân tính lão giả phân phó tên kia một mực khoanh tay đứng hầu thanh niên người hầu cho tiêu phàm cùng trần dương an bài chỗ ở sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm truyền ra tự nhiên là dùng truyền âm chi thuật đang bí mật phân phó thanh niên người hầu một những chuyện gì thanh niên người hầu kho người lĩnh mệnh, dẫn theo tiêu phàm cùng Trần Dương rời đi cái này đãi khách đại sảnh. Mắt nhìn lấy tiêu phàm cùng Trần Dương bóng lưng, ân tính lão giả thân thủ vuốt ve cảm của mình, lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý, tựa hồ đối với hết thảy đều cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Thanh niên người hầu cho tiêu phàm an bài động phủ, ở này nơi đại động bên trong, đi một lần đãi khách đại sảnh ước chừng trên dưới 100 trượng xa gần lỗ nhỏ phủ. Bên trong có lẽ hay là phòng xếp hình thức chỗ ngồi giường, đầy đủ mọi thứ, linh khí cực kỳ nồng đậm. Ân tính lão giả tuy nhiên giam cầm tiêu phàm tuyệt đại bộ phận pháp lực, nhưng ngồi xuống điều tức nhưng lại chút nào không bị ảnh hưởng. Thanh niên người hầu giao cho tiêu phàm một mặt ngọc bài, nói ra tiêu đạo hiếu, mặt này ngọc bài mời theo thân mang theo, có mặt này ngọc bài, cái này trong động phủ cùng với cả vu linh cốc tổng đàn, ngoại trừ những kia cơ mật trọng địa, địa phương khác, cũng có thể đi đắc. Đương nhiên, đạo hiếu chỉ có thể ở trong cốc hoạt động, không thể đi bên ngoài cốc đây là đại trưởng lão phân phó đích thỉnh đạo hữu trơ trách ngữ điệu bình thản một bộ hoàn toàn giải quyết việc chung bộ dáng làm phiền tiêu phàm tiếp nhận ngọc bài chắp tay không khách khí trần đạo hữu xin theo ta bên này đi thanh niên người hầu lập tức chuyển hướng trần dương cũng là trầm mặt đâu ra đấy nói trần dương không khỏi khẽ giật mình lập tức lắc đầu rất kiên định nói không được ta phải cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ cũng là không đi cái này đương làm khẩu, nàng cái đó rít cần rời đi tiêu phàm rồi. Thanh niên người hầu khóe miệng một kéo, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Trần Đạo Hiếu, thỉnh không để cho ta khó xử. Đại trưởng lão đã phân phó rồi, trong khoảng thời gian này, tiêu đạo hữu phải chuyên tâm làm tốt tham gia đánh cuộc công tác chuẩn bị. Nam nữ song tu, tuy có thể tăng mau vào cảnh, nhưng chuyện nam nữ cũng dễ dàng nhất làm cho người ta phân tâm không chuyên tâm. Thời gian khẩn trương như vậy, tiêu đạo hữu có lẽ hay là không cần phải phân tâm tốt. Người nói hưu nói vượt, ai nói ta, nói ta. Trần Dương tức giận đến nặng nề một dậm chân, cái má đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ vẻ. Người này quả thực là không hiểu thấu, vậy mà đương làm của bọn hắn mặt nói ra loại những lời này. Thẳng nếu không phải tại loại này đặc biệt dưới tình hình, Trần Dương chỉ sợ lập tức muốn trở mặt, cùng người này đánh cho minh bạch. Thanh niên người hầu đều vẻ mặt bình tĩnh, đối với Trần Dương xấu hổ, có phần không hiểu. Người tu chân, đối với mấy cái này chuyện nam nữ, lẽ ra thấy rất mở. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra tại hạ bạn gái tựu ở tại chỗ này tốt rồi. Thỉnh dưới bàn chân thường phục đại trưởng lão, nói nặng nhẹ, tiêu mỗ để ý tới đắc, thỉnh hắn yên tâm. Thanh niên người hầu cũng không có nhiều chỗ kiên trì, lập tức lại giao cho Trần Dương một mặt ngọc bài, lược vừa chắp tay, liền trong chớp mắt mà đi, một câu đều không muốn nhiều lời. Xem ra là thập phần điển hình trầm mặc ít nói tính tình chương 782, mà. Bảy ngày sau đó, đại trưởng lão động phủ thạch cửa mở ra, bay ra đạo độn quang, tốc độ rất chậm, đúng vậy bị giam cầm pháp lực tiêu phàm cùng Trần Dương. Dùng hắn hiện tại pháp lực, độn nhanh chóng tự nhiên mau không nổi, lại càng không cần phải nói, cả vu linh cốc còn có cực kỳ cường đại cấm bay cấm chế. Tiêu phàm cùng Trần Dương ở bên trong cốc phi hành gần nửa canh giờ, mới rốt cuộc tại một tòa tầng ba lầu các trước ngừng độn quang. Chỗ ngồi này lầu các, đúng vậy vu linh cốc tàng kinh các. Trong 7 ngày này, ân tính lão giả đều ở tự mình chỉ điểm tiêu phàm học tập vu linh thuật. Tuy nhiên tiêu phàm cuối cùng nhất nhiệm vụ, chính là học hội thao khống cái kia chiếc cụ kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn thổ ma ngẫu, nhưng vu linh thuật lại là một cái cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ hệ thống, cho dù đơn học kiểu một ít trụ cột nhất mấy cái gì đó, có lẽ hay là nhất định phải trước thông hiểu đạo lý mới được. Nếu không, điều khiển thổ ma ngẫu liền không thể tự nhiên, lúc đối địch, hai người trong lúc đó không đủ ăn ý, có đôi khi chính là chí mạng nguy hiểm. Tiêu phàm siêu cường học tập năng lực, lại để cho ân tính lão giả hết sức hài lòng, tiến độ cực nhanh, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Vốn là xem ra tương đương khẩn trương hai tháng chuẩn bị thời gian, tựa hồ dư giả liễu tương đương. Một ngày này, vừa gặp trong cốc nhân vật đầu não muốn nghiên cứu thảo luận đại sự, ân tính lão giả trước đi tham gia hội nghị, liền phân phó tiêu phàm có thể bỏ tức hồi lâu bất quá tiêu phàm không có ý định lãng phí cái này nửa ngày thời gian. Ngoại trừ học tập vu linh thuật, hắn còn có một chút những thứ khác chuẩn bị muốn làm, tự nhiên, cùng ân tính lão giả đối với yêu cầu của hắn không quan hệ. Cái này là chính bản thân hắn công tác chuẩn bị. Lập tức liền cùng Trần Dương cùng một chỗ, đi thẳng đến vu linh cốc tàng kinh các. Trong 7 ngày này, ân tính lão giả đảo là không có làm khó Trần Dương, tiêu phàm đi theo ân tính lão giả học tập vu linh thuật thời điểm, Trần Dương chỉ có một người lưu trong động phủ ngồi xuống luyện công, nhưng Trần Dương rất nhanh không chịu nổi tính tình. Ngày thứ ba thượng liền bắt đầu trong động phủ khắp nơi loạn đi dạo. Dù sao thanh niên người hầu nói qua, ngoại trừ mấy chỗ cơ mật trọng địa, địa phương khác cũng có thể đi đắc. Thân là một gã đã từng cảnh sát hình sự quốc tế, cứ như vậy bị người giam cầm trong động phủ ngoan ngoãn đần ra cũng là không đi, cái gì cũng không thăm dò hiểu rõ, đó cũng không phải là Trần Dương tính cách. Đến ngày thứ tư trần dương đơn giản ra động phủ ở bên trong cốc bốn phía đi dạo giống như thanh niên người hầu nói quả nhiên không người quấy nhiễu nàng những người khác nhìn thấy này mặt ngọc bài liền đều minh bạch nàng là suốt từ đại trưởng lão động phủ loại người đối với nàng đều rất khách khí ngọc bài chẳng những là trong cốc giấy thông hành trong đó còn chữ khác vào đồ vật lấy cả trong cốc địa đồ trần dương đảo cũng không cần lo lắng lạc đường bất quá tuy nhiên không có người quấy nhiễu nàng lại cũng không có người cùng nàng trao đổi bắt chuyện, mọi người liếc có thể nhìn ra, thân phận chân thật của nàng cũng không phải vu linh cốc đệ tử. Đại đa số vu linh cốc môn nhân đều không rõ ràng lắm đại trưởng lão đem như vậy một đôi tuổi trẻ tu sĩ lĩnh vào cốc trong rốt cuộc cần làm chuyện gì, nhưng cả đám đều hết sức cẩn thận, tự động tự giác mà cấm kỵ. Đã theo những người khác trong miệng bộ không xuất ra cái gì hữu dụng tin tức, vậy cũng chỉ có đi tàng kinh các tìm kiếm đáp án liễu tương đương. Đáng tiếc chính là, Tàng kinh các không ít thẻ che nội dung, đều là dùng cổ nhung văn ghi thành, ngay từ đầu Trần Dương xem không rõ. Về sau Tiêu Phàm trở lại chính mình nhà động phủ, đem cổ nhung văn truyền cho nàng thì có thể thấy minh bạch. Đương nhiên, quá phức tạp nội dung, đọc bắt đầu đứng dậy vẫn tương đối cố hết sức. Mặc dù nói, trực tiếp trải qua thần thức đến học tập tri thức là một cái bay vọt về chất, dù sao muốn tiêu hóa một ít mới tri thức cũng không phải chỉ dựa vào lấy học bằng cách nhớ có thể làm được đích, có lẽ hay là cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Hai người tại tàng kinh các lối vào giao nghiệm ngọc bài, trông coi lầu các một gã luyện khí kỳ đệ tử liền khách khí mà thả bọn họ đi vào. Có thể để ở chỗ này tàng kinh các cung cấp người tìm đọc thẻ tre, chắc chắn sẽ không là cái gì quá cơ mật mấy cái gì đó, cho dù không là hoàn toàn hàng thông thường, ít nhất cũng không cần lo lắng hội tiết lộ ra ngoài. Chính thức trọng yếu công pháp hoặc là mặt khác cơ mật, nhất định có. Khác cất chứa chỗ, cũng không phải tiêu phàm cùng Trần Dương thân phận như vậy có thể tìm đọc lấy được. Cũng may tiêu phàm trước mắt muốn giải đích, hoàn toàn chính là chỗ này chút ít cơ bản nhất mấy cái gì đó. Tiến vào tàng kinh các về sau, tiêu phàm rất nhanh liền đi tìm được rồi một phần tập bản đồ. Cất chứa tại ba tấm thẻ tre bên trong, dùng ngọc núi trúc thẻ tre đến ghi chép văn tự đồ hình nội dung, độ dài to và nhiều vô cùng, nam cực y kinh cùng, nam cực sách thuốc đều chỉ cần hai mảnh thẻ tre. Những này tập bản đồ lại cần 3 tấm thẻ che đến chữ khắc vào đồ vật, bởi vậy có thể thấy được, địa vực rộng mậu. Cứ việc tiêu phàm đã sớm nghe ân tính lão giả nói tới qua thoi ma giới quảng đại, nhưng chính thức kiến thức đến địa đồ về sau, có lẽ hay là đảo hút một hơi lương khí. Chỉ cần một đầu dãy núi chiều dài, tự kéo dài thượng trăm vạn dặm, bản đồ này muốn không lớn đều không được. Trên thực tế, Phù linh cốc tàng kinh các cất chứa địa đồ, chỉ có nhạc tây khu địa đồ là nguyên vẹn đích, phi thường tường tận, thậm chí nhạc Tây Quốc một ít trọng yếu chi địa, có lẽ hay là toàn bộ tin tức địa đồ lập thể cảm giác rất mạnh. Bất quá, lệ thú dãy núi địa đồ, cực kỳ mơ hồ, chỉ có dãy núi biên giới nơi vẽ địa đồ, một khi xâm nhập đến dãy núi bên trong hơn vạn ở phía trong về sau, chính là một mảnh xương mù liễu tương đương. Trên bản đồ đánh dấu đắc thập phần minh bạch, lệ thú dãy núi là tất cả nhân loại tu sĩ cấm khu. Bất luận kẻ nào, chỉ cần vừa tiến vào lệ thú dãy núi, tùy thời đều có bị yêu thú cùng mặt khác không biết tên gì đó thôn phệ khả năng. Dãy núi biên giới nơi địa đồ, cũng chỉ có hai ba ngàn dặm hơn là tương đối rõ ràng đích, xa hơn ở phía trong, cũng không phải là như vậy cẩn thận rồi, chỉ có cái đại khái, còn có rất nhiều địa phương đều là chỗ chống đích, chứng minh theo không có người tiến vào qua những địa phương kia. Hoặc là nói, có người đã từng đi vào, lại không. Nữa đi ra, tự nhiên thì vô pháp đem chính mình chứng kiến vẽ thành kỹ càng bản đồ. Trong sơn mạch Tâm Ngàn Dặm trong là 100% cấm khu. Coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám xâm nhập trong đó. Bên trong những kia cường đại đích có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ biến hóa yêu thú, chỗ nào cũng có. Đã từng có nguyên anh tu sĩ vì tìm kiếm có thể kéo dài thọ nguyên linh dược, mạo hiểm tiến vào ngàn dặm ở chỗ sâu trong, như vậy vừa đi không quay lại. Không có ngoại lệ. Từ xưa đến nay, vài ngàn năm gian cấm khu đều chưa bao giờ bị người đánh vỡ qua. Nhạc Tây khu cùng lệ thú dãy núi dùng đông đại lục khác liên lạc, chỉ có hai chủng cách. Loại thứ nhất cách là thông qua truyền tống trận truyền tống. Loại này truyền tống trận, số lượng thật cũng không tính toán quá ít. Dù sao cùng với ngoại giới giao dịch, nhất định phải có liên lạc cách mới được. Hơn nữa lệ thú dãy núi độ rộng là hơn 10 vạn ở phía trong, nghe đi lên phi thường xa xôi, nhưng khoảng cách như vậy, đối với truyền tống trận mà nói, lại được coi là rất ngắn, cần tốn hao linh thạch cũng không tính toán quá nhiều. Bình thường thương đội nhất định có thể đủ tiền trả được rất tốt phí tổn. Tung xem như bình thường trung cấp thấp tu sĩ chỉ cần lược có thân gia cũng có thể thông qua truyền tống trận tại lưỡng địa trong lúc đó xuyên thẳng qua loại thứ hai cách dùng người cũng rất ít liếu tương đương. Thì phải là tại lệ thú dãy núi cực nam cùng cực bắc chi địa đều đều là minh mông biển rộng minh mông ở tại dãy núi hai đầu cuối cùng tu sĩ có thể từ trên biển phi hành vượt qua dãy núi. Trừ phi là trùng hợp ở tại cực nam hoặc là cực bắc chi địa tu sĩ, nếu không không có ai sẽ vì tiết kiệm một ít linh thạch, đường dài phi hành tính ra 10 vạn dặm, đuổi tới dãy núi hai đầu đi vượt biển phi hành. Bởi như vậy, trên đường tiêu hao linh thạch, xa xa quá nhiều sử dụng truyền tống trận cần tiền trả linh thạch. Lệ thú dãy núi phía đông chính là vô biên vô hạn Nam Châu đại lục, trong truyền thuyết, xa so nhạc tây khu phồn hoa nhiều lắm tu chân thánh địa đẳng cấp cao tu sĩ tụ tập. Mà huyết linh đại lục, tác chính là vẫn còn Nam Châu đại lục phía đông, lẫn nhau trong lúc đó, cách một mảnh càng thêm vô biên vô hạn, Mình Mông bao là bát ngát Minh Mông biển lớn. Có quan hệ huyết linh đại lục hết thảy, trên bản đồ này ghi chép phi thường phi thường mơ hồ, chỉ có một đại khái hình dáng, đơn giản miêu tả nói, đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn, diện tích không thua gì Nam Châu đại lục. Đây là không biết bao nhiêu năm trước ngẫu nhiên có tu sĩ theo huyết linh đại lục đi vào nhà Tây Khu, mang đến như vậy một ít mơ hồ không rõ địa đồ. Nghe nói cái kia phiến đại lục, này đây tu luyện huyết đạo công pháp chứ danh đích, huyết tộc người là huyết linh đại lục chính yếu nhất chủng tộc. Tại Thoi Ma Giới, huyết linh đại lục cùng nhạc Tây chi địa cách xa nhau hàng tỷ ở phía trong xa, nhưng lưỡng địa không gian thông đạo lối ra, đều trên địa cầu, có thể thấy được trung thổ giới xác thực là các không gian thông đạo giao hội chỗ. Đương nhiên, đối với như vậy địa phương xa xôi, tiêu phàm hiện tại không có tinh lực đi chú ý. Dưới mắt cái này khốn cục, tự đủ đầu hắn đau nhức liếu tương đương. Tiêu phàm quan tâm nhất lệ thú cánh đồng hoang vu địa đồ, tập bản đồ thượng lại chỉ cho thấy một mảng lớn chỗ trống, chỉ rõ nơi này là lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn chi địa, trừ lần đó ra, không. Nửa mặt khác càng nhiều là tin tức. Tiêu phàm cũng tịnh không hủy hoài. Hắn tin tưởng một khi đánh cuộc bắt đầu, lệ thú cánh đồng hoang vu địa đồ nhất định sẽ cho bọn hắn một phần, hơn nữa nhất định là tường tận nhất đích. Tuy nhiên những kia nguyên anh kỳ lão quái vật đối với bọn họ những này tham gia đánh cuộc kim đan tu sĩ sinh tử không thèm để ý chút nào, lại phi thường để ý đánh cuộc kết quả. Về phần đánh cuộc hoàn tất về sau, muốn xử lý như thế nào những này kim đan tu sĩ, vậy cũng tự rất khó nói liễu tương đương. Đem tất cả địa đồ đều thật sâu chữ khác vào đồ vật trong đầu hậu, tiêu phàm buông xuống ba miếng thẻ tre, Bắt đầu đi tìm mặt khác cảm thấy hứng thú tư liệu Rất nhanh, tiêu phàm chú ý đã bị một cái khác miếng thẻ tre hấp dẫn ở Này cái thẻ tre ghi lại nội dung Làm miêu tả vu linh cốc lai lịch đích Xác nhận tiêu phàm đối với vu linh cốc suy đoán Vu linh cốc quả nhiên cùng khuyển vu môn đại có liên quan Hoặc là nói, căn bản chính là khuyển vu môn ở lại nhạc tây chi địa một cái chi nhánh Đồng dạng sử dụng cổ nhung văn Đồng dạng tôn kính cha ma tổ vu vì sáng lập ra môn phái thủy tổ căn cứ này cái thẻ tre ghi lại khuyển vu môn mạnh nhất thần thông nhưng thật ra là vu lời chú chi thuật có thể dùng một ít cực kỳ thần bí chú ngữ chú pháp ngàn dặm bên ngoài lấy tánh mạng người ta hoặc là làm cho người ta cả đời số con dẹp bất quá loại này thần bí khó lường vu lời chú chi thuật vu linh cốc cũng không tìm được chính thức truyền thừa năm đó khai sáng vu linh cốc tổ sư cũng chỉ học được một chút gia lông vu linh cốc tinh thông nhất đích là ma ngẫu luyện chế định đứng lên Phù Linh Cốc hẳn là chín đại ma trong tông môn nhân đệ tử ít nhất môn phái, nhưng thực lực lại cũng không phải yếu nhất. Có được lấy số lượng phần đông, thần bí và hung hãn không sợ chết ma ngẫu, làm cho Phù Linh Cốc thực lực chân tránh, tại chín đại ma trong tông ổn trung tâm bơi. Nhìn thấy cái này tràn đầy tự tin ghi chép về sau, tiêu phàm đối với cái kia chiếc cụ chưa bái kiến kim đan hậu kỳ đỉnh phong thổ ma ngẫu, bỗng nhiên tràn đầy chờ mong chi tình. Có như vậy một cụ ma ngẫu bằng thân, lệ thú cánh đồng hoang vu lại hung hiểm, cũng chưa xong toàn bộ không có sinh lộ đích. chương 783, Thổ Ma Ngẫu Mười ngày sau, tạm thời trong động phủ, Trần Dương chăm chú giúp vào tiêu phàm bên người, lại là khẩn trương lại là hưng phấn mà chầm chầm vào cách đó không xa một gã làn da màu vàng đất đại hán xem cái không được. Bản do, thủ phát, cái này đại hán thân cao ước chừng xích khoảng chừng gì đó, toàn thân cốt cách vừa thô vừa to, cơ thể cù kết, chỉ là thần sắc đờ đấn, hai mắt ngốc trệ cái này thổ ma ngẫu nhìn về phía trên giống như chân nhân a hát so cha ma tổ vu trong lăng mộ nhìn thấy cái kia chút ít thạch ma ngỗ, muốn tinh xảo nhiều lắm liễu tương đương trần dương tấm tắc tán thưởng không thôi tiêu phàm cười cười nói ra đây là kim đan hậu kỳ đỉnh phong ma ngỗ, bọn hắn đại trưởng lão một mực tỉ mỉ đào tạo hai mươi mấy năm đương nhiên cùng bình thường ma ngẫu bất đồng bất quá chỉ cần cẩn thận một ít vẫn có thể đủ nhìn ra được đây không phải người sống đó là đương nhiên rồi, hắn dù sao chỉ là một ma ngẫu. Bất quá, ta không thấy như vậy, thứ này có bản lãnh lớn như vậy, vậy mà tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Trần Dương vừa cười vừa nói, trong mắt lộ ra kích động thần sắc, tựa hồ muốn tiến lên vuốt ve thoáng một tí cái kia chiếc cụ thổ ma ngẫu. Tiêu phàm mỉm cười nói, đây cũng là ma ngẫu cộng đồng đặc điểm, cùng cơ quan khôi lỗi thú bất đồng, ma ngẫu không có cái loại này khinh người khí thế không kích phát hắn thời điểm, tự giống như một cụ điêu khắc, khí tức nửa điểm cũng không lộ ra ngoài. Nói như vậy, thứ này nếu dùng để đánh lén lời mà nói, rất sắc bén rồi. Cái kia muốn xem tình huống nào rồi, đối phó người bình thường đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu đối phó những kia thần niệm chi lực đặc biệt đối thủ cường đại, chỉ sợ cũng khó có thể có hiệu quả liễu tương đương. Dù sao thứ này chỉ cần một kích phát, lập tức sẽ bộc phát ra lăng lệ ác liệt khí thế đến, chút nào cũng không thua kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ linh lực chấn động tuy nhiên kích phát thời gian rất ngắn cũng cũng đủ đối thủ làm ra phản ứng liễu tương đương trần dương hưng phấn mà nói ra vậy ngươi kích phát hắn cho ta xem một chút tiêu phàm trong tay vuốt vuốt một mặt nho nhỏ màu đỏ sậm lệnh bài cùng cho thiên tổ sư tại cha ma tổ vu lăng mộ chi dùng để đem ra sử dụng những kia thạch ma ngẫu lệnh bài thập phần tương tự chỉ là muốn không lớn lắm cũng không có tản mát ra pháp bảo cây yêu ta ép người ra oai. Cho thiên tổ sư này mặt lệnh bài, đúng vậy bị ngộ nhận là thượng phẩm pháp bảo. Hôm nay tiêu phàm cầm ở trong tay mặt này lệnh bài. Nhiều nhất chỉ có thượng phẩm pháp khí linh lực chấn động. Trung quy mặt này điệu từ ngắn bài, là chuyên môn dùng để đem ra sử dụng trước mắt này là thổ ma ngẫu đích. Đối với cái này một cụ ma ngẫu hữu dụng, đem ra sử dụng không được mặt khác ma ngẫu. Mà này mặt đại lệnh bài, lại có thể đem ra sử dụng mấy chục chiếc cụ ma ngẫu đối địch. Tiêu phàm thần niệm vừa động, một đám pháp quyết vô thanh vô tức mà đánh vào đưa tới tay màu đỏ sậm điệu từ ngắn bài chi, lập tức một cổ gai mũi mùi tanh tràn ngập ra đến, một ngơ ngác thổ ma ngẫu mãnh liệt mở to hai mắt, toàn thân bộc phát ra một cổ kinh thiên khí thế. Trần Dương tuy nhiên sớm có chuẩn bị, cũng bị cổ khí thế này áp đến sắc mặt đại biến. Đấy đà thân thể mềm mại lóe lên, tự trốn được tiêu phàm sau lưng. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một tia thỏa mãn thần sắc. Mấy ngày nay, mắt thấy hắn đã muốn nắm giữ vô linh thuật trụ cột pháp quyết, ân tính lão giả liền là bắt đầu chuyên chú tại dạy bảo hắn nắm giữ thổ ma ngẫu điều khiển phương pháp. Điều khiển ma ngẫu cùng điều khiển cơ quan khôi lỗi thú có khác nhau rất lớn. Cơ quan khôi lỗi thú là hoàn toàn vật chết, vô luận là ai đều có thể thoải mái khống chế. Cho dù là một gã luyện khí kỳ cấp thấp tu tiên giả, cũng có thể không tốn sức chút nào mà điều khiển một đầu tương đương với kim đan tu sĩ khôi lỗi. Ma ngẫu không giống với. Bởi vì ma ngẫu là có, linh hồn, đích, đây cũng là ma ngẫu luyện chế máu tanh nhất một cái khâu. Chính là đem tu sĩ tinh hồn, sống sờ sờ mà bóc đi linh thức, đem tình cảm. trí nhớ vân, vân từ từ bộ phận, theo tu sĩ tinh hồn chi rút đi. Thì ra là rút sạch tam hồn cảm, giác hồn cùng bảy phách thiên sung phách cùng linh tuệ phách, chỉ còn lại có hai hồn năm phách sau đó đem cái này còn sót lại hồn phách, luyện vào đến ma ngẫu trong cơ thể. Ma ngẫu có nhất định chi giác, sau so cùng giai cơ quan khôi lỗi thú càng cường đại hơn, có thể chấp hành một ít tương đối càng thêm phức tạp nhiệm vụ. Lại cùng cơ quan khôi lỗi thú đồng dạng, không không sợ. Bất kỳ nguy hiểm nào chi địa cũng dám đi sông. Tiêu phàm tay mặt này lệnh bài chi, tắc chính là luyện vào nên tu sĩ máu huyết. Cùng ma ngẫu trong cơ thể tinh hồn nhất mạch tương liên, thông qua lệnh bài tự có thể khống chế ma ngẫu phục tùng chủ nhân ra lệnh. Cho nên, phù thuật môn phái luyện chế ma ngẫu lại được xưng là mất hồn ma nhân hoặc là năm phách ma nhân. Mỗi luyện chế một gã ma ngẫu, tự ít nhất phải sát hại một người tu sĩ, thậm chí là sát hại vài tên tu sĩ. Bởi vì tại xử lý tu sĩ tinh hồn quá trình chi, rút ra cảm giác hồn cùng thiên sung phách linh tuệ phách không nghĩ qua là thì có thể thất bại. Hồn lực tổn thương quá nhiều tinh hồn, sẽ không có thể sử dụng luyện chế ma ngẫu đẳng cấp càng cao, phải cần tu sĩ đồng giá cũng càng cao. Ví dụ như trước mắt này là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn thổ ma ngẫu, ân tính lão giả liền hào không kiêng kỵ mà nói cho tiêu phàm, sử dụng một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ tinh hồn. Nói cho tiêu phàm bí mật này thời điểm, ân tính lão giả đôi mắt rất không có hảo ý mà tại tiêu phàm trên người ngắm tới ngắm lui, tự nhiên là nghĩ đến, nếu dùng tiêu phàm tinh hồn đến luyện chế ma ngẫu lời mà nói, Uy lực khẳng định càng thêm cực lớn, nói không chừng có thể luyện ra một gã Nguyên Anh kỳ uy lực ma ngẫu. Dù là Tiêu Phàm dũng khí cái gì hào, cũng bị Ân Tính lão giả ánh mắt thấy rất không thoải mái. Cái này Vu Linh cốc lão quỷ, rõ ràng chính là tại đe dọa hắn, lại để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải sinh ra cái gì kháng cự chi tâm. Trước mắt này là thổ ma ngẫu dùng một gã Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tinh hồn đến luyện chế, điều khiển chủ nhân của nó. Cùng bậc cũng không thể thấp hơn Kim Đan sơ kỳ, chủ nhân cùng bậc càng cao, điều khiển bắt đầu đứng dậy lại càng là thuận buồm xuôi gió. Thời gian cấp bách, ân tính lão giả giấy phép đặc biệt này là thổ ma ngẫu tại sau này trong một thời gian ngắn, cùng Tiêu Phàm sinh hoạt chung một chỗ, để tăng mạnh hai người ở giữa ăn ý, lại để cho Tiêu Phàm tại tham gia đánh cuộc thời điểm, có thể tự nhiên mà điều khiển thổ ma ngẫu. Lập tức Tiêu Phàm mệnh lệnh thổ ma ngẫu làm ra các loại động tác, thổ ma ngẫu đều đều cẩn thận tỉ mỉ mà nghe theo. Trần Dương thấy rất là thú vị, cười khanh khách không thôi. Thấy nhà đầu kia như thế không có tim không có phổi bộ dáng, tiêu phàm cười khổ lắc đầu, lại duỗi thân tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cho đã mắt đều là yêu thương thần sắc. Đêm dài thời gian, tiêu phàm lại để cho Trần Dương đi nghỉ ngơi, chính mình một mình ở lại buồn luyện công trong, mắt nhìn lấy một ngơ ngác đứng ở một bên thổ ma ngẫu, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bỗng nhiên cử động vung tay lên, vài lần trận bàn bắn ra, ngay tại buồng luyện công trong bố trí ra một cái nhỏ cấm chế. Cấm chế này cùng bình thường ngăn cách thần niệm điều tra cấm chế bất đồng, uy lực rất mạnh, buồng luyện công trong hết thảy, đều bị hoàn toàn ngăn cách, càng lợi hại điều tra thủ đoạn, đều khó có khả năng vô thanh vô tức mà xâm nhập tiến đến. Cấm chế bố trí song thành, tiêu phàm thủ đoạn một phen, bàn tay nhiều đi ra một mặt màu đỏ sậm lệnh bài, đúng vậy hắn thong dong thiên tổ sư trong tay cướp lấy cái kia mặt lệnh bài, lúc ấy bị Hatori giới xử trí bổ một đao, làm cho lệnh bài bị hao tổn, có mấy cái phù trở nên mơ hồ không rõ. Lúc ấy tiêu phàm cũng không phải rất để ý, tiện tay thu vào, ai ngờ vừa đến thoi ma giới, lại gặp được phu linh môn phái người, may mắn thế nào đích, còn được đến một cụ thổ ma ngẫu tạm thời quyền khống chế. Mặt này lệnh bài vừa phù hiện, tiêu phàm lập tức cảm thấy, đứng ở một bên thổ ma ngẫu trong cơ thể hai hồn năm phách, đều thoảng qua khiên bỗng nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, mặt này lệnh bài uy lực, tại phía xa ân tính lão giả giao cho hắn tiểu trên lệnh bài. Tiêu phàm tâm vừa động, lập tức bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi trên lệnh bài phù đến. Trải qua những ngày này chăm chú học tập, đối với trên lệnh bài chữ khác vào đồ vật cổ nhung, hắn sớm đã hết sức quen thuộc, đọc giải thích không hề khó khăn liễu tương đương. Tiêu phàm tại buồn luyện công trong vẫn đợi đến ngày kế tiếp dạng sáng, mới thu hồi lệnh bài, mang theo thổ ma ngẫu rời đi động phủ của mình, đi trước ân tính lão giả nhà động phủ thời gian cực nhanh. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Trần Dương tại Vu Linh Cốc tổng đàn chờ đợi nửa tháng, cách lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc bắt đầu thời gian, chỉ có nửa tháng liễu tương đương. Một ngày này, Vu Linh Cốc tổng đàn, đại trưởng lão động phủ. Một gian che kín các loại cấm chế lỗ nhỏ phủ trong, ân tính lão giả cư khoanh chân mà ngồi, Tiêu Phàm ngồi ở hắn hơi nghiêng, cái kia chiếc cụ cao lớn thổ ma ngỗ, im lặng mà đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Ân tính lão giả vuốt ve bóng loáng cái cầm trong mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, nói ra, không tệ không tệ, ngắn ngủn một tháng thời gian, có thể cùng ma ngẫu trong lúc đó đạt thành như vậy ăn ý trình độ, xem ra ngươi rất dụng công. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đang mang tánh mạng, tại hạ nhưng không dám khinh thường. Ngươi biết là tốt rồi. Ân tính lão giả gật gật đầu, tay hào quang lóe lên, hiện ra một cái xanh biếc vật. Tiêu phàm hai mắt lập tức híp mắt bắt đầu đứng dậy. Cái này xanh biếc vật mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới một hồi kịch liệt không gian chấn động, ngay trong cơ thể hắn, đỉnh càn khôn, đều có mãnh liệt phản ứng, gần với cha ma tổ vu lăng mộ thạch điện chi cái kia một lần, thậm chí so tại lạng yên tư bảo biển máu không gian thông đạo di chỉ nơi phản ứng còn mãnh liệt hơn vài phần. Chẳng lẽ lại đây cũng là một kiện hiếm thấy không gian bảo vật? Cái này xanh biếc vật, nhìn về phía trên như là một ít tiết trúc, xanh ngắt ướt át, bất quá quanh thân lại cao thấp không đều, có chút tàn phá, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh tiêu phàm thần niệm chi lực tự nhiên mà vậy mà đi phía trước tìm tòi, lập tức đã bị cái kia tiết chúc hút vào. Tiêu phàm chấn động, vội vàng chặt đứt cùng cái kia sợi thần niệm liên lạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân tính lão giả nhìn hắn liếc, hai mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ trào phúng, vừa cười vừa nói thế nào, có hại chịu thiệt đi à nha. Ta đã nói với ngươi, cái này bảo vật nhưng là không giống tiểu khả, lúc trước ta mới lấy được thời điểm, cũng cùng ngươi đồng dạng, bị hắn sợ hãi kêu lên một cái. Có thể tự chủ hấp thu tu sĩ thần niệm chi lực bảo vật, thật đúng là không thấy nhiều. Tiên bối, đây là kiện cái gì bảo vật? Tiêu phàm trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên tức thì, lập tức hỏi. Ân tính lão giả lại trầm ngâm, vuốt ve cảm của mình, nói ra, nói thực ra, ta cũng không biết đây là kiện cái gì bảo vật. Lúc trước tìm được hắn thời điểm, thập phần trùng hợp, theo ta phỏng đoán, đây là việc của người nào đó chí bảo còn sót lại một phần nhỏ còn sót lại một phần nhỏ tiêu phàm lần nữa lắp bắp kinh hãi có chút không dám tin quả thật như thế cái này trí bảo cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên chỉ cần còn sót lại một phần nhỏ thì có như vậy không gian thần thông có thể dẫn động đỉnh càn khôn đều khởi kịch liệt như vậy phản ứng ừm nên vậy có lẽ hay là nhỏ nhất một bộ phận chuyện này cũng không cần đi bào căn cứu để liếu tương đương tu chân giới nghịch thiên bảo vật còn nhiều mà không gian loại trí bảo tuy nhiên tương đối hiếm thấy, cũng không phải hoàn toàn không có. Có cái này tàn bảo, ta liền cho có thể luyện chế ra một cái đặc thù chữ vật giới chỉ, đem bả thổ ma ngẫu thu vào đi. Đến lúc đó, người vào lệ thú cánh đồng hoang vu, nhất định sẽ khiến người khác chấn động đích, hắc hắc. Ân tính lão giả trên mặt lại lộ ra cực kỳ đắc ý dáng tươi cười. chương 784, Ngọc Uyển Nhi tuy nhiên tiêu phàm đã muốn tận lực đánh giá cao nhạc Tây Quốc 9 đại ma tông đối với lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc coi trọng trình độ, nhưng đợi cho chính thức xuất phát đi trước lệ thú cánh đồng hoang vu trước kia, tiêu phàm mới rốt cuộc thấy được trận này đánh cuộc đối với 9 đại ma tông tầm quan trọng. Xuất phát trước, dựa theo ân tính lão giả chỉ lệnh, tiêu phàm tắm rửa chai giới 3 ngày, mặc kệ tiêu phàm có nguyện ý hay không, Trần Dương bị dẫn cách động phủ của hắn. Đối với tu chân giả mà nói, tắm rửa còn có thể lý giải, trai giới thật là nhiều lần này nhất cử. Tiêu phàm đã sớm thích cốc liễu tương đương. Bất quá vẫn là chiếu ân tính lão giả yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành cái này tắm rửa trai giới quá trình. Càng nhiều là thời điểm, tiêu phàm đem cái này trở thành là nào đó thần thánh nghi thức, một loại trên tinh thần ký thác, càng là tu vi cao thâm loại người, càng là kính sợ thiên địa lực lượng cùng càn khôn pháp tắc. Tắm rửa trai giới đã tất, vu linh cốc lại cử hành một hồi long trọng kế tự nghi thức, do vu linh cốc quốc chủ, một vị bốn người tuổi khoảng chừng gì đó trung niên mỹ phụ tự mình chủ trì, Vu Linh Cốc cơ hồ toàn bộ kim đan kỳ đã ngoài đệ tử tham gia. Tiêu Phàm lần đầu tiên trực quan mà nhận thức đến Vu Linh Cốc thực lực rốt cuộc đến cỡ nào cường đại, kim đan kỳ đã ngoài đệ tử thì có 35 người nhiều. Hắn trung đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đích, cũng có 4 người. Về phần những kia bị tuyển bạt tới tham gia tế tự nghi thức trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử, lại càng nhiều đến trăm người đã ngoài căn cứ điển tịch ghi lại. Phu Linh Cốc là chín đại ma trong tông, đệ tử truyền nhân số ít nhất đích. Quả thực khó có thể tưởng tượng, những thứ khác ma đạo tông môn là bực nào nhân tài cường thịnh. Cứ như vậy, những này ma đạo tông môn như trước lo lắng môn hạ kiệt xuất đệ tử tại đánh cuộc bên trong vẫn là quá nhiều, bị hao tổn mất quá nặng. Đương nhiên, ân tính lão giả nói cho hắn biết, cứ việc chín đại ma tông nhất trí cấm môn hạ đệ tử truyền tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ngoại lệ nếu như trong cửa kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ thọ nguyên sắp hết tự nhận đã muốn cơ bản không có ngưng kết nguyên anh cơ hội cũng sẽ hướng tông môn xin tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu đụng thoáng một tí vận khí tìm kiếm cái kia tối tăm bên trong một tia cơ duyên vạn nhất cơ duyên đến chẳng phải là lại có thể vì tông môn gia tăng một gã nguyên anh tu sĩ cho dù tiến giai thất bại chỉ cần có thể còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu vì tông môn thắng được trận này đánh cuộc, như vậy cũng có thể vì chính mình môn nhân đệ tử tranh thủ đến tông môn ban thưởng không ít chỗ tốt. Còn có một chút phụ thuộc chín đại ma tông trung tiểu tông môn, trong cửa kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ vì trùng kích nguyên anh kỳ, cũng đồng dạng sẽ chủ động yêu cầu đại biểu phụ thuộc đại tông môn tham gia đánh cuộc. Mặc kệ hắn có thể không đi ra cánh đồng hoang vu, thắng được đánh cuộc, chỉ cần nguyện ý dự thi, tự cũng tìm được không ít ban thưởng. Dù sao lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, vẫn là tỷ lệ thật sự quá lớn. Nhạc Tây Quốc Nguyên Anh Kỳ lão quái vật, vì tìm được phù hợp người dự thi, quả nhiên là vắt hết ra sức suy nghĩ. Không ít lão quái vật vừa mới tiến hành xong trước một hồi đánh cuộc, cũng đã bắt đầu vì 60 năm sau đánh cuộc tiến hành công tác chuẩn bị liễu tương đương. Tiêu Phàm cũng tham gia cái này tế tự nghi thức, sớm đã đem kỳ quái, đường trang cởi ra, đổi lại một thân màu trắng nho sinh phục sức, cũng cùng tại đây mặt khác nam tử đồng dạng, lưu nổi lên tóc dài sơ khởi phức tạp búi tóc, đầu đội nho khăn, tuấn lãng phi phàm. Trên ngón tay của hắn, nhiều ra một cái xanh biếc chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, đúng vậy do cái kia kiến trúc tiết hình tàn bảo luyện chế mà thành đích, hắn hiệp trợ ân tính lão giả, trọn vẹn tìm 7 ngày thất dạ thời gian, mới rốt cục đem trúc tiết hình tàn bảo luyện chế thành cái giới chỉ này hình dạng không gian bảo vật, như nguyện đem thổ ma ngẫu đặt đi vào. Hiện nay, cái kia chiếc cổ cao lớn uy mãnh thổ ma ngẫu tựu lẳng lặng đợi tại đây xanh biếc trong giới chỉ, mặc cho ai cũng nhìn không ra, còn tưởng rằng chính là cái bình thường trang trí vật mà thôi. Trải qua luyện chế, cái này tàn bảo không gian khí tức sớm đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, thậm chí ngay đỉnh Càn Khôn đều chỉ có thể ngẫu nhiên cảm nhận được như vậy nhỏ tí tẹo không gian chấn động. Những người khác muốn dựa vào thần niệm chi lực đến dò xét cái này tàn bảo cơ mật, tự nhiên càng thêm không có khả năng liễu tương đương. Đối với cái này ân tính lão giả phi thường hài lòng. Tại tế tự nghi thức thượng, tiêu phàm cũng nhìn được một danh khác sắp tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh của kim đan tu sĩ. Lại là một gã hai mươi mấy tuổi tươi đẹp mỹ phụ nhân. Cái này thiếu phụ trang phục cực kỳ bạo lộ, chẳng những một đôi chân ngọc trắng như tuyết mà lỏa lồ bên ngoài, thậm chí tuyết trắng dưới cổ, cái kia một vòng thâm thúy giữa hai khe núi ngũ mũ cũng như ẩn như hiện, dáng người làm tức giận dị thường. Dẫn tới tham gia tế tự nghi thức không ít nam xây, nguyên một đám chú mục không thôi, trong đó một ít định lực kém một chút đích, thậm chí thiếu chút nữa mất mặt trước mọi người. Đối với người này tươi đẹp mỹ phụ nhân, ân tính lão giả ấn tượng tựa hồ cực kỳ không xong, từ đầu đến cuối bản lấy cái mặt, chính mắt cũng không ngó lấy một cái. Tên kia tươi đẹp mỹ phụ nhân tựa hồ đối với ân tính lão giả cũng phi thường sợ hãi, đối với ai cũng xảo cười yên nhiên, duy chỉ có nhìn về phía ân tính lão giả thời điểm, tự trở nên nghiêm trang, ăn nói có ý tứ đừng nhìn cái này tươi đẹp mỹ phụ nhân một bộ hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, tiêu phàm thần niệm quét qua đi qua vẫn không khỏi đắc lắp bắp kinh hãi. Vậy mà cùng trừ chín đồng dạng, là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể bước vào nguyên anh kỳ. Ở đây vu linh cốc bốn gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, luận khí tức, tựa hồ so tươi đẹp mỹ phụ nhân còn muốn kém hơn một chút. Thấy tiêu phàm thần niệm chi lực quét tới, tươi đẹp mỹ phụ nhân liền lập tức đã nhận ra, hướng về tiêu phàm tự nhiên cười nói, tựa như hoa hồng nở rộ giống nhau, kiều diễm vô song. Trong chốc lát, tiêu phàm thậm chí cảm thấy đắc tâm tinh chập chờn khó có thể tự giữ, có lập tức đầu váng mắt hoa cảm giác. Lập tức lắp bắp kinh hãi, hạo nhiên chính khí phi tốc lưu chuyển, lập tức liền linh đài thanh minh, ánh mắt thanh tịnh như nước. Một tiếng lạnh, hừ, truyền đến, ân tính lão giả lạnh điện loại ánh mắt thẳng đảo qua đi. Cái kia tươi đẹp mỹ phụ nhân lập tức gục đầu xuống sọ, thu liếm dáng tươi cười, một bộ tiểu tâm cẩn thận, kính cẩn dị thường bộ dáng, còn mơ hồ toát ra ủy khuất ý, tựa hồ bị ân tính lão giả khi dễ rồi, không dám phản kháng. Sở sở bộ dáng đáng thương, thật là khiến người trong nội tâm không đành lòng. Yêu nữ, ân tính lão giả thấp giọng quát lớn một câu, ngay sau đó, tiêu phàm trong tai tựu vang lên hắn truyền âm thanh âm. Tiêu đạo hiếu, người phải cẩn thận hồ yêu ca nữ. Các nàng ngọc ra, am hiểu nhất đúng là câu hồn mỹ thuật, chỉ cần định lực hơi kém một chút, sẽ gặp đạo nhi. Người vừa rồi, nên vậy đã muốn biết lợi hại chưa? Ngọc gia, Tiêu Phàm trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ. Chẳng lẽ chính là được xưng Nhạc Tây Quốc xinh đẹp đệ nhất dụ dỗ thế gia? Tiêu Phàm tại tàng kinh các tìm đọc điển tịch thời điểm, đối với Ngọc gia cũng có chỗ hiểu rõ. Tại Nhạc Tây Quốc, ngoại trừ chín đại ma tông, cũng không có thiếu trung tiểu tông môn cùng tu chân thế gia. Vì sinh tồn, những này trung tiểu tông môn cùng tu chân thế gia, đều phụ thuộc vào nào đó đại tông môn. Ngọc gia tại nhạc Tây Quốc tu chân thế gia bên trong, được coi là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói Ngọc gia tổ tiên, có hồ yêu huyết mạch. Ngọc gia chẳng những thừa thải mỹ nữ, hơn nữa dùng dụ dỗ chi thuật nổi tiếng nhạc Tây Quốc. Mà Ngọc gia đúng vậy vu linh cốc phụ thuộc thế gia một trong, kỳ thực lực mạnh, không thua những kia trung đẳng tông môn. Bình thường bình thường trung đẳng tông môn, cũng không dám cùng Ngọc gia trở mặt dù sao ngọc gia cái kia một ổ đại mỹ nữ tùy thời cũng có thể đổi thành siêu cường ngoại viện nghe nói ngọc gia không ít xinh đẹp nữ đệ tử là nguyên anh kỳ tu sĩ thị th iota có chút được sủng ái có nguyên anh tu sĩ tham dự tiến đến coi như là vu linh cốc ngày bình thường đối với ngọc gia đều muốn so với mặt khác phụ thuộc tông môn cùng thế gia khách khí vài phần tiêu phàm lại không nghĩ tới đại biểu vu linh cốc cốc chủ vị kia trung niên mỹ phụ dự thi đích sẽ là ngọc gia một gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Ngoại trừ cửu đại tông môn, mặt khác tông môn cùng thế gia đều không có nguyên anh tu sĩ. người này tươi đẹp mỹ phụ nhân, nên vậy chính là ngọc gia trước mặt đệ nhất cao thủ liễu tương đương. nếu như bị chiếm đóng tại lệ thú cánh đồng hoang vu, ngọc gia thực lực tuyệt đối muốn đại được ảnh hưởng. ngoại trừ cái kia ngọc gia còn có thể là ai? yêu nữ này tên là ngọc uyển nhi, là ngọc gia thế hệ này gia trưởng. dụ dỗ thuật xuất thần nhập hóa người nhưng phải đặc biệt coi chừng ân tính lão già tức giận nói Phu linh cốc đại trưởng lão đối với phụ thuộc thế gia thái độ như vậy đảo là có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến tiêu phàm lại càng rất là kinh ngạc nhịn không được hỏi tiền bối ngọc ra vì sao lại phái ra nhà của các nàng trường đi dự thi hừ hừ cái này có cái gì kỳ quái cái này yêu nữ thọ nguyên sắp hết vậy ở kim đan hậu kỳ cảnh giới đã muốn rất nhiều năm lúc này đây là liều chết đánh cược một lần nếu lại đột phá không được bình cảnh như vậy cho dù nàng bất tử tại lệ thú cánh đồng hoang vu trong cũng sống không được bao lâu cho nên ngươi ngàn vạn không nên bị bề ngoài của nàng mê hoặc tuổi của nàng đúng vậy sau so ngươi lớn liễu tương đương hơn nữa có hồ yêu huyết mạch xuất thân bất chính trời sinh hội thải âm bổ dương chi thuật tất cả cùng nàng tiếp cận nam xây không có một cái có kết cục tốt thì ra là thế tiêu phàm nhẹ gật đầu lập tức lại có chút tò mò mà hỏi thăm tiền bối nhìn về phía trên, người đối với vị này ngọc gia gia trưởng, ấn tượng không tốt, khó coi a hát. Hừ, ta đối với nàng có thể có cái gì ấn tượng tốt. Nhiều năm trước kia, môn hạ của ta kiệt xuất nhất một vị đệ tử, chính là bị cái này yêu nữ hư lắm rồi đạo hạnh. Nếu không phải xem tại nàng là trưởng môn sư tỷ ký danh đệ tử phân thượng, lúc ấy ta liền cho ra tay diệt sát nàng. Thấy ân tính lão giả căm giận bộ dạng, tiêu phàm nhưng trong lòng phun lên một cổ ác hàn. Cảm giác, Ân tính lão giả tựa hồ là tại, tranh giành tình nhân, phảng phất Ngọc Uyển Nhi câu đi không phải của hắn đệ tử, mà là của hắn tình lữ giống nhau. Theo ân tính lão giả bất nam bất nữ tình trạng đến xem, tiêu phàm cảm thấy cảm giác của mình nên vậy đúng vậy. Về phần ân tính lão giả năm đó không có ra tay diệt sát Ngọc Uyển Nhi, chỉ sợ còn không chỉ có bởi vì Ngọc Uyển Nhi là trung niên Mỹ phụ ký danh đệ tử, nên vậy còn liên lụy đến rất nhiều những thứ khác là phi phi. Nếu không, dùng ân tính lão giả thời khắc này mỏng tính tình, tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi đích. Bị ân tính lão giả hung hăng nhìn chằm chằm liếc về sau, Ngọc Uyển Nhi vẫn quy củ đích, theo sát tại trung niên Mỹ phụ sau lưng, nhìn không chớp mắt, không bao giờ. Nữa hướng bên này đang trông xem thế nào, nhưng tiêu phàm lại có thể thanh sở địa cảm giác được, Ngọc Uyển Nhi một mực đều đang đánh giá chính mình. Ánh mắt của nàng không hướng bên này xem, lại có thể lại để cho cùng giai nam tu hữu cảm giác như vậy, cái này dụ dỗ chi thuật, quả thật đã muốn tu luyện đến suốt thần nhập hóa cảnh giới. Đối với bên này phát sinh hết thảy, trung niên Mỹ phụ mắt điếc tai ngơ, thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy đoan trang, bắt đầu chủ trì tế tự nghi thức. Tế tự nghi thức ngay từ đầu, ngài ân tính lão giả cũng không dám lại có chút vượt khuôn, đi theo trung niên Mỹ phụ về sau, tế bái thiên địa cùng khai phái tổ sư, cúi đầu như nghi, thần sắc nghiêm nghị. chương 785, đoạn trường Thảo Chi Độc Tế tự nghi thức sau khi chấm dứt, trung niên Mỹ phụ giơ tay lên, một đầu màu trắng nho nhỏ tàu cao tốc, theo nàng bào trong tay áo bắn ra, đón gió lớn lên, hóa thành hai dài hơn 10 trượng cự thuyền, vững vàng ngừng trên không trung. Sư đệ, đi thôi. Trung niên Mỹ phụ đối với ân tính lão giả nhẹ gật đầu, nói ra. Trung niên Mỹ phụ cùng ân tính lão giả đồng dạng, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, bất quá trung niên Mỹ phụ đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, Rõ ràng so ân tính lão giả tạo nghệ rất cao vài phần. Ân tính lão giả gật gật đầu, hất lên ống tay áo, độn quang cùng một chỗ, đem tiêu phàm cuốn vào trong đó, lên tàu cao tốc. Tươi đẹp mỹ phụ nhân Ngọc Uyển Nhi cũng đi theo Trung niên mỹ phụ sau lưng, cùng một chỗ leo lên tàu cao tốc. Theo khí tức của nàng thượng xem, nàng rõ ràng không có bị giam cầm pháp lực. Bởi vì nàng là tự nguyện đại biểu Trung niên mỹ phụ dự thi, lại là Trung niên mỹ phụ ký danh đệ tử điểm này ngược lại hào không kỳ quái. Trừ lần đó ra, còn có 12 tên kim đan kỳ đệ tử, leo lên tàu cao tốc. Kể cả đã muốn theo tiêu phàm bên người rời đi 3 ngày Trần Dương, đã ở một gã nữ tính kim đan tu sĩ cùng đi phía dưới, cùng tiến lên tàu cao tốc. Còn lại kim đan kỳ tu sĩ, tắc chính là chỉnh tề đứng ở trên quảng trường, xuất lĩnh lấy hơn trăm tên trúc cơ kỳ đệ tử, Cung kính cốc chủ cùng đại trưởng lão. Trung niên Mỹ phụ lần nữa đánh giá tiêu phàm liếc, đôi mi thanh tú có chút nhân lại nói ra sư đệ người quyết định tự lại để cho hắn tham gia đánh cuộc trên mặt lộ ra rõ ràng không tín nhiệm thần sắc cái này cũng khó trách nàng nhìn không tốt tiêu phàm thật sự dùng kim đan trung kỳ tu vi tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc thật đúng là hiếm thấy đắc vô cùng bình thường mà nói có thể được những kia nguyên anh lão quái phái ra đại biểu ít nhất cũng có kim đan hậu kỳ tu vi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cực cá biệt kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ nhưng những tu sĩ kia, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện có đặc thù nào đó đại huy lực thần thông, có thể dùng lực kim đan hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Đúng, ta đã quyết định. Ân tính lão giả nhẹ gật đầu, đáp. Trung niên Mỹ Phụ có chút không vui nói, sư đệ, ngươi nên biết, lần này đánh cuộc, không chỉ có quan hệ đến chúng ta nguyên anh tu sĩ cá nhân vinh nhục được mất, là trọng yếu hơn là quan hệ đến cả tông môn sau này 6 trong 10 năm khổng lồ lợi ích ta và người thân là vu linh cốc cầm lái loại người, nên vậy đa số đại cục suy nghĩ. Ân tính lão giả khóe miệng một kéo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, sư tỷ đánh cuộc sự tình, ai có thể nói được rõ ràng. Không có đến cuối cùng, ai thua ai thắng, còn không nhất định nhì. Người vị này ký danh đệ tử, cũng không thấy đắc là có thể sống lấy đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu. Nói không chừng cười đến cuối cùng đích, ngược lại là tiêu đạo hữu đâu này trung niên Mỹ phụ mặt hàn như nước, lạnh lùng nói ra, đã sư đệ đối với cái này từ bên ngoài đến tiểu tử như thế tin được, ta đây cũng đừng nói cái gì, hy vọng hắn thực sự vận khí tốt như vậy a. À. Ân tính lão giả hắc hắc mà cười lạnh vài tiếng, không hề nói tiếp. Cái này một đôi sư tỷ đệ quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không thế nào tốt. Lập tức trung niên Mỹ phụ phân phó một gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đệ tử đến khống chế tàu cao tốc, mang theo Ngọc Uyển Nhi, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Cái này đầu tàu cao tốc, dài đến hơn 20 trượng, chia làm cao thấp hai tầng, là lô thuyền kiểu dáng, có 10 cái phòng nhỏ, cung cấp tu sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ân tính lão giả cười lạnh một tiếng, cũng mang theo tiêu phàm trở lại dưới lầu gian phòng. Cự thuyền tại trên bầu trời bổ vân chém sương mù, bay vụt về phía trước, độn nhanh chóng cực nhanh, không tại bình thường trong kim đan hậu kỳ tu sĩ độn nhanh chóng phía dưới. Trên mặt đất phàm nhân, chỉ có thể nhìn đến một đạo bạch sắc độn quang, như gió bay điện chớp bay về phía phương đông, đảo mắt tựu không thấy bóng dáng. Đây là tiêu phàm đầu một hồi nhìn thấy thật lớn như thế phi hành pháp bảo, trong nội tâm âm thầm tán thưởng không thôi. Hai người tới tàu cao tốc dưới lầu mật thất, ân tính lão giả tại Bạch Ngọc Điêu Thành trên mặt ghế chậm rãi ngồi xuống, thủ đoạn một phen, hiện ra một cái màu trắng bình ngọc, đưa cho tiêu phàm, trầm giọng nói ra, đây là một khỏa có thể cường lực tăng tiến tu vi tiểu vu linh đan, cho người đi. Chúng ta cách, này lệ thú cánh đồng hoang vu, còn có hai ngày lộ trình, thời điểm này, cũng đủ ngươi luyện hóa viên đan dược kia liễu tương đương. Tiểu vu linh đan, tiêu phàm những mày, ngay vội vươn tay nhận lấy, mở ra bình ngọc, đổ ra một khỏa màu đỏ sậm đan dược đến, mùi thuốc nồng đậm, cũng không có tiêu phàm trong tưởng tượng mùi máu tanh. Ta biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này không làm gì tựu đi tàng kinh các đọc qua điển tịch, vậy ngươi chắc hẳn cũng biết, vu linh đan, là chúng ta vu linh cốc thuốc tiên, đối với tăng tiến nguyên anh tu sĩ tu vi đều có hiệu quả đích cái này khỏa tiểu vu linh đan luyện chế dược liệu cùng vu linh đan là giống như đúc đích chỉ là phân lượng thoảng qua giảm bớt vài phần dược liệu niên hạn cũng chỉ có 500 năm cùng vu linh đan dùng ngàn năm linh dược có chỗ khác nhau bất quá cũng chính là bởi vì như vậy cái này tiểu vu linh đan các người kim đan tu sĩ mới có thể năng lực dùng nếu không nghe lời các người tất nhiên sẽ bởi vì linh đan dược tính quá mạnh mẽ mà chịu không nổi Sư tỷ của ta mới vừa nói lời mà nói, chắc hẳn chính ngươi cũng nghe được thanh thanh sở sở rồi, tranh giành khẩu khí, không nên bị bọn hắn khinh thường liếu tương đương. Ngươi cần phải làm tinh tường, lần này ta tại trên người của ngươi xem như rơi xuống đại tiền vốn rồi, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Bằng không thì, có hậu quả gì không, chính ngươi cũng minh bạch. Nói đến đây, ân tính lão giả trên mặt tràn đầy vẻ âm lệ, yêu y hát yêu ta ép lộ rõ cầm vậy cũng dược hoàn trong tay đánh giá một phen tiêu phàm cười nhạt một tiếng nói ra ân trưởng lão cái này khỏa tiểu vu linh đan chỉ sợ không giống như người nói vậy đơn giản a à. tựa hồ còn trộn lẫn lấy một ít làm cho người ta tâm kinh nhục khiêu run rẩy sợ hãi mấy cái gì đó ở bên trong ân tính lão giả trên mặt hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc nói ra tiêu đạo hiếu nhìn không ra người đối với y dược chi đạo cũng hiểu được không ít đúng vậy người đã đã muốn đã nhìn ra ta ta cũng không gạt ngươi. Cái này tiểu vu linh trong nội đan, là trộn lẫn đoạn trường thảo thành phần. Nhưng cái này không chỉ là nhằm vào một mình ngươi đến đích, cơ hồ tất cả tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu tham gia đánh cuộc người, cũng sẽ ở trong cơ thể gieo xuống như vậy một cái dấu hiệu. Tiêu phàm dáng tươi cười trở nên băng hàn vài phần, ánh mắt lợi hại như đau, chậm rãi nói ra, ân trưởng lão, đoạn trường thảo loại này vật kịch độc, tại ngươi nói đến, rõ ràng biến thành một cái dấu hiệu. Ân Tính lão giả lạnh cười nói: "Yên tâm đi, cái này đoạn trường thảo chi độc đã sớm trải qua đặc biệt bị luyện chế, không biết lập tức phát tác đích. Chỉ cần ngươi có thể an toàn theo lệ thú cánh đồng hoang vu phản hồi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Nếu như ngươi ra không được, cái kia có không có giải dược, còn có quan hệ gì?" "Như ngươi nói, đã lệ thú cánh đồng hoang vu chỉ có truyền tống trận có thể ra vào, vậy các ngươi còn lo lắng cái gì đâu này?" chẳng lẽ có các ngươi nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ tự mình tỏa chấn, còn sợ chúng ta cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ dở trò không được. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, hư, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, tuy nhiên tu vi của các ngươi phải không cao, nhưng có thể ngưng kết kim đan thành công đích, cũng không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài kiệt xuất chi sĩ. Nhiều hơn một đạo bảo hiểm, luôn tốt, có lẽ hay là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể thắng đắc đánh cuộc, còn sống đi ra, ta liền cho hội lập tức cho ngươi giải dược. Tiêu Đạo Hiếu đến nơi này đương làm khẩu, ngươi sẽ không tưởng muốn đổi ý ha. À. Nói đến đây, Ân Tính lão giả toàn thân bỗng nhiên bắn ra ra một cổ cường đại tuyệt luân khí thế, đón đầu áp xuống dưới, ánh mắt thoáng cái trở nên âm hàn vô cùng. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, tại này cổ áp lực cường đại phía dưới, thân thể không tự chủ được mà lay động vài cái. Nếu là pháp lực không có bị giam cầm 7 tám phần 10, nguyên anh kỳ tu sĩ khi thế cường thịnh trở lại tiêu phàm cũng chịu đựng được ở bất quá tiêu phàm như trước nửa bước không lùi yên lặng nhìn qua ân tính lão giả trầm giọng nói ra ân trưởng lão ta hỏi lại một lần chỉ cần ta thắng được đánh cuộc ngươi là hay không liền lập tức thả ta cùng trần dương rời đi đương nhiên chỉ cần ngươi thắng đắc đánh cuộc ta quyết không nuốt lời ân tính lão giả nói ra ngữ khí thập phần chắc chắn tốt tiêu phàm điểm mạnh một cái đầu không nói hai lời, cầm trong tay cái kia khỏa màu đỏ sậm dược hoàn ăn xong xuống dưới, bất quá sau một lát, tiêu phàm đã cảm thấy vùng đan điền một mảnh lửa nóng, giống như là muốn bốc cháy lên giống nhau, lập tức cái chán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Ân tính lão giả tay phải vừa nhấc thực chung hai chỉ cũng chỉ như kích, đem một đạo pháp quyết đánh vào đến trong cơ thể của hắn, tiêu phàm toàn thân chấn động, vốn là bị giam cầm pháp lực thoáng cái liền bị tiếp xúc cấm chế, giống như ra áp hồng thủy, tại tứ chi bách hải bên trong mãnh liệt bành trướng bắt đầu đứng dậy. Đã tiêu phàm đã muốn ăn vào mang theo đoạn trường thảo độc tính đan dược, cái này pháp lực cũng không cần lại giam cầm liễu tương đương. Tính hạ tâm lai, hảo hảo luyện hóa dược lực, cái này khỏa tiểu vu linh đan, chỉ cần ngươi chính thức luyện hóa mất, có thể đủ chống đỡ cho ngươi 5 năm khổ tu chi công. Vu linh đan đối với nguyên anh tu sĩ tác dụng, không có như vậy rõ ràng, đó là bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực so sánh với kim đan tu sĩ muốn thâm hậu nhiều lắm, dược hiệu tự nhiên rất là giảm xuống. Tiêu phàm cách kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, thì kém vài năm thời gian mà thôi. Cái này khỏa tiểu vu linh đan nếu thật có như vậy thần kỳ công hiệu, chẳng phải là nói, hắn rất nhanh có thể đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Không cần phải lo lắng nha đầu kia, không có người khi dễ nàng. Ân tính lão giả nói xong, đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài cửa, tiện tay đem một mảnh thẻ tre để qua trên bàn trà. Đây là lệ thú cánh đồng hoang vu bản đồ chi tiết, người cũng nắm chặt thời gian làm quen một chút. Bất quá bản đồ này đã là 60 năm trước rồi, 60 năm qua đi, bên trong yêu thú tụ tập chi địa đã xảy ra những thứ gì dạng biến hóa, ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có địa hình cùng phương vị, chắc là không biết sai đích. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, cũng không vội mà đi lấy cái kia tấm thẻ tre, ngay tại trong phòng một trương ngọc trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức, vận công luyện hóa cái kia khỏa tiểu vu linh đan dược lực. Ân tính lão giả có chút vuốt gằm cũng không nói thêm lời, trong chớp mắt ra cửa phòng. Tàu cao tốc vững vàng mà tại trên bầu trời phi độn lấy, hai ngày đi qua ân tính lão giả lần nữa đi vào tiêu phàm gian phòng. Chỉ thấy tiêu phàm đã muốn đã xong ngồi xuống, ngồi ở trong ghế, bưng một ly trà thơm, chậm rãi phẩm lấy, mặt mũi tràn đầy hồng quang, trung khí no đủ, khí sắc thật tốt. Ân tính lão giả thần niệm quét qua, liền lập tức phát giác được, tiêu phàm cảnh giới, đã muốn nhảy lên đến kim đan trung kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá bình cảnh, bước vào kim đan hậu kỳ, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, rất tốt rất tốt, xem ra tiểu vu linh đan dược hiệu, so với ta trong dự đoán còn cường đại hơn. Kỳ thật không chỉ nói ân tính lão giả đối với cái này có chút ngoài ý muốn, ngay tiêu phàm đều cảm thấy cái này linh đan dược hiệu thật tốt, so với hắn trước kia thu thập đến một ít đan phương luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả đều muốn nâng cao một bước. Ân trưởng lão, về lệ thú cánh đồng hoang vu địa đồ, ta có một chút nghi vấn, thỉnh ân trưởng lão cho ta giải thích nghi hoặc. Hảo hảo, người nói đi, ta giải thích cho ngươi. Ân tính lão giả tâm tình thật tốt, liên tục gật đầu, tại khác trong một cái ghế ngồi xuống, cùng tiêu phàm nói chuyện với nhau bắt đầu đứng dậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 786, Thiên Thai Tông. Một canh giờ đi qua tàu cao tốc bắt đầu giảm tốc. Ân tính lão giả đứng dậy, nói ra, nhanh đến rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tốt, ân trưởng lão thỉnh. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra. Hai người tới tàu cao tốc đầu thuyền thời điểm, trung niên Mỹ phụ cùng Ngọc Uyển Nhi đã muốn đứng ở nơi đó, váy áo cùng tóc đen đón gió bay múa, phiêu nhiên như tiên. Thấy ân tính lão giả cùng tiêu phàm đi tới, trung niên Mỹ phụ hai hàng lông mày có chút dương lên, thoảng qua lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, sư đệ, người cho hắn ăn tiểu vu linh đan. Ân tính lão giả mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này đan dược hiệu quả rất không tồi, vượt ra khỏi dữ liệu của ta. Trung niên Mỹ phụ đánh giá tiêu phàm liếc, lạnh nhạt nói ra, chính là hai ngày thời gian, có thể đem tiểu vu linh đan hoàn toàn luyện hóa, tư chất của ngươi cũng coi như rất tốt. Hy vọng ngươi có thể ở lệ thú cánh đồng hoang vu nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Về phần còn sống đi ra, trung niên mỹ phụ ngay như vậy, tiện nghi lời nói, đều lười phải nói. Dĩ vãng, phàm là tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vô kim đan trung kỳ tu sĩ, kể cả những tu luyện kia có đại uy lực thần thông kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, trên cơ bản sẽ không có còn sống đi ra qua. Chỉ có cực cá biệt vận khí nghịch thiên gia hỏa mới có thể năng lực ngoại lệ. Tiêu phàm Hà Đức Hà Năng, có thể trở thành cái kia trong trăm không có một trường hợp đặc biệt. Tiêu phàm thần sắc lạnh nhạt, không rên một tiếng, thật giống như không nghe thấy lời nói này. Đánh cuộc sắp tới, coi như mình thái độ không tốt, khó coi, liệu vị này vu linh cốc nữ trưởng môn, cũng sẽ không thật sao đem chính mình như thế nào đích. Vu linh cốc hai vị này nguyên anh tu sĩ, không phải âm hiểm độc ác chính là ngang ngược kiêu ngạo to lớn, tiêu phàm đều đều nửa điểm hào cảm đều thiếu nợ dân tặng. Quả nhiên, trung niên Mỹ phụ sắc mặt trầm xuống, gắt gao trừng tiêu phàm liếc, trong con người sát khí bốn phía, Tiêu phàm chấn định tự nhiên, mắt nhìn phía trước, đơn giản không để ý tới nàng. Trung niên Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng thêm không vui, nhưng đầu đi, nếu không hướng tiêu phàm nhìn lên một cái. Đúng vào lúc này, tiêu phàm vang lên bên tai một hồi nũng nịu cười khẽ thanh âm, một cái ôn nhu 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 thanh âm truyền tới, tiêu đạo hiếu, người phải tội sư phụ ta rồi, biết không? Đúng vậy vì kia hồ yêu nữ Ngọc Uyển Nhi. Tiêu phàm thần sắc như thường, không nói không rằng. Ngọc Uyển Nhi nhõng nhẽo cười không ngừng, thấp giọng nói ra, tiêu đạo hiếu, không cần phải cự người ngoài ngàn dặm. Vào lệ thú cánh đồng hoang vu, hai ta là bạn không phải địch, đại khái có thể cùng tiến thối, cùng một chỗ đối địch. Tiêu phàm có lẽ hay là không lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn phía trước. Chỉ thấy mấy ngàn dặm bên ngoài xa xa, một mảnh minh mông dãy núi hiện ra, xanh um tươi tốt, đám xương lượn lờ. Người bình thường hai mắt, tung xem như thân ở không chung, cũng xem không đắc như vậy xa xôi, tu luyện biến thành tu chân giả tự nhiên không giống với. Tiêu phàm không cần vận dụng thiên nhãn thần thông, cũng có thể thông qua nhàn nhạt đám xương chứng kiến tính ra ở ngoài ngàn dặm. Phía trước chính là lệ thú cánh đồng hoang vu liễu tương đương. Ân tính lão giả nói ra, tuy nhiên hắn đã muốn đã tham gia nhiều lần đánh cuộc, trở lại trốn cũ, như trước hơi có chút kích động. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh. Cứ việc đứng ở cao ngàn trượng không, lại vận chuyển thiên nhãn thần thông, lệ thú cánh đồng hoang vu rộng lớn có lẽ hay là liếc trông không đến đầu. Căn cứ địa đồ biểu hiện, lệ thú cánh đồng hoang vu hiện lên hình chứng, chăm chú vây quanh tại lệ thú dãy núi cùng nhạc Tây Quốc trong lúc đó, đem hai người phân cách thành hoàn toàn bất đồng cái thế giới. Lệ thú cánh đồng hoang vu dài đến 4 năm ngàn dặm, rộng cũng có 3-4 ngàn dặm. Bất quá cùng kéo dài trăm vạn dặm lệ thú dãy núi cùng rộng lớn nhạc Tây Quốc tương đối mà nói, Lệ thú cánh đồng hoang vu quả thật chính là cái giảm sóc khu vực mà thôi. Tiêu phàm rõ ràng mà cảm nhận được, lệ thú cánh đồng hoang vu trên không truyền đến trận trận cấm chế chấn động. Một cái vô hình đại trận, đem chọn cái lệ thú cánh đồng hoang vu đều che đậy bắt đầu đứng dậy, mắt thường nhìn không thấy, thần niệm chi lực lại có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Vừa rồi tại trong mật thất, tiêu phàm đã muốn tựu trên bản đồ một ít đánh dấu đắc thật không minh bạch địa phương, cẩn thận hướng ân tính lão giả hỏi qua rồi ân tính lão giả cũng cho hắn tận khả năng kỹ càng đáp án mắt thấy tiêu phàm đối với chính mình hờ hững ngọc uyển nhi cũng liền thức thời mà ngậm miệng lại một đám thường nhân khó có thể phát giác sát cơ từ này tươi đẹp mỹ phụ nhân yêu mị trong hai tròng mắt phi tránh mà qua dùng tàu cao tốc độn thuật mấy ngàn dặm lộ trình rất nhanh đã đến tàu cao tốc tại một cái ngọn núi phía trên chậm rãi đáp xuống dưới ngọn sơn phong này đỉnh núi sớm được tiêu diệt, ngọn núi ở giữa, xây có một đường kính mấy trượng pháp trận, tản ra trận trận pháp lực chấn động. Không thể nghi ngờ, cái này là này tòa có thể ra vào lệ thú cánh đồng hoang vu truyền tống trận. Truyền tống trận vị trí, ở vào lệ thú cánh đồng hoang vu nhất Nam Đoan, cách chính thức lệ thú dãy núi đã muốn phi thường chi gần, ước chừng chỉ có không đến hai vạn ở phía trong. Tại phàm nhân trong mắt, đây là một cùng cực cả đời cũng khó khăn dùng đi qua khoảng cách, đối với độn thuật cao minh tu chân giả mà nói khoảng cách này lại cũng không tính toán rất xa. Truyền tống trận một mặt, còn xây dựng có một sắp xếp công trình xây dựng, một cái cự đại đài cao, đối diện lấy truyền tống trận. Trên đài cao, sớm đã bày đặt tốt hai hàng cái bàn, rất tinh xảo, bên cạnh án vài thượng, các loại linh quả linh trà, chuẩn bị đầy đủ hết, mùi thơm ngát xông vào mũi. Vu Linh cốc tàu cao tốc vừa mới tại quảng trường cách đó không xa đáp, thì có bốn gã trúc cơ kỳ nữ tu, vây quanh một nam một nữ hai gã kim đan tu sĩ nghênh tiến lên đây, cái này hai gã kim đan tu sĩ, nam có kim đan hậu kỳ tu vi, nữ thì còn lại là kim đan trung kỳ tu vi, đều là ba mươi mấy tuổi niên kỳ, tướng mạo đoan chính, chưa từng nói trước cười, đúng vậy nghênh đón mang đến hảo thủ. Tên kia một thân áo bảo xanh nam xây hai tay liền ôm quyền, kính cẩn dị thường nói, vãn bối cách hiên, bái kiến vu linh cốc thái tiền bối, ân tiền bối cùng chư vị sư huynh sư tỷ hai vị tiền bối một đường vất vả. Vu Linh cốc chủ họ Thái. Nguyên lai là cách hiên hiền chất, không cần phải khách khí. Mỗi lần đánh cuộc, đều muốn phiền toái các người thiên thai tông, thật sao không có ý tứ. Ra ngoài ý định chính là, một quan cao cao tại thượng đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi trung niên mỹ phụ, đối với vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng rất là khách khí, ngữ điệu cũng tương đối nhu hòa. Cách hiên vội vàng khẽ khom người, càng thêm kính thần nói, thái tiền bối nói chỗ nào lời nói đến, chúng ta thiên thai tông thẹn vì địa chủ, vì chư vị tiền bối chuẩn bị chút ít thô hoa quả cùng nước trà, chính là việc đáng phải làm, ở đâu đương làm được rất tốt tiền bối như thế khen nhầm. Nguyên lai like bọn họ là thiên thai tông tu sĩ. Căn cứ điển tịch ghi lại, nhạc Tây quốc cửu đại tông môn, thiên thai tông thực lực rất mạnh, xếp hạng vị thứ hai. Khó trách ngay ngạo khí phi thường trung niên Mỹ Phụ, đối với một vị hậu sinh vãn bối cũng khách khí như thế mà mấy vị này thiên thai tông tu sĩ, tại tiêu phàm trong mắt, là không. Nhất dẫn ma tu tà khí chính là, ngược lại theo trên người ẩn ẩn lộ ra một cổ canh kim khí, tựa hồ đều đều tinh thông kim thuộc tính công pháp. Trên thực tế, thiên thai tông cũng không thể xem như rất thuần khiết ma đạo tông phái, mà là ở vào khoảng chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó, bởi vì chủ tu công pháp cùng ma tông tu luyện chi đạo hơi có chút sâu xa, lại đang nhiều năm trước cùng chính đạo tông môn trong tranh đấu, đứng ở ma đạo tông môn cái này một phương, cho nên mới ngoài chăn người hoa nhập ma đạo tông trong cửa. Về sau ma đạo cửu đại tông môn đem chính đạo tông môn kể hết đuổi đi, nhất thống nhạc Tây Quốc, thiên thai tông thì càng gia tăng bị coi là ma đạo tông môn liễu tương đương. Nơi này hướng phương Tây Nam hướng hơn hai vạn ở phía trong, chính là một cái khác quốc gia hạt cảnh, mà quốc gia kia, tắc chính là chủ yếu do chính đạo tông môn khống chế. Chín đại ma tông sở dĩ lại để cho thiên thai tông chấn thủ Nam Cương, cũng là bởi vì thiên thai tông công pháp kiêm có chính ma hai đạo chi trường, cùng chính đạo tông môn quan hệ, không bằng mặt khác ma tông khẩn trương như vậy, có thể phát ra nổi một cái giảm sóc tác dụng. Song phương hàn Nguyên đã tất, phu linh cốc mọi người liền tại cách hiên bọn người dẫn dắt phía dưới, hướng về quảng trường bên kia đi đến. Trung niên Mỹ phụ tố giơ tay lên, khổng lồ tàu cao tốc cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành dài vài tấc đoàn, bay vào trung niên Mỹ phụ bào trong tay áo, không thấy bóng dáng. Quảng trường bên kia đã muốn tụ tập không ít người, một ít nguyên anh kỳ lão quái, nghênh ngang mà ngồi ở trong ghế, mỗi người sau lưng đều đứng thật dài một hàng bước tường người, tự nhiên là trước tới tham gia lần này đánh cuộc tu sĩ cùng những này nguyên anh lão quái môn hạ đệ tử. Tiêu phạm ánh mắt quét qua, tự thấy được cát đen môn cát lão quái cùng với đứng ở phía sau hắn trừ chín. Vị này Nam Châu Đại Lục đến cửu công tử, tung tính toán tại đây dạng bất lợi dưới tình hình, như trước trên mặt dáng tươi cười, ngẩng lên thật cao đầu lâu, ngạo khí như trước. Nhìn về phía trên, trong cơ thể hắn pháp lực giam cầm đã muốn giải trừ, cả người trung khí no đủ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Xem chừng hắn cũng cùng tiêu phàm đồng dạng, bị buộc bách lấy ăn dẫn kịch độc đan dược, cát lão quái không bao giờ. Nữa sợ hắn đào tẩu. Trừ chín cũng liếc nhìn tiêu phàm, vốn là nhướng mày, tựa hồ có phần có vài phần kinh ngạc, lập tức ha ha cười một tiếng, cao giọng nói ra tiêu đạo hiếu, người cũng tới thật có lỗi a à hát liên lụy đến ngươi thật sao không có ý tứ hiển nhiên lại có hai gã nguyên anh tu sĩ đã đến cả quảng trường đều im ắng đích đoàn người im lặng ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng trừ chín bỗng nhiên mở miệng có vẻ cực kỳ đột ngột lập tức vô số đạo ánh mắt thẳng quét tới trong đó không hiện nguyên anh lão quái giận dỗi ánh mắt cái này đương làm khẩu một gã kim đan tu sĩ cư nhiên như thế không coi ai ra gì quả thực lẽ nào lại như vậy trừ chín lại không thèm quan tâm, làm theo cười ha hả đích. Quản các người nghĩ như thế nào, ta cử công tử tụ nở nụ cười, sao? Tiêu phàm cũng cười, hắn rất ưa thích trừ chín loại này ngạo khí cùng tiêu sái tính cách, mỉm cười nói, vạn pháp đều là duyên, trừ huynh không nên tự trách. Ha ha, nói cho cùng, ta không tự trách, tự trách có làm được cái gì? Cùng lắm thì đến bên trong, ta hai anh em liên khởi tay đến, hảo hảo sao sao đám bọn họ một phiếu vé ai chết ai sống, dưới mắt còn nói không chừng nì. Đến lúc này, những kia nhìn qua ánh mắt tựu càng thêm quái dị, thực sự cũng không có người mở miệng ngăn cản. Chỉ có mặt khác vài tên đứng ở nguyên anh lão quái sau lưng tu sĩ, khóe miệng không hẹn mà cùng mà lộ ra một tia trào phúng cùng vẻ khinh thường. Mấy vị này, đều đều là kim đan hậu kỳ cảnh giới, trong đó hai vị còn là hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, nguyên một đám cường đại vô cùng, so ra mà nói, tiêu phàm kim đan trung kỳ cảnh giới, tự có vẻ quá trói mắt liếu tương đương ít nhất cho tới bây giờ những kia đứng ở nguyên anh kỳ lão quái sau lưng đệ nhất vị kim đan tu sĩ còn không có tìm được một cái cùng hắn đồng dạng kim đan trung kỳ tu sĩ tu vi như vậy tiến vào đến lệ thú cánh đồng hoang vu ngoại trừ chịu chết không nữa thứ hai con đường có thể đi cũng không biết cái này trừ chín là muốn tự tìm phiền toái mang lên một cái vướng víu đồng hành đâu rồi có lẽ hay là cố ý trêu chọc xem chừng là cố ý trêu chọc khả năng khá lớn, hay hoặc là, là muốn dụ dỗ cái này họ tiêu người trẻ tuổi làm bia đỡ đạn. Đối với mấy cái này người mỉa mai ánh mắt, tiêu phàm thấy nhất thanh nhị sở, thực sự không? Lắm để ý. Chính thức cường đại, không nhất định phải hoàn toàn ở bên ngoài biểu lộ ra, đã tất cả mọi người tới tham gia đánh cuộc, sớm muộn là muốn thấy thức trương đích. chương 787, Hắc Bạch song sát. Ngồi ở chủ vị thượng một gã cung trang nữ tử mỉm cười đứng dậy, hướng trung niên Mỹ phụ cùng ân tính lão giả gật đầu ý bảo. Người này cung trang nữ tử ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, tướng mạo chưa nói tới xinh đẹp, người trong có tư thế mà thôi, hai hàng lông mày bay xéo nhập tóc mai, thần tình trên mặt kiên nghị. Loại này tướng mạo nữ nhân, xem xét chính là cái loại này quyền lực dục rất mạnh, ưa thích khống chế hết thảy tính cách. Nhưng là ở đây nhiều như vậy nguyên anh lão quái, người này lại công khai mà cao cứ chủ tỏa, đã muốn đủ để nói rõ hết thảy tiêu phàm thần niệm quét qua đi qua lập tức chấn động. Cái này cung trang trên người cô gái khí tức thâm bất khả chắc, tung tính hòa vu linh cốc trung niên Mỹ phụ cùng với ân tính lão giả tương đối mà nói, cũng phải cường đại hơn nhiều, thình lình đúng là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Về phần rốt cuộc là vừa mới bước vào nguyên anh trung kỳ có lẽ hay là đã muốn ở vào cảnh giới này nhiều năm, dùng tiêu phàm tu vi hiện tại cùng tầm mắt, thật đúng là rất khó làm ra cụ thể phán đoán. Nếu như nói, đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một trọi một dưới tình huống, tiêu phàm dưới mắt bao nhiêu còn có chút làm cho đối phương cố kỵ thủ đoạn, tung tính toán đánh không lại, có lẽ còn có mấy phần chạy trốn khả năng. Nhưng đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, cái kia tốt nhất là cái gì tâm tư đều không nên lộn xộn Thực lực kém quá cách xa, vô luận là đánh là trốn, đều khó có khả năng có nửa phần hy vọng. Thật sự không nghĩ tới, cái này đánh cuộc còn có Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tỏa chấn. Tiêu phàm tâm nhắm trầm xuống, hắn trước kia tìm cách tốt vài con đường lui, bởi vì này tên ngoài ý muốn xuất hiện nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lập tức tự có vẻ tái nhợt vô lực, áp dụng chỉ sợ độ khó thoáng cái trở nên thật lớn, thành công khả năng sẽ rất nhỏ. Hiển nhiên, ở đây mọi người ai đều không có đi để ý chính là một gã kim đan trung kỳ tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. Kiến cung trang nữ tử đứng dậy đón chào, trung niên Mỹ phụ cùng ân tính lão giả lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười, bước nhanh tiến lên, hướng cung trang nữ tử hành lễ vấn an làm phiền ninh tông chủ tự mình đón chào, không dám nhận. Thái tính trung niên Mỹ phụ luôn miệng nói, cho dù nàng ngày bình thường ngạo khí dị thường, tại vị này nguyên anh trung kỳ đại cao thủ trước mặt, cũng là cười má lúm đồng tiền như hoa, cực kỳ khách khí. Cung trang nữ tử ninh tông chủ cũng mỉm cười hàn huyên khách khí vài câu. Không thể nghi ngờ, vị này chính là thiên thai tông tông chủ, thẹn vì địa chủ, tự mình ở chỗ này chờ đón mặt khác tất cả đại tông phái người chủ trì hiện trường không ít nguyên anh kỳ tu sĩ, vạn nhất có cái gì phân tranh, cũng xác thực cần như vậy một vị lực áp quần hùng trung kỳ cao thủ, mới có thể năng lực chấn được tràng diện. Hàn huyên vài câu về sau, cung trang nữ tử ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên ngưng tụ, như vậy chăm chú vào trần dương trên mặt, trong mắt sạch bong đại phóng, lộ ra thập phần ngoài ý muốn thần sắc. Ân tính lão giả liền sờ lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy đắc ý, tựa hồ cung trang nữ tử ngạc nhiên đang tại dữ liệu của nàng bên trong bất quá cung trang nữ tử dù sao thân phận không thể tầm thường so sánh vẻ ngoài ý muốn lóe lên tức thì lập tức chấn định như hằng phân phó dọn chỗ thái tính trung niên mỹ phụ cùng ân tính lão giả liền là bên phải thủ một loạt trong ghế ngồi xuống ân tính lão giả nhanh liên tiếp cắt đen môn cát lão quái mà ngồi từ nơi này cái số ghế an bài thượng cũng có thể nhìn ra được phù linh cốc tại ma đạo chín trong tông bài danh lược tại cát đen trên cửa Cát đen môn tuy nhiên không là ma đạo chín tông yếu nhất một chi, bài danh cũng đã tương đối dựa vào vãi lúa hậu. Cát lão quái liếc tiêu phàm liếc, ánh mắt như trước rất là bất thiện, hiển nhiên còn nhớ thù, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, tiểu tử, người rốt cuộc đã tới. Tuy nhiên không thể tận mắt thấy làm sao ngươi tử, nhưng chỉ cần ngươi ba tháng hậu không có đi ra, lão phu trong nội tâm cái này khẩu ác khí, tự cuối cùng là ra. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, có lẽ hay là không rên một tiếng. Không có phải ở chỗ này cùng hắn làm vô vị miệng lưỡi chi tranh giành. Ân tính lão giả nhưng có chút không vui vẻ, khẽ nói, lão cát, hai ta đúng vậy nhiều năm giao tình, người tự nghĩ như vậy xem ta thua. Cát lão cười quái dị nói, cái kia cũng không phải, ta chính là không quen nhìn tiểu tử này lợi hại hò hét bộ dạng một cái kim đan trung kỳ tiểu bối mà thôi, hừ hừ. Tại cát lão quái nghĩ đến, bất luận cái gì tu vi so với hắn thấp tu sĩ, ở trước mặt hắn đều nên vậy kinh sợ, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Tiêu phàm như vậy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, thậm chí còn hơi ngạo khí đích. Hắn tự nhiên là hoàn toàn không quen nhìn. Ân tính lão giả liếc trừ chín liếc, nói ra, nói đến lợi hại hò hét, người sau lưng vị này càng tốt hơn a. À. Lão cát, ngươi như ngàn vạn muốn làm rõ ràng, vị này chứ không phải là Nam Châu đại lục những kia đại tông phái đệ tử truyền a. À. Nếu thật là như vậy, nhưng có chút phiền phức đích. Ngôn từ trong lúc đó, đối với Nam Châu đại lục đại tông phái, quả thực kiêng kỵ không thôi. Cát lão quái hừ một tiếng, nói ra cái kia thì sao? Lại là một bộ tính trước kỹ càng, tràn đầy tự tin bộ dạng. Ân tính lão giả lược hơi gật đầu, không nói thêm lời. Nam Châu đại lục cách nhạc Tây Quốc dù sao quá mức xa xôi, ngày bình thường rất ít vãng lai. Like. Nói sau, vì cái này 60 năm một vòng về đánh cuộc, cái đó cái nguyên anh lão quái không có đã nắm từ bên ngoài đến tu sĩ sung làm bia đỡ đạn. Nếu như vì vậy sự tình mà bị những tông phái khác trả thù lời mà nói, cả nhạc Tây Quốc Ma Đạo Chín Tông đều liên khởi tay đến, nhất trí đối ngoại. Nghĩ đến Nam Châu Đại Lục cái kia chút hít đại tông môn, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể vì một gã kim đan kỳ đệ tử, cùng cả cái nhạc Tây Quốc Ma Đạo Chín Tông là địch. Mở ra như vậy vượt qua đại lục đại chiến, nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới được không lâu về sau, một ít to lớn phi hành pháp bảo lục tục ngo ngoe đáp xuống quan trường phụ cận, mặt khác ma đạo tông môn nguyên anh kỳ lão quái, cũng lần lượt đến. Tiêu huynh đệ, xem ra lúc này, người thật sự là hạc giữa bầy gà A hát. Vươn người đứng thẳng tiêu phàm, bên tai bỗng nhiên vang lên chữ chín hơi chiêu chọc truyền âm thanh âm. Tiêu phàm khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trên cơ bản, chín đại ma tông nguyên anh kỳ lão quái đã đến tuyệt đại bộ phật, theo theo sát tại phía sau bọn họ cái kia chút ít sắp tham gia đánh cuộc kim đan tu sĩ đến xem, xác thực mỗi người tu vi, đều đã đạt đến tại kim đan hậu kỳ cảnh giới, cho tới bây giờ, duy chỉ có tiêu phàm là kim đan trung kỳ, còn là vừa vặn mới luyện hóa dược lực đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, bằng không thì đối lập chỉ có càng thêm mãnh liệt. Cũng không trách trừ chín có thể như vậy trêu chọc hắn. Trên quảng trường càng thêm náo nhiệt lên, những kia nguyên anh kỳ lão quái lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, liền tốp 5 top 3 mà bắt chuyện bắt đầu đứng dậy. Đứng hầu ở phía sau kim đan tu sĩ, cũng có số ít lẫn nhau nói chuyện với nhau đích. Cần biết tại nhạc Tây Quốc, bọn hắn coi như là đẳng cấp cao tu sĩ rồi, không có nguyên anh lão quái tại nơi, những này kim đan tu sĩ bên trong tùy tiện người cũng có thể xưng tôn xưng tổ. Duy chỉ có chủ vị tay trái tôn quý nhất vị trí kia, có lẽ hay là không lấy đích. Không hề nghi ngờ, vị trí này phải lưu cho cửu đại tông môn bên trong, thực lực mạnh nhất hắc ma dậy lại đợi nửa canh giờ rốt cục rất xa phía chân trời xuất hiện một đoàn không ngừng cuồn cuộn mây đen hướng bên này cuồn cuộn mà đến hắc người của ma giáo đến trong đám người vang lên như vậy thanh âm trong khoảng khắc mây đen cuồn cuộn liền đến trên quảng trường không bỗng nhiên một tiếng thê lương thét dài tự mây đen bên trong phát ra bốc lên không thôi mây đen bỗng nhiên trên không trung ngưng tụ thành một cụ thân cao hơn người trượng màu đen ma tược đầu sinh màu đen đoản miệng đầy răng nanh giữ tợn dị thường này là cực lớn màu đen ma tượng, lóe lên tức thì, lập tức liền một lần nữa hóa thành một đoàn mây đen, dưới lên bên cạnh vừa thu lại, trong nháy liền tán đắc sạch sẽ, lộ ra trong mây đen mặt một trận tàu cao tốc, từ đầu đến cuối, dài đến hơn trăm trượng, đầu thuyền đứng sừng sững lấy một tòa màu đen ma thần pho tượng, cao chừng mấy trượng, cùng vừa rồi trên không trung hiện hình màu đen ma tượng, lớn lên giống như đúc. Cả đầu tàu cao tốc, khí thế khinh người, làm cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh loại cảm giác áp bách tất cả ở đây nguyên anh tu sĩ, đều kìm lòng không được mà đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía cái kia tàu cao tốc, thần sắc nghiêm nghị. Lập tức, tàu cao tốc thượng đi tới hai gã thân mặc hắc bào, bên hông quấn quyết lấy một đầu màu tím nhạt băng gấm nam tử, trong đó một gã là trung niên nhân tướng mạo, một gã khác thì là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hết lần này tới lần khác vị này 16-17 tuổi thiếu niên, trên người khí tức tựa hồ so trung niên nhân càng thêm cường thịnh ba phần, trung niên nam tử thoảng qua rớt lại phía sau nửa thân thể, lễ nhượng áo đen thiếu niên trước đây. Nhanh theo phía sau bọn họ đích, thì là hai mươi mấy tên đồng dạng thân mặc hắc bào nam nữ tu sĩ, bên hông quấn quyết lấy màu đỏ nhạt băng gấm, theo khí tức thượng phán đoán, đều có kim đan kỳ tu vi. Nhất là theo sát tại áo đen thiếu niên cùng trung niên nhân sau lưng nhất gần phía trước vị trí hai gã áo đen tu sĩ, đặc biệt làm cho người chú mục. Cái này hai gã áo đen tu sĩ, một nam một nữ, nam ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, xanh sao vàng vọt, hai mắt bên ngoài lồi, tựa như ánh mắt cá chết giống nhau, tướng mạo cực kỳ xấu xí, làn da hắc đắc giống như than đoàn giống nhau, lóng lánh lấy màu đen sáng bóng, nữ tắc chính là nhiều nhất 20 suốt đầu, ngũ quan tươi đẹp mỹ, dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn vô cùng, da trắng nõn nà, vô cùng, quả nhiên là tướng mạo đẹp như hoa, không tại hồ yêu nữ Ngọc Uyển Nhi phía dưới. Không có Ngọc Uyển Nhi hai đầu lông mày vẻ này dụ dỗ khi tức, như vậy hai người song song đứng chung một chỗ thật sự là muốn nhiều chói mắt thì có nhiều chói mắt hết lần này tới lần khác trên người hai người này khí tức đều cường thịnh vô cùng chẳng những là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới hơn nữa so sánh với mặt khác ở đây kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ khí tức đều muốn càng mạnh vài phần cùng những kia nguyên anh kỳ lão quái so sánh với cũng chỉ là khác nửa bước xa mà thôi nếu như thần niệm chi lực hơi yếu một điểm người chỉ sợ sẽ đem hai người này ngộ nhận là là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy một nam một nữ này, những người khác cũng là mà thôi, những kia đứng ở Nguyên Anh kỳ lão quái sau lưng đệ nhất vị, muốn đi tham gia đánh cuộc tu sĩ, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng. Ngay một mực xảo cười yên nhiên, tựa hồ đã tính trước Ngọc Uyển Nhi cũng không khỏi nhẹ, ô, một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắc bạch song sát, tại sao có thể là bọn hắn? thậm chí cắt đen môn các lão quái cũng biến sắc, thập phần giật mình nói. Ân tính lão giả bán tín bán nghi nói, lần này, hắc ma dạy có nên không là muốn cho hai người bọn họ tham gia đánh cuộc A. À? Vì cái gì không biết? Cát lão quái lập tức hỏi ngược lại. Người cũng đừng quên, 60 năm trước trận kia đánh cuộc, hắc ma giáo phái ra dự thi đều là người ngoài, kết quả thiếu một ít toàn quân bị diệt, tại đánh cuộc bên trong bài danh dựa vào vãi lúa hậu, sinh sinh vứt bỏ một chỗ tinh đồng mạch khoáng khai thác quyền, còn vứt bỏ tam nguyên thành một chỗ đại phương thị, chẳng những tổn thất thảm trọng, còn mất hết thể diện. Lần này, bọn hắn khẳng định phải toàn lực ứng phó, đem cái này chàng diện tìm trở về. Những kia vứt bỏ lợi ích, cũng nhất định phải một lần nữa thu hồi đi. Người cho rằng, hắc ma vương mặt mũi, là tốt như vậy cột sao. Cát lão quái cười lạnh nói. mươi 788 tiền đặt cược thiên thai tông ninh tông chủ mỉm cười tiến ra đón. Hắc ma dậy dẫn đội áo đen thiếu niên cùng năm nam, đồng thời hướng cung trang nữ ôm quyền chắp tay, khách khí phi thường. Ninh tông chủ mỉm cười nói, cha trưởng lão, minh trưởng lão, hai vị một đường vất vả, như thế nào, Hắc giáo chủ lần này không tự mình tỏa chấn đánh cuộc sao. Được xưng là cha trưởng lão áo đen thiếu niên vội vàng ôm quyền nói ra, thật sự là thật xin lỗi, Hắc sư huynh vừa vặn có một số việc đi không được, sư huynh để cho ta đợi hướng Ninh Tông Chủ thăm hỏi, có Ninh Tông Chủ tự mình chủ trì trận này đánh cuộc, đủ để kinh sợ bọn đạo trích hạng người liếu tương đương. Đánh cuộc chấm dứt ngày, hắc sư huynh sẽ thân chạy tới đích. Ninh Tông Chủ cũng lơ đánh, vừa cười vừa nói, nhận được hắc giáo chủ khen nhầm, nếu như đạo hiếu khác cũng không có ý kiến gì lời mà nói, cái kia th yêu ta ép thân tự cố mà làm liếu tương đương. Ha ha, Ninh Tông Chủ không cần phải khách khí, Ngươi cùng hát giáo chủ là chúng ta Nhạc Tây Quốc đại tông môn cao thủ số 1 số 2, có các ngươi nhị vị một vị tự mình chủ trì trận này đánh cuộc, ai dám không phục. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à. Ninh tông chủ tựu không cần khách khí rồi, chúng ta sớm một chút bắt đầu đi. Những thứ khác nguyên anh lão quái, liền đều ào ào biểu lộ thái độ. Kỳ thật do ai đến chủ trì trận này đánh cuộc, quan hệ cũng không lớn. Như vậy cổ xưa truyền thừa xuống đánh cuộc, quy tắc sớm đã phi thường thành thục hơn nữa nhận được rồi đại tông môn tất cả nguyên anh lão quái nhất trí công nhận, coi như là hắc ma vương hòa ninh tông chủ đều khó có khả năng phá hư những này quy tắc đích. Dưới mắt trên quảng trường này tụ tập nhạc Tây quốc đại tông môn cơ hồ tất cả mạnh nhất tu sĩ, không chỉ nói nhạc Tây trong nước, tung tính toán là cả nhạc Tây khu, có can đảm đến nơi đây quấy rối người, cũng sẽ không quá nhiều đích. Dám đến, cũng chiếm không được bỏ đi. Ninh Tông chủ ánh mắt lướt qua cha trưởng lão cùng minh trưởng lão rơi vào phía sau Hắc Bạch song sát trên người, hai mắt có chút nhíu lại. Nói ra, cha trưởng lão, lần này quý giáo phái tới tham gia đánh cuộc đích chính là Hắc Bạch hai vị sư điệt sao? Hiển nhiên ngay Ninh tông chủ đều có chút không tưởng được. Áo đen thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Ninh tông chủ tuệ nhãn như đuốc, đúng vậy. Ninh tông chủ hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói ra xem ra hắc giáo chủ đối với lúc này đây đánh cuộc là tình thế bắt buộc tiền vốn hạ đắc rất đủ a hát đúng vậy a à, cha trưởng lão các ngươi đem bà hắc bạch song sát phái tới tham gia đánh cuộc cái này không lớn công bình a à. ngồi tại tay trái người thứ ba vị trí một gã chậm mặt lão giả trầm mặt rất không vui mừng nói người này đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới vì thời cũng có thể đột phá bình cảnh nâng cao một bước Tại hiện trường Nguyên Anh tu sĩ chi là gần với Ninh tông chủ cao thủ. Lập tức lại có vài tên Nguyên Anh lão quái phụ hỏa theo đuôi. Tuy nhiên Hắc Ma dạy là Ma đạo tông chi thực lực mạnh nhất tông môn, giáo chủ Hắc Ma Vương được xưng Nhạc Tây quốc đệ nhất tu sĩ, nhưng đánh cuộc đang mang trọng đại, liên lụy tới quá nhiều lợi ích, những này Nguyên Anh lão quái cũng cả đám đều không phải đèn đá cạn dầu. Áo đen thiếu niên đảo mắt một phen, bất từ bất tật nói, "Chư vị, đánh cuộc quy tắc mọi người chúng ta đều tin tưởng." chỉ cần là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, cũng có thể tham gia. Hắc bạch hai vị sư điệt, chẳng lẽ không phải kim đan kỳ tu vi sao? Hắc hắc, người nào không biết các người hắc ma dạy hợp thể sao sao lợi hại? Hắn hai người lại là qua nhiều năm như vậy, các người hắc ma dạy nhất có hy vọng tiến giai nguyên anh kim đan tu sĩ. Nếu là hắn hai người hợp thể lời nói, cho dù cảnh giới có lẽ hay là kim đan kỳ, thần thông to lớn. Chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ cũng muốn né tránh ba phần A bởi như vậy, còn có những người khác lao động chân tay sao? Chậm mặt lão giả không chút khách khí nói. Áo đen thiếu niên cười lạnh nói, chỉ cần không xấu quy củ là tốt rồi. Về phần những người khác, vậy thì tất cả bằng vận khí A, lệ thú cánh đồng hoang vu lớn như vậy, truyền tống đi vào địa điểm lại là không xác định đích, chỉ cần vận khí không phải quá kém, hẳn không phải là dễ dàng như vậy đụng với. Cũng chỉ có 3 tháng thời gian, cho dù hai vị sư điệt càng lợi hại, cũng khó có thể đem bên trong bia vật đều lấy đi, đoàn người vẫn có rất nhiều cơ hội. Chậm mặt lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, nói ra, lệ thú cánh đồng hoang vô nguy cơ trùng trùng, biến dị yêu thú tầng tầng lớp lớp, tuy nhiên hắc bạch song sát sắc thực rất lợi hại, nhưng ai cũng không dám nói 100% nắm chắc, nếu thật là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ quý giáo sẽ hối hận không kịp. Điểm này, tự không cần lang tông chủ quan tâm, áo đen thiếu niên sắc mặt cũng trở nên có vài phần khó coi theo sát tại phía sau hắn cái kia tên trắng nõn dị thường xinh đẹp nữ kiều vừa cười vừa nói đa tạ lang tiền bối quan tâm chúng ta sau khi đi vào nhất định sẽ cẩn thận một chút đích mặc dù nói lệ thú cánh đồng hoang vu rất nguy hiểm lại cũng có được không ít kỳ ngộ phú quý hiểm cầu cổ là như thế chậm mặt lão giả hư lạnh một tiếng nói ra ngược lại lão phu sen vào việc của người khác rồi ta đây tự đợi đến hai vị chiến thắng trở về mà về đại tin tức tốt xinh đẹp nữ tự nhiên cười nói. Cùng nàng sóng vai mà đứng xấu xí nam, từ đầu đến cuối, sắc mặt băng hàn, cũng không nói gì qua một chữ một câu. Tiêu đạo hiếu, đợi vào lệ thú cánh đồng hoang vu về sau, muốn tận lực tránh đi hắc bạch song sát. Bên kia mái hiên vẫn còn dương cung bạt kiếm, tiêu phàm bên tai đã muốn vang lên ân tính lão giả truyền âm thanh âm. Ừm, tiêu phàm khẽ gật đầu một cái. Cái này hắc bạch song sát, ngay nguyên anh kỳ lão quái cũng không dám khinh thường rồi hắn tự nhiên sẽ đặc biệt cẩn thận lập tức áo đen thiếu niên cùng nam nam ngang nhiên tại tay trái đệ nhất thứ hai vị trí ngồi xuống ngoại trừ chủ chỗ vị trí tay trái không lấy cái kia ghế bành mặt khác tất cả trên chỗ ngồi cũng đã có người nhiều như vậy nguyên anh lão quái tề tụ một đường nhất thời làm đắc chỗ này trên quảng trường dâng lên một cổ sát khí ngất trời thiên thai tông ninh tông chủ từ từ ngồi xuống tùy ý bên trái ghế bành không lấy đó là hắc ma vương chỗ ngồi, hắn tuy nhiên không có tới, những người khác thực sự ai cũng không dám đi quá giới hạn. Tốt, tất cả tông các phái đạo hữu đều đến đông đủ, hắc giáo chủ có việc không thể đến đây, cha trưởng lão minh trưởng lão chạy tới nơi này cũng giống như vậy. Trận này đánh cuộc, phía dưới có thể chính thức bắt đầu rồi. Thỉnh chư vị đem bà lúc này đây tiền đặt cược đều giao lên đây đi. Áo đen thiếu niên lập tức giương một tay lên, một cái chữ vật vòng tay quay tròn mà bay về phía cung trang nữ cùng với đồng thời mặt khác nguyên anh lão quái cũng hào hào vứt ra bản thân chữ vật vòng tay ninh tông chủ cũng không khách khí cử động tay khẽ vẫy đem không chữ vật vòng tay đều thu vào từng cái dùng thần niệm nhìn quét qua hậu thỏa mãn gật gật đầu nói ra rất tốt tất cả tông môn tiền đặt cược đều hạ đủ tạm thời giao do chúng ta thiên thai tông đảm bảo đứng kim đan tu sĩ nhìn qua chỉnh tề bày đặt tại ninh tông chủ trong tay cái chữ vật vòng tay nguyên một đám lộ ra lửa nóng thần sắc những này tiền đặt cược, không chỉ nói đối với bọn hắn mà nói đã là số trời chứ, cho dù đối với đang ngồi nguyên anh kỳ lão quái, cũng đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Mỗi lần đánh cuộc tiền đặt cược chi cự, thậm chí muốn vượt qua một cái đợi tông môn toàn bộ tích xúc liễu tương đương. Kiểm tra qua chữ vật vòng tay, Ninh Tông Chủ cao giọng nói ra, chư vị đạo hiếu, có quan hệ lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc quy củ, có lẽ hay là giống như trước đây tổng cộng có 21 vị đạo hữu hội đi qua truyền tống trận tiến vào phong ấn trong. Truyền tống địa điểm, không có có ý đã định, truyền tống đến nơi nào, muốn xem mọi người vận khí như thế nào. Chỗ này của ta có một phần đơn, là lần này đánh cuộc bia vật, tất cả mọi người tốt tốt làm quen một chút. Nói xong, Ninh Tông chủ ống tay áo dương lên, thành từng mảnh thẻ tre bắn ra, đang ngồi mỗi vị nguyên anh lão quái, nhân thủ một mảnh. Ân tính lão giả cầm lấy cái kia tấm thẻ tre, dán tại trán của mình phía trên, thần thức xuyên vào, rất nhanh liền âm tình bất định bắt đầu đứng dậy, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Khơi khoảnh, đem thẻ che đưa cho sau lưng tiêu phàm. Tiêu phàm đem thẻ che dán tại trên trán. Có quan hệ đánh cuộc bia vật, ân tính lão giả đã sớm cùng hắn tán gẫu qua đích, đa số là một ít gian ngoài hiếm thấy linh hoa linh thảo, yêu thú nội đan, tài liệu cùng máu huyết, còn có vài loại đặc thù có thể đào tạo thuần hóa yêu thú thú con cùng thú noãn, đã ở bia vật mục lục chi. Dựa theo Dĩ Vãng quy tắc, từng tham gia đánh cuộc tu sĩ đều tùy thân đeo một tấm lệnh bài, với tư cách mở ra cánh đồng hoang vu bên trong truyền tống trận tín vật. Cái này tấm lệnh bài có đặc thù kiểm nghiệm công năng, dưới mắt là không có hiệu quả đích, không thể với tư cách truyền tống tín vật. Phải thu thập đến nhất định số lượng bia vật, lại dùng lệnh bài cảm ứng những này bia vật khí tức, xác nhận không sai, lệnh bài mới có thể bị kích phát, có thể được truyền tống trận tán thành. Bia vật cũng phân là đẳng cấp đích, đẳng cấp cao nhất bia vật chỉ cần thu thập đến thứ nhất dạng cũng đủ để kích phát lệnh bài. Mà lần thẳng hàng bia vật, tác chính là cần vài dạng mới có thể kích phát lệnh bài, kém nhất bia vật cần hơn 10 chủng trồng thậm chí mấy chục chủng trồng hợp thành đủ mới có thể năng lực kích phát lệnh bài. Như thế thiết lập nguyên nhân, tự nhiên là vì phòng ngừa một ít tham gia đánh cuộc tu sĩ si an gian, không đi thu thập bia vật mà là thẳng đến truyền tống trận, chờ 3 tháng hậu, truyền tống trận mở ra thời điểm, trực tiếp rời đi. Tuy nhiên bởi như vậy cho dù đến bên ngoài, cũng nhất định sẽ chọc giận những kia nguyên anh lão quái, trước mặt mọi người diệt sát, nhưng cũng không phải nói một điểm trốn chạy để khỏi chết đào mệnh cơ hội đều không có đích. Ít nhất, sẽ có người ôm như vậy tưởng tượng. Như thế, những kia thiên tân vạn khổ chảo bọn hắn đi tham gia đánh cuộc nguyên anh lão quái, muốn vốn gốc không quy liếu tương đương. Tung tính toán đem lâm trận bỏ chạy người tại chỗ diệt sát, cũng có lẽ hay là lỗ lớn liếu tương đương. Trên thẻ trúc ghi chép bia vật, khoảng chừng hơn 100 chủng trồng. Thứ nhất đợi bia vật, chỉ có không đến thập chủng trồng, bao hàm lấy ba loại yêu thú nội đan, một loại yêu thú thú con cùng thú noãn, cùng với vài loại linh hoa linh quả. Những này linh hoa linh quả đều không ngoại lệ đều có cực kỳ cường hãn yêu thú thủ hộ. Nhị đẳng bia vật, tác chính là có hơn 30 chủng trồng. Còn lại hơn 100 chủng trồng đều là tam đẳng bia vật. Tung xem như kém nhất tam đẳng bia vật, cũng là bát cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu nếu như toàn bộ là bát cấp yêu thú nội đan, tác chính là ít nhất cần 50 khỏa đã ngoài, mới có thể năng lực hoàn toàn kích phát lệnh bài. Không chỉ nói bát cấp yêu thú thân mình cũng cực kỳ hung hãn, tại chính là 3 tháng trong thời gian, dùng lực lượng một người muốn tiêu diệt thiếu nhiều như vậy yêu thú, không tiếp tục bệnh nhẹ đuổi tới truyền tống trận bên kia, cơ hồ là không thể nào đích. Yêu thú không biết ngu xuẩn đến vẫn không nhúc nhích, khoanh tay chịu chết. Nếu thật là 50 đầu bát cấp yêu thú tụ tập lại với nhau, chỉ sợ kể cả hắc bạch song sát ở bên trong, đều chỉ có thể chạy chối chết, chạy trốn càng xa càng tốt, ai còn dám đi đánh chủ ý của bọn nó. Sau một lát, tiêu phàm liền đem thẻ tre để xuống, ánh mắt yên tĩnh. Những này bia vật, cùng ân tính lão giả cho hắn xem qua lần trước đánh cuộc bia vật, đại khái không sai biệt lắm. chương 789, đánh cuộc bắt đầu. Minh xác đánh cuộc quy tắc về sau, Ninh Tông chủ liền là đứng dậy, nói ra, chư vị đạo hữu nếu là không có mặt khác nghi vấn lời mà nói, đánh cuộc liền chính thức bắt đầu rồi. Hiện đang chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Dạ, tên kia phụ trách tiếp khách thiên thai tông tu sĩ cách hiên hai tay ôm quyền, không người đồng ý, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng cách đó không xa truyền tống trận bay đi. Cái này truyền tống trận là hình tròn đích, quanh thân trên có chín lỗ nhỏ. Cách hiên độn quang vừa dụng, đứng ở hắn một người trong lỗ nhỏ bên cạnh, cùng với đồng thời, mặt khác tám đại tông môn cũng đều tự bay ra một vị kim đan tu sĩ, tại còn lại tám cái lỗ nhỏ chạm kế tiếp tốt, có vẻ thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay ngắn trật tự. Ninh Tông chủ đợi Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đứng dậy, chậm rãi đi vào truyền tống trận hơi nghiêng. Tiêu phàm đi theo ân tính lão giả sau lưng, sắc mặt chấn định tự nhiên. Bỗng nhiên bên người nhẹ nhàng vừa động, một mềm mại bàn tay nhỏ bé giò xét tới, cầm thật chặt bàn tay của hắn, quay đầu nhìn lại, đúng vậy Trần Dương, không biết lúc nào, nàng tự lách vào đến nơi này bên cạnh. Giờ này khắc này, Tùng xem như trước sau như một kiên cường vô cùng, chưa bao giờ chịu chịu thua Trần Dương, cũng đã hốc mắt đỏ rực đích, dịu dàng nước mắt tại ngập nước trong mắt to không ngừng đảo quanh. Tiêu phàm mỉm cười, đưa thay sờ sờ tóc của nàng, thấp giọng nói ra, đừng khóc, ta không có việc gì đích. Ơ, ờ, thật đúng là tình trạng ý th yêu ta ép cô ý a hát. Bất quá, tiêu đạo hiếu cũng không nên đem bả lời nói được như vậy không chỉ nói ngươi coi như là hắc bạch song sát chỉ sợ cũng không dám khoe khoang rằng có tuyệt đối nắm chắc liền vào lúc này một cái nũng nịu thanh âm ở một bên vang lên đúng vậy gần sát tại tiêu phàm bên người ngọc uyển nhi một cổ mùi thơm ngào ngạt nùng hương xông vào mũi tiêu phàm còn chưa mở khẩu trần dương đã muốn hung hăng chừng tới ngọc uyển nhi trong mắt hiện lên một vòng sát khí trên mặt nhưng như cố cười má lúm đồng tiền như hoa nũng nịu nói ra tiểu muội muội biệt đừng xông ta trừng mắt, ta không thích người khác như vậy. Người đã bắt đầu để cho ta tức giật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Phải không, vậy thì chờ Ngọc Đạo Hiếu theo lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong còn sống sau khi đi ra, nói như thế nữa a. À. Tiêu phàm trên tay có chút dùng sức, đã ngừng lại đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai trần dương, nhìn Ngọc Uyển Nhi liếc, lạnh nhạt nói ra. Ngọc Uyển Nhi khanh khách một tiếng nhõng nhẽo cười, đang định mở miệng, bên kia ninh tông chủ đã muốn vung tay lên, cao giọng nói ra, mở ra truyền tống trận. giả dạ, chín tên kim đan tu sĩ đồng loạt khom người, lập tức đều tự lấy ra một khối tinh sáng lóng lánh linh thạch, nhan sắc tất cả không giống nhau. Những này linh thạch vừa mới lấy ra, liền tản mát ra bức người linh khí. sau so, tiêu phàm có được trung giai linh thạch, linh lực muốn tinh thuần nhiều lắm liễu tương đương. Tiêu phàm hai mắt có chút nhíu lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đẳng cấp cao linh thạch chín tên kim đan tu sĩ đem linh thạch cẩn thận từng ly từng tí mà khảm vào đến truyền tống trận quanh thân trong lỗ nhỏ, lại tất cả tất cả đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, chín khỏa linh thạch cùng một chỗ lòe lòe sáng lên, khổng lồ vô cùng linh lực, mãnh liệt rót vào truyền tống pháp trong trận, đường kính mấy trượng to lớn truyền tống trận, phát ra ong ong thanh âm, một cổ nhu hòa bạch quang, phóng lên trời. Chuẩn bị xuất phát, Ninh Tông chủ lại vung tay lên, quát. Bóng người lóe lên, Hắc Bạch Song Sát đã muốn dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận, chiếm cứ chính giữa vị trí. Hai người tay nắm, xấu xí nam tử như cũ là không nói một lời, thần sắc băng hàn, diễm lệ nữ tử thì là xảo cười yên nhiên, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc, tựa hồ sẽ phải đi địa phương, không phải nguy cơ tứ phía lệ thú cánh đồng hoang vu, mà là đi phó một hồi long trọng yến hội. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có một chút dự thi tu sĩ tiến vào truyền tống trận. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cách đó không xa truyền đến chữ chín hào sảng thanh âm, thân thể vừa động, phiêu nhiên vào truyền tống pháp trận. Tiêu phàm mở ra hai tay, chăm chú ôm một chút trần dương, lại cúi người hôn một chút gương mặt của nàng, dứt khoát trong chớp mắt, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phi thân vào truyền tống trận, tự đứng ở chữ chín bên người. Trần dương nước mắt, rốt cục vỡ đê giống nhau tràn ra. Sau một khắc, truyền tống trận quang hoa đại phóng, đứng ở trong truyền tống trận gian 21 tên kim đan tu sĩ, thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ, rốt cục tia ánh sáng trắng lóe lên, không thấy bóng dáng. Ông ông tác hưởng truyền tống trận, lập tức bình tĩnh trở lại, khôi phục trước lúc trước cái loại này không lớn thu hút bộ dạng. Truyền tống trận mở ra lập tức, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ không gian áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, bất quá ngay sau đó này cổ áp lực liền bị, đỉnh càn khôn, hấp thu đắc không còn một mảnh, cơ hồ hoàn toàn cảm ứng không đến liễu tương đương. Loại này khoảng cách ngắn truyền tống trận, không gian áp lực tương đối yếu ớt, dù sao cùng cái loại này siêu viễn cự ly vượt qua tinh không truyền tống hoàn toàn không là một cái khái niệm. Như vậy vượt qua siêu viễn trình truyền tống, tung tính toán có, đỉnh càn khôn, hộ thân, không gian áp lực cũng có lẽ hay là cực kỳ cực lớn, làm cho người khó có thể thừa nhận một chiếc trà quang cảnh đi qua lệ thú cánh đồng hoang vu một chỗ, bạch quang lóe lên, hiển lộ ra một cái áo bảo trắng nam tử thân ảnh đến, đúng vậy tiêu phàm. Tiêu phàm vừa mới đứng vững thân thể, liền là sung nhìn một cái, phát hiện mình là đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ thượng bốn chu im ắng đích, sau lưng là một tòa núi đá, sinh trưởng lấy một ít thấp bé bụi cỏ, có vẻ có chút hoang vu. Lại ngẩng đầu trên lên xem xét, bầu trời sám mông mông đích, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén không hề nghi ngờ, đây là bởi vì cả lệ thú cánh đồng hoang vu đều ở vào siêu cấp lớn trận cấm chế phía dưới, mới có thể làm cho người ta cảm giác như vậy. Chính thức lại để cho tiêu phàm trong nội tâm dùng mình chính là, thần niệm chi lực ở chỗ này cũng đại được áp chế. Dùng hắn xa so cùng giai tu sĩ cường đại thần niệm chi lực, vốn là chung quanh hơn 10 dặm trong hết thảy, đều ở trong khống chế. Hôm nay ở chỗ này vừa để xuống xuất thần niệm, cũng bất quá bao phủ chính là hơn 10 trượng phạm vi cái này thật đúng là đau đầu người khác trong này cuộc sống cái kia chút ít yêu thú linh trùng khẳng định sớm thành thói quen loại tình huống này đều tự tiến hóa ra ứng đối thủ đoạn hơn nữa yêu thú nguyên vốn là dựa vào vãi lúa bản năng làm việc đích không giống người loại tu sĩ như vậy đối với thần niệm chi lực ỉ lại rất nặng chỉ có điều tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong mỗi một nơi đều đều như thế cũng không có gì hay phàn nàn đích tiêu phàm thủ đoạn một phen trong tay liền hiện ra một khối màu trắng ngọc bài khối ngọc này bài chính là bọn hắn dùng để thông qua truyền tống trận lệnh bài đồng thời cũng là một cái định vị pháp khí ngọc bài mặt sau có một bức cực kỳ tinh xảo mà áp xúc cánh đồng hoang vu địa đồ một cái nho nhỏ điểm đỏ tại lệ thú cánh đồng hoang vu nam đoan không ngừng lóng lánh tiêu phàm không khỏi nở nụ cười khổ hắn lại bị truyền đưa đến cánh đồng hoang vu nam đoan xem ra vận khí thật đúng là không được tốt lắm a hát Lệ thú cánh đồng hoang vu trong cái truyền tống trận kia cũng không phải ở vào lệ thú cánh đồng hoang vu chính trung tâm, mà là dựa vào vãi lúa bắt đầu. Do tiêu phàm hiện tại vị trí vị trí, muốn chạy tới truyền tống trận lời mà nói, không sai biệt lắm muốn xỏ xuyên qua cả cánh đồng hoang vu. Không nói trước lộ trình viễn gần, riêng là gió này hiểm, tự thành gia tăng gấp bội. Rất nhiều địa phương, nguyên vốn có thể không đi đích, lần này cũng không khỏi không mạo hiểm trải qua. Bởi vì đại trận phong ấn chi lực, muốn ở trên không cực tốc phi độn, rõ ràng là không thể nào đích. Mà tầng trời thấp phi độn, tác chính là rất dễ dàng đã bị những kia hung tàn yêu thú không chút khách khí công kích. Tiêu Phàm thở dài, quân lệnh bài được bắt đầu đứng dậy, nhận thức chuẩn một cái phương hướng, chính phải ly khai, cách đó không xa lại hiện lên một đoàn bạch quang, rất nhanh liền từ giữa bạch quang đi ra hai cái bóng người đến. Vừa thấy được hai người kia, Tiêu Phàm lập tức sâu hít thật sâu một hơi lương khí. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thủ đoạn một phen, Viêm Linh chi lưỡi kiếm đã muốn cầm ở trong tay, tay trái lại vừa động, Âm Dương bát quái kính cũng giấu ở bào trong tay áo. Cũng không trách Tiêu Phàm như vậy như Lâm đại địch, hai người kia, dĩ nhiên cũng làm là lại để cho tất cả người dự thi đều kiêng kỵ vô cùng hắc bạch song sát. Vốn là như vậy truyền thống là tùy cơ hội đích, đều là một cái cái tách ra hiện thân. Nhưng không biết hai người này có gì trùng trồng bí thuật, vậy mà có thể cùng một chỗ truyền thống? cùng một chỗ tại lệ thú cánh đồng hoang vu trong hiện thân gia. Hắc bạch song sát vừa mới đứng vững thân hình, cũng lập tức tự thấy được cách đó không xa sắc mặt âm trầm tiêu phàm, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền lộ ra vẻ châm chọc, trở nên không thèm để ý chút nào, xấu xí nam tử trên mặt hiện lên một vòng âm lệ vẻ bạo ngược, thủ đoạn vừa nhất, tự muốn động thủ. Đối với bọn hắn mà nói, cái này lệ thú cánh đồng hoang vu trong xuất hiện bất luận cái gì một người tu sĩ, đều là địch nhân chậm đã. Trắng nón mỹ nữ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, đã ngừng lại trượng phu động tác, hướng tiêu phàm tự nhiên cười nói. Nguyên lai là đại biểu vu linh cốc sự thi tiêu đạo hiếu. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, khóe miệng một kéo, xem như lộ ra một cái dáng tươi cười, nói ra, bái kiến hắc bạch nhị vị đạo hiếu. Trắng nón mỹ nữ cười khanh khách nói, tiêu đạo hiếu, cánh đồng hoang vu này bên trong, từng bước bảy dập, nguy hiểm thật lớn. Dùng tiêu đạo hiếu tu vi, thật sự là rất làm cho người ta lo lắng ha hát. Bất quá, Phu Linh có ân tiền bối, cùng ta vợ chồng còn có mấy phần giao tình, chúng ta ngày xưa thiếu hắn một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Không biết tiêu đạo hữu có hứng thú hay không, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Lẫn nhau cũng nhiều chiếu ứng. Tiêu phàm chậm rãi lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, tại hạ ưa thích một mình hành động. Quả thực là hay nói giỡn, đối với các ngươi nhị vị, mặc cho ai đều là tránh chi duy sợ không kịp, ai sẽ đồng ý cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Cho các ngươi đương làm hết pháo hôi về sau, nếu như may mắn không chết, không cho các ngươi diệt sát rơi sao. Chuyện ngu xuẩn như vậy, ai hội làm? Phải không, cái kia thì thật là đáng tiếc. Xem ra tiêu đạo hữu đối với chúng ta vợ chồng hai người có không nhỏ hiểu lầm ni. Trắng nón mỹ nữ nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, cười hì hì nói ra. Hiểu lầm không dám nói, là tại hạ thói quen một người hành động mà thôi, sẽ không quấy rầy hiền khang lệ rồi, cáo từ. Tiêu phàm nói xong, chắp tay liền ôm quyền, dưới chân độn quang cùng một chỗ, tự mặt hướng hai người, sau này thổi đi. Tuy nhiên cùng hắc bạch song sát trong lúc đó, cách hơn 10 trượng xa, theo lý rất khó bị người đánh trộm, bất quá đối mặt như vậy hai cái cách nguyên anh kỳ chỉ kém nửa bước mãnh nhân, chú ý một ít tuyệt sẽ không sai đích. Hắc bạch song sát cũng tịnh không có ra tay, chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn xem hắn dần dần đi xa vì cái gì không gờ yêu ít được hắn. Mắt thấy tiêu phàm thân ảnh đã muốn bay qua triền núi, nhìn không thấy rồi, xấu xí nam tử mới trầm giọng hỏi. Trắng nón mỹ nữ cười cười, nói ra cái này giờ mới bắt đầu, gờ yêu ta được hắn có chỗ tốt gì. Cái gì đều không chiếm được, ngược lại không công hao phí pháp lực của chúng ta. Hừ, một cái kim đan trung kỳ tiểu bối, tại chúng ta liên thủ, có thể đính đến ở mấy chiêu. G ta ít hắn còn muốn phí bao nhiêu pháp lực. Hắc hắc, người cũng không muốn quá coi thường hắn, đã ân lão quái có thể dùng hắn thay cho cái kia chiếc cụ kim đan hậu kỳ đỉnh phong thổ ma ngẫu, khẳng định cũng là có lý do đích. Không có có một chút năng lực, cho dù chính hắn dám đến dự thi, ân lão quái cũng không chịu a hát. Vạn nhất hắn có cái gì dốc sức liều mạng thủ đoạn đâu này. Vô duyên vô cớ đích, làm gì làm loại này cố sức không nịnh nọt sự tình. Xấu xí nam tử liền gật đầu, tựa hồ nhận đồng thê tử ngôn ngữ. Đi thôi, lúc này vận khí không được tốt, truyền đến nơi này có rất nhiều lộ muốn đuổi đâu rồi, cũng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Ừm. Hai vợ chồng lập tức độn quang cùng một chỗ, liền hướng một phương hướng khác kích bắn đi. Chương 790, đi ngược lại. Tiêu Phàm phi độn trước khi đến lệ thú cánh đồng hoang vu biên giới đổi núi trên không, độn nhanh chóng rất nhanh. Cũng không phải Tiêu Phàm quên lệ thú cánh đồng hoang vu nguy hiểm. Mà là vì, hắn hiện tại đi hướng phương hướng, cùng truyền tống trận phương hướng đi ngược lại, cũng là cánh đồng hoang vu trên bản đồ đánh dấu hoang vu nhất chỗ. Tại loại này tiếp cận lệ thú cánh đồng hoang vu biên giới khu vực, phong ấn lực lượng đặc biệt cường đại, có rất ít bát cấp đã ngoài yêu thú xuất hiện. Cường đại yêu thú đều tập trung phong ấn lực lượng tương đối yếu kém vài chỗ. Dùng tiêu phàm hôm nay tu vi, tăng thêm có tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn thổ ma ngỗ tương trợ hơn nữa hắc lân cùng lưng sắt con bạo ngựa, thất cấp trở xuống yêu thú, cơ hồ là dây sát tiết tấu. Cùng tất cả người dự thi đều có chút bất đồng, tiêu phàm kỳ thật cũng không cần tìm kiếm bia vật. Tại hắn linh dược viên ở phía trong, tự không còn có thập trùng trồng linh hoa linh thảo, nổi tiếng bia vật mục lục phía trên. Trong đó hai trùng, thậm chí là thẳng hàng bia vật. Muốn xuất ra một khỏa 3.000 năm bạch cam linh quả, cũng đủ để kích phát truyền tống lệnh bài. Mà ở bia vật mục lục bên trong, 3.000 năm thành thục kỳ bạch cam linh quả, liệt ra tại thẳng hàng bia vật vị thứ hai. Dựa theo địa đồ biểu thị, 3.000 năm bạch cam linh quả, sinh trưởng tại lệ thú trong cánh đồng hoang vu bộ thiên hồn nguyên bên trong sâu không thấy đáy, có vô số âm hẳn yêu thú ẩn núp, trong đó tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi cửu cấp yêu thú, nhiều vô số kể. Nếu như không là vì phong ấn đại trận cấm chế chi lực, đã nhiều năm như vậy, thiên hồn uyên chỉ sợ sớm đã đản sinh ra không ít biến hóa yêu thú đến liễu tương đương. Nhiều lần như vậy đánh cuộc, chính thức vào tay bạch cam linh quả người dự thi, một cái đều không có. Đương nhiên, tiêu phàm không thể tại bên ngoài mượn 3.000 năm kỳ bạch cam linh quả cùng ân tính lão giả làm giao dịch, đổi lấy mình và trần dương thân tự do. Thứ nhất, tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không tin được ân tính lão giả, lo lắng cho mình xuất ra linh quả đến, nếu không đổi không đến tự do, ngược lại sẽ bị ân tính lão giả gờ yêu ta người đoạt bảo. Thứ hai, lần này đánh cuộc liên lụy đến quá nhiều hắn lợi ích của hắn, xa không chỉ một quả bạch cam linh quả đơn giản như vậy. Tại bên ngoài lấy được bạch cam linh quả, cùng theo lệ thú cánh đồng hoang vu mang đi ra ngoài bạch cam linh quả, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bất quá, đã tiêu phàm chữ vật vòng tay ở phía trong tựu cất giấu như vậy chân quý thẳng hàng bia vật, tự nhiên quyết sẽ không lại vì một quả 3.000 năm kỳ bạch cam linh quả đi thiên hồn nguyên mạo hiểm. Người khác muốn ngựa không dừng vó mà thu thập bia vật, thời gian quý giá, thời gian của hắn cũng một chút cũng dư giả, trong ba tháng này, hắn muốn làm sự tình còn thật không ít. Việc cấp bách là trước tìm một chỗ tuyệt đối địa phương an toàn, xử lý đệ một kiện đại sự. Lệ thú cánh đồng hoang vô biên giới khu vực, lại không thấy cường đại yêu thú, cũng không có thập phần chân quý linh hoa linh quả, những người dự thi khác quả quyết không biết hướng cái phương hướng này đến, tiêu phàm cũng có thể tại vùng này tìm kiếm lý tưởng an toàn địa điểm một khắc càng không ngừng phi độn tiểu thời gian nửa ngày, trong lúc không ngừng có cấp thấp yêu thú xông tới hướng tiêu phàm tiến công, đều không cần tiêu phàm ra tay, hắc lân cùng lưng sát con bọ ngựa liền dễ dàng mà đem những này yêu thú càn quét đắt sạch bong. Tiêu phàm muốn hết sức tiết kiệm pháp lực của mình, làm cho mình bảo trì tại nhất tràn đầy trạng thái. Lại không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không thả ra thổ ma ngẫu đến đúng địch. Suốt cục, tiêu phàm tại một chỗ rộng mở khẩu sơn cốc trước kia, ngừng độn quang chỗ này sơn cốc phong cảnh tú lệ, một đầu trong trẻo dòng sông, uốn lượn tây đi, ba quang lăn tăn, màu xanh hoa cỏ thành ấm, đối diện thì là lấp kín ngàn nhận cao thạch bích, một đạo đồ sộ thác nước, chảy bay thẳng xuống dưới, tại dưới thạch bích, hội tụ thành một ngụm hồ sâu. Quả nhiên là như thơ như vẽ. Tiêu phàm khống chế lấy độn quang, chậm rãi hướng thủy đàm đáp xuống dưới. Ở chỗ này, thần niệm chi lực không dùng được, ly thể bất quá hơn 10 trượng, liền gặp được một cổ vô hình lực cản, lại cũng khó có thể về phía trước. Mà thủy đàm phía dưới, tựa hồ khác có cái gì huyền cơ, mấy ngày liền ánh mắt thông cũng nhìn không thấu. Tiêu phàm không thể không chú ý một ít. Khó khăn lắm sắp tiếp cận thủy đàm thời điểm, bỗng nhiên, hoặc còi còi, một tiếng vang thật lớn, một cổ cột nước phóng lên trời, cột nước bên trong, thò ra một cái cự đại đầu lâu, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra bốn uốn lượn tuyết trắng răng nanh, hướng về tiêu phàm hung hăng cắn tới. Tuy nhiên biến khởi khoảng khắc, Tiêu phàm như trước thấy minh bạch, nguyên lai là một đầu khổng lồ cự mãng, trừng tính ra ôm phẩm chất, toàn thân lân giáp như sắt, trên người thình lình tản mát ra thất cấp yêu thú linh áp. Tiêu phàm trên mặt tàn khốc lóe lên, thủ đoạn một phen, một đạo màu đỏ sậm đao mang hiện lên, trong khoảnh khắc liệt diễm bốc hơi, hồng mang chói mắt. Lập tức chính là một hồi kinh thiên động địa gào rú, liệt diễm bên trong, cự mãng niên cuồng dẫy ruộng, bất quá sau một lát, liền toàn thân khét lẹt, phát ra trận trận mùi tanh hôi, thẳng tắp hướng trong đầm nước rơi xuống. Cái này cự mãng là trong nước yêu thú, viêm linh chi lưới kiếm là ly hỏa thần binh, thủy hỏa tương khắc, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, không có nửa phần ngưu lợi cơ hội. Dùng tiêu phàm dưới mắt kim đan trung kỳ tu vi đỉnh cao, đem tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ nhất đại thành cảnh giới, tăng thêm có viêm linh chi lưới kiếm, đối phó cái này đầu chưa chính thức trưởng thành thủy mãng, tự nhiên là ra tay phải gỡ yêu ta Tiêu phàm không chút khách khí, xé ra cửa mãng cái bụng, lấy ra một quả nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân nội đan. Mặc dù nói thất cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có ra hiện tại bia vật mục lục phía trên, lại cũng không tỏ vẻ những vật này sẽ không có giá trị. Bên ngoài gian phường thị, thất cấp yêu thú nội đan có thể đổi một số lớn linh thạch, cũng có thể với tư cách không ít đan dược chủ nguyên liệu một trong, hiệu quả phi thường không tệ. Cái này thất cấp thủy mãng nội đan, chính là tiểu vu linh đan luyện chế dược liệu bên trong một loại lúc trước ân tính lão giả đem cái kia nạp liệu tiểu vu linh đan giao cho tiêu phàm thời điểm tiêu phàm tự lấy móng tay thần không biết quỷ không hay mà bấm véo một điểm đan dược xuống dùng hắn tông sư cấp y dược tiêu chuẩn tự nhiên rất dễ dàng liền đem vu linh đan phối phương nghiên cứu đi ra cái này tiểu vu linh cốc tăng tiến tu vi hiệu quả như thế rõ ràng tiêu phàm tự nhiên muốn tìm luyện chế nhiều vài khỏa đi ra Nam cực y kinh bên trong, ghi lại lấy hàng hà dược phương hòa đan phương, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là chữa bệnh giải độc cứu người chi phương, tăng tiến tu vi đan phương không phải là không có, nhưng hiệu quả cũng không hết sức rõ ràng. Dù sao Nam cực tiên ông một đám phân thần biến thành thổ địa công nói đắc minh bạch, Nam cực tiên ông lưu lại cái này linh dược viên cho người hữu duyên, cũng không phải là lại để cho hắn đầu cơ trục lợi, một người hưởng dụng vô số linh dược đích, mà là lại để cho hắn kế thừa y học, tế thế cứu nhân bất quá một cái chính thức y dược đại sư, tự cũng có thể y theo linh thảo linh quả bất đồng dược tính tiến hành điều phối, luyện chế ra tinh tiến tu vi đan dược đến. Dưới mắt đã có sẵn tiểu vu linh đan đan lại vừa dùng, hiệu quả cũng phi thường chuyện tốt, tiêu phàm liền không cần nhiều hơn nữa động đầu óc, tìm làm cho đều nguyên liệu dược liệu, chiếu đơn luyện chế là tốt rồi. Tiêu phàm tin tưởng, nếu như tại tiểu vu linh trong cốc hơn nữa hai vị linh dược, hiệu quả tuyệt đối sẽ càng thêm lý tưởng, Thậm chí còn trong thời gian ngắn nhất lại để cho hắn đột phá bình cảnh, bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới cũng có thể. Tiêu phàm hiện tại nhất định phải vì 3 tháng về sau, đánh cuộc chấm dứt ngày làm chuẩn bị. Ân tính lão giả cứ việc luôn mồm đáp ứng, chỉ cần hắn tại đánh cuộc chung chiến thắng, sẽ còn hắn và Trần Dương thân tự do. Trong trường hợp đó tiêu phàm đối với người này thật sự không tin, không chỉ có bởi vì hắn là ma đạo tu sĩ, là trọng yếu hơn là tiêu phàm xem người này tướng mạo bất thiệt. Hoàn toàn, từ đầu luôn luôn cũng không phải là cái loại này đáng giá tín nhiệm người. Vạn nhất người này đổi ý, tại đây người mạnh là vô thế giới, trên thực tế Tiêu Phàm không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Duy nhất có thể ỷ lại đích, chỉ có thể là chính mình. Nếu như có thể trong 3 tháng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, như vậy chính mình tiền vốn lại phải cường đại hơn nhiều liễu tương đương. Bất quá Tiêu Phàm đặc biệt đặc biệt đuổi tới bên này duyên khu vực đến nếu không phải chuyên vì diệt sát một đầu chính là thất cấp thủy mãng, có so cái này trọng yếu nhiều lắm việc cần hoàn thành. Thủy mãng bị diệt sát về sau, thủy đàm lập tức liền trở nên thanh tịnh bắt đầu đứng dậy, thiên nhãn thần thông liếc có thể nhìn tới ngọn nguồn, quả nhiên không xuất ra tiêu phàm sở liệu, tại trong đầm nước bộ hơi nghiêng, có. Khác động thiên. Tiêu Phàm lúc này vẫn khởi thủy độn thuật, chìm vào đến trong đầm nước. Giảm xuống hơn 10 trượng về sau, tại thủy đàm hơi nghiêng, thấy được khác một cái cửa động liền không chút do dự bơi đi vào, uốn lượn mấy vòng về sau, theo một chỗ đen nhánh dưới mặt đất trong huyệt động ló đầu ra đến. Tiêu phàm tiện tay bắn ra vài khỏa nguyệt quang thạch, thật sâu khảm nhập đỉnh vách đá bên trong, lập tức liền đem chỗ này huyệt động chiếu lên một mảnh ánh sáng. Huyệt động không lớn, ước chừng có hơn 10 trượng phạm vi, cao hơn mặt nước một trượng có thừa, trải rộng rêu xanh, rõ ràng theo không có người đã tới. Hoác suy, một tiếng, tiêu phàm theo trong nước bay ra, vững vàng rơi vào trên bệ đá, ống tay áo đồng dạng, vài mặt trận kỳ trận bàn bắn ra, tại cửa động bày ra hoa đào ảo trận, đem tại đây triệt để che đậy bắt đầu đứng dậy. Tăng thêm cánh đồng hoang vu trên không đại trận phong ấn chi lực, Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ tận lực tới nơi này dùng cường đại thần niệm tiến hành nhiều lần điều tra, trên cơ bản không có người phát hiện hắn ẩn núp tại đây dưới nước trong huyệt động. Bố trí tốt hoa đào ảo trận, Tiêu Phàm lúc này mới thoảng qua thở phào một cái nhẹ nhàng vuốt ve tay trái trên ngón giữa đeo cái kia miếng xanh biếc chiếc nhẫn. Giống như ân tính lão giả dự đoán cái kia dạng, thổ ma ngẫu ở bên trong thập phần che giấu, không có bất kỳ người đối với cái mới nhìn qua này hết sức bình thường chiếc nhẫn sinh nghi. Ngay thiên thai tông Ninh tông chủ như vậy thần thức cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng bị giấu giếm đi qua. Khơi khoảnh, Tiêu Phàm như là hạ quyết tâm, ngón tay vừa nhấc, một đạo màu vàng xương mù tự xanh biếc trong giới chỉ mang tất cả ra, ngay tại chỗ lăn một vòng, liền hóa thành cao lớn thổ ma ngẫu, một ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, đều không có nửa phần sinh cơ. Tiêu phàm tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng tại tay trái trên cổ tay vẽ một cái, lập tức máu tươi tuôn ra, tiêu phàm cử động giơ tay lên, tính ra giọt máu tươi bắn ra, phân biệt rơi vào thổ ma ngẫu nghi tâm, ngược cùng đan điền chỗ. Cứ như vậy dính tại đó, cũng không dưới lên lăn xuống, cũng không rót vào thổ ma ngẫu thân thể, giống như là từng khỏa màu đỏ mã não, lóng lánh lấy nhàn nhạt hồng mang, ẩn ẩn mang theo một tia ngân sắc sáng bóng. Đây là cự linh quả công hiệu. Vì không làm cho ân tính lão giả chú ý, Tiêu Phàm tự không dám ở Vu Linh Cốc tổng đàn đại trưởng lão trong động phủ khai lò luyện đan, cũng may cự linh quả dùng sống, hiệu quả cũng thập phần rõ rệt. Tiêu Phàm không chút khách khí, đem cái kia quả cự linh quả nuốt vào. Dù sao hắn linh dược viên ở phía trong, hiện tại trồng lấy một quả cự linh cây ăn quả, lại phân phó thổ địa công muốn tiếp tục đào tạo ra thập cây đã ngoài cự linh cây ăn quả đến, ngay tại gấp trăm lần khu gieo trồng. Vẹn vẹn gần như vậy một quả cự linh quả, tìm hai tháng thời gian, mới miễn cưỡng xem như luyện hóa hoàn thành. Biệt đừng biến hóa tạm thời cảm giác không được, tiêu phàm lại rõ ràng cảm giác mình gân cốt so trước kia càng thêm tráng kiện một ít, khí lực cũng tăng lớn thêm không ít. Xem ra cái này cự linh quả đối với thể chất cải thiện, quả nhiên không giống tiểu khả audio điện tử võ tấn bền. Chương 791, cùng mệnh ma ngẫu. Thổ ma ngẫu có lẽ hay là ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, không có lệnh bài đem ra sử dụng, nó sẽ không tự hành hành động. Kỳ thật Thổ ma ngẫu còn có càng thêm thuận tiện đem ra sử dụng phương pháp, thì phải là trực tiếp luyện hóa lệnh bài, giấu ở thể nội, tâm niệm vừa động, có thể lập tức kích phát Thổ ma ngẫu trong cơ thể hai hồn năm phách, quả nhiên là dễ sai khiến, linh hoạt vô cùng xa không phải hiện tại dùng lệnh bài đem ra sử dụng phiền toái như vậy, luôn tồn tại một ít lạc hậu tính. Bình thường thật cũng không cái gì, một khi bỗng nhiên gặp nạn, một chút như vậy lạc hậu tính rất có thể chính là chí mạng đích. Luyện hóa lệnh bài, mà ngẫu cùng bản thể cơ hồ đợi cùng một người, trên cơ bản hoàn toàn đồng bộ. Mà làm như vậy tai hại ở chỗ, luyện hóa lệnh bài về sau, này là ma ngẫu từ nay về sau, cũng chỉ nghe lệnh bởi một người chủ nhân, những người khác lại không có cách nào đem ra sử dụng. Ân tính lão giả vì luyện chế này là thổ ma ngẫu, tiền tiền hậu hậu hai mươi mấy năm, hao tốn to như vậy tâm huyết cùng vô số tài liệu chân quý, lại sao có thể có thể làm cho kỳ biến thành tiêu phàm cùng mệnh ma ngẫu. Về phần dùng lệnh bài đem ra sử dụng ma ngẫu cái kia điểm lạc hậu tính, nghĩ đến chỉ cần tiêu phàm cơ cảnh chút ít, cẩn thận chút, có nên không có cái gì trở ngại. Luyện hóa lệnh bài, đem ra sử dụng cùng mệnh ma ngẫu phương thức, là vu linh cốc bất truyền bí mật, từ trước khống chế tại số ít đẳng cấp cao tu sĩ trong tay, ân tính lão giả tự không biết đem truyền thụ cho tiêu phàm. Chỉ có điều, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tiêu phàm trong tay còn có một mặt quyển vu môn lệnh bài. Hơn nữa, không phải một mặt bình thường lệnh bài, mà là ghi chép mềm muội ngẫu luyện chế cùng khống chế phương pháp truyền thừa lệnh bài. Đương nhiên, mặt này truyền thừa lệnh bài rất có thể cũng là phỏng chế phẩm, chỉ bao hàm chứa quyển vu môn rất ít một bộ phận truyền thừa, làm cho là như thế, tương đối vu linh cốc như vậy một cái khuyển vu môn chi nhánh mà nói, cái này truyền thừa trên lệnh bài vô cùng nhiều công pháp, cũng đã tinh thô có khác liếu tương đương. Hai tháng qua, tại ân tính lão giả tận hết sức lực dậy bảo phía dưới, tiêu phàm đối với vu linh thuật hiểu rõ, đột nhiên tăng mạnh, sớm đã hiểu được này mặt truyền thừa trên lệnh bài ghi lại ma ngẫu luyện chế cùng khống chế phương pháp. Ma ngẫu luyện chế hết sức phức tạp, hơn nữa tương đương huyết tinh, tiêu phàm tự sẽ không đi nếm thử nhưng trước mắt đã có như vậy một cụ kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi thổ ma ngẫu, tiêu phàm lại cũng không ngại đem luyện hóa về sau, thu cho mình dùng. Cái này thổ ma ngẫu toàn thân đều đều dùng thổ thuộc tính cấp tột cùng tài liệu luyện chế mà thành, ân tính lão giả lại trăm phương ngàn kế dung luyện một gã tinh thông thổ thuộc tính công pháp kim đan sơ kỳ tu sĩ hai hồn năm phách đi vào, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ giày thổ thuộc tính ma ngẫu liếu tương đương. Tại Sơn Cốc Bình Nguyên đợi có đất thạch chi thuộc địa phương cùng người giao thủ, cái này thổ ma ngẫu thật sự là khó được tốt giúp đỡ. Tiêu phàm nhìn xem cái kia vài giọt dính tại thổ ma ngẫu trên người, cũng không hạ xuống cũng không bị hấp thu máu tươi liếc, giơ tay lên, năm đạo kim quang lòe lòe vòng tròn bắn ra, lóe lên tức thì hậu, sau một khắc ngay tại ma ngẫu cái cổ cùng tứ chi phía trên hiện ra đến, lóe ra trói mắt sáng bóng, chăm chú ghim chặt ma ngẫu. Đây là tiêu phàm tại Hoàng Kim Đại Điện luyện khí trong nội đường phân đến một cái khác bộ bình thường pháp bảo, ngũ hành cấm chế hoàn. Bộ này ngũ hành cấm chế hoàn, tiêu phàm vốn là ý định mang về giao cho nhị sư huynh sử dụng đích. Cả vô cực môn, tạm thời chỉ có hắn và nhị sư huynh Văn Thiên là kim đan kỳ cảnh giới, có thể đem ra sử dụng pháp bảo, những người khác tạm thời còn chỉ có thể sử dụng pháp khí. Ai ngờ không gian dị biến về sau, hắn không hiểu thấu mà ra hiện tại thoi ma giới, nhưng không biết năm nào tháng nào mới có thể năng lực phản trở lại trung thổ giới rồi, cái này ngũ hành cấm chế hoàn tự nhiên cũng chỉ có thể lưu lại chính mình sử dụng bất quá dưới mắt dùng ở chỗ này, rất rõ ràng thập phần phù hợp. Nhìn nhìn cái kia năm cái kim lóng lánh vòng tròn, tiêu phàm suy nghĩ một chút, ống tay áo dương lên, lại là cái phù lục kích xả ra, đồng dạng kim chói, linh khí giạt rào, lóng lánh lấy ngũ hành cấm chế chấn động. Đúng vậy tiêu phàm tự tay luyện chế định thân phù. Một trước một sau, dán tại thổ ma ngẫu trước ngực cùng phía sau lưng chỗ. Cái này định thân phù hiệu lực, xa không có trong truyền thuyết cái kia dạng nghịch thiên, đối với đại bộ phận cùng tiêu phàm tu vi không sai biệt lắm cùng giai tu sĩ mà nói, có thể khởi tác dụng phi thường có hạn, cơ hồ chỉ có thể giam cầm đối phương lập tức hành động, một thời gian nháy con mắt, cũng sẽ bị người phá vỡ. Nhưng mà cao thủ chém gỡ yêu ta tranh giành đúng là cái này thời gian một cái nháy mắt. Đem những này công tác chuẩn bị đều làm xong sau, tiêu phàm vẫn là không yên lòng, miệng lẩm bẩm tay trái niết quyết đưa ngang ngực, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh ra đi, đem hoa đào ảo trận cấm chế chi lực hoàn toàn khởi động, hơn nữa đem sáp nhập vào bốn miếng định thân phù trung tâm cấm chế điều chỉnh đến thổ ma ngẫu bốn phía. Cái này thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng, tiêu phàm đúng vậy tự mình lĩnh giáo qua đích, tung tính toán so sánh với những ngày kia sinh cường hoành vô cùng cửu cấp đỉnh phong yêu thú, tựa hồ khí lực còn muốn càng lớn hơn một chút. Giống nhau cấm chế chi thuật, tiêu phàm thật lo lắng đối với thổ ma ngẫu không có tác dụng, ân tính lão giả đem cái này thổ ma ngẫu giao cho mình đem ra sử dụng tiêu phàm nhưng không tin hắn không tại thổ ma ngẫu trên người lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau vạn nhất thi pháp thời điểm không nghĩ qua là kích phát ân tính lão giả ở lại thổ ma ngẫu trên người chuẩn bị ở sau vậy cũng thì phiền toái hắn chút nào cũng không muốn ở chỗ này cùng một cụ không có bất kỳ cảm tình hung hãn không sợ chết kim đan hậu kỳ đỉnh phong ma ngẫu đại chiến một hồi điều chỉnh tốt hoa đào ảo trận cấm chế chi lực tiêu phàm cuối cùng đem hắc lân cùng lưng sắt con bọ ngựa đều phóng ra. Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa không tình cảm chút nào mà nhìn thổ ma ngẫu liếc, phi thân lóe lên, tự không thấy bóng dáng. Tiêu phàm cho chúng nó chỉ lệnh rất đơn giản, canh giữ ở hoa đào huyễn trong trận, đối với hết thảy có can đảm trước tới quấy rối yêu thú, gợi yêu ta hết chết bất luận tội. Mà hắc lân là tiêu phàm bổn mạng linh sủng, linh trí độ cao, tự nhiên tuyệt không phải linh trùng có thể so sánh, sớm đã có thể làm được cùng tiêu phàm tâm ý tương thông, tò mò chằm chằm vào thổ ma ngẫu đánh giá một lát, lông mềm như nhung hắc đầu tại tiêu phàm trên người thân mật mà lau vài cái, bóng đen lóe lên, cũng ẩn vào đến huyễn trong trận. Làm tốt hết thảy bố trí, tiêu phàm thật dài thở vào một cái, vài giọt máu tươi nhỏ ở đằng kia mặt nhỏ màu đỏ sậm trên lệnh bài. Lần này, máu tươi ngược lại không hề trở ngại mà dung nhập vào lệnh bài bên trong. Màu đỏ sậm lệnh bài, dần dần bắt đầu trở nên tươi đẹp bắt đầu đứng dậy, lóng lánh lấy nhàn nhạt huyết sắc quang mang, đồng thời một cổ mãnh liệt mùi máu tanh cũng thấu đi ra. Tiêu Phàm bàn tay trên lên nhẹ nhàng vừa nhấc, lệnh bài chậm rãi bay lên, dừng lại tại Tiêu Phàm trước người, huyết sắc quang mang lập lòe, lúc sáng lúc tối, sắc thái cực kỳ diễm lệ. Nhanh, Tiêu Phàm một tiếng khẽ quát, miệng hơi mở, một cổ máu ngân bạch ngọn lửa thẳng bắn ra, đúng vậy hắn tu luyện biến thành kim đan chi hỏa nóng bỏng đan hỏa, khoảng cách đem huyết sắc lệnh bài bao vây lại, bắt đầu một chút luyện hóa. Hai canh giờ đi qua nho nhỏ huyết sắc lệnh bài, biến thành một đoàn màu đỏ thấm cục cao su vật, tại đan hỏa ngưng luyện phía dưới, vẫn còn tiến thêm một bước nóng chảy. Tiêu phàm trên chán, chảy ra rậm rạp mồ hôi, vốn là hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, cũng hơi có vẻ tái nhợt. Bất quá luyện hóa thời gian lâu như vậy, lệnh bài không có bất kỳ khác thường, bên kia thổ ma ngẫu cũng một mực im lặng đích, mì tâm, ngực, đan điền chỗ vài giọt máu tươi, cũng đã hơi dần dần dung nhập đến ma ngỗ trong cơ thể, chỉ để lại một chút màu đỏ nhạt dấu, vết. Xem ra chính mình phỏng trừng sai lầm, ân tính lão giả thật không có tại lệnh bài bên trong lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Phỏng trừng hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, tiêu phàm rõ ràng hiểu được cùng mệnh ma ngỗ luyện chế phương pháp. Đang lúc tiêu phàm âm thầm thở vào một cái, muốn lại thêm đại đan hỏa lực lược, nhất cổ tác khí quân lệnh bài luyện hóa thời điểm, bị đan hỏa bao quanh màu đỏ thấm cục cao su vật bên trong, bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà bay ra một điểm xanh biếc quang mang, lóe lên đã đột phá đan hỏa vây quanh, nhanh như thiểm điện loại hướng cách đó không xa thổ ma ngẫu bay đi. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa nhấc, một đạo ngân sắc hồ quang điện bắn ra, hướng về xanh biếc hào quang oanh kích mà xuống. Cái kia xanh biếc hào quang lại linh tính mười phần, hướng bên cạnh lóe lên, liền tránh thoát hồ quang điện oanh kích, trong nháy mắt, sẽ không vào đến thổ ma ngẫu thân hình bên trong. Vốn là vẫn không nhúc nhích thổ ma ngẫu, mãnh liệt toàn thân chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lóng lánh lấy lãnh khốc hàn mang, thẳng tắp mà nhìn thẳng tiêu phàm, quát lạnh một tiếng theo ma ngẫu trong miệng nhổ ra. Tiểu bối, người thật đúng là dám phản bội bổn tọa. Đúng vậy ân tính lão giả thanh âm. Một đám phân thần mà thôi, cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, miệng hơi mở, đem trước mắt đã muốn dần dần có hòa tan làm chất lỏng xu thế màu đỏ thấm cục cao su vật một ngụm nuốt xuống. Tuy nhiên cái này còn không phải thời cơ tốt nhất, nhưng tình hình có biến, tiêu phàm tự nhiên không biết lại trần chờ do dự. Lệnh bài biến thành màu đỏ thấm cục cao su vật vừa mới nuốt vào trong bụng, tiêu phàm đầu một chóng mặt, các loại kỳ quái hình ảnh ào ào tuôn ra hiện ra, trong khoảng khắc, tiêu phàm liền cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ nhiều hơn một chút gì đó này nọ, mà vốn là cùng hắn không hề liên quan thổ ma ngẫu cũng thoáng cái có thể rõ ràng mà cảm ứng được liễu tương đương tiêu phàm không khỏi đại hỉ lập tức tự lấy thần niệm chi lực hướng xuống đất ma ngẫu hạ chạm tại nguyên chỗ không được nhúc nhích chỉ lệnh vốn đã muốn giơ chân lên giơ lên tay muốn hướng tiêu phàm đi nhanh tới gần thổ ma ngẫu vừa tiếp xúc với đến cái này chỉ lệnh lập tức liền ngừng lại yên lặng đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích tiểu bối. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi chính là kim đan tu sĩ cái kia điểm thần niệm chi lực, có thể điều khiển lão phu tế luyện nhiều năm như vậy ma ngẫu. Làm ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Ma ngẫu trong cơ thể, truyền đến một hồi nổi giận gào thét. Tiêu phạm lý đều không để ý, hai tay bình thân, mười ngón kia từng đạo trói mắt ngân sắc hổ quang điện, tại hắn giữa ngón tay không ngừng lập lè, dần dần trở nên càng ngày càng là vừa thô vừa to. Không hề nghi ngờ. Ân tính lão giả đem chính mình một đám phân hồn lưu tại ma ngẫu trong cơ thể, không cần thiết diệt đạo này phân hồn, cho dù hắn triệt để luyện hóa lệnh bài, cũng vô pháp tự nhiên mà điều khiển thổ ma ngẫu. Đối với loại tình hình này, Tiêu Phàm ngược lại sớm có đoán trước, từ lâu đã làm xong ứng đối chuẩn bị. "Tiểu Bối, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức đem lệnh bài nhổ ra, ta liền cho đem ngươi là nhất thời hồ đồ, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Ma ngẫu trong cơ thể phân hồn gầm thét nói ra: Phân hồn hiện tại cũng đủ phiền muộn đích. Rất rõ ràng, nếu là hắn cưỡng ép hát yêu ta ép đem ra sử dụng ma ngẫu cùng tiêu phàm đại chiến một hồi, cho dù cuối cùng nhất có thể đem tiêu phàm diệt sát, cũng cùng hắn lúc trước tưởng tượng một trời một vực. Hắn vốn là hy vọng tiêu phàm cùng ma ngẫu hợp lực, thắng được đánh cuộc đích. Hiện tại tốt hơn, trước sẽ tới một hồi tự gỡ yêu ta ép lẫn nhau. Diệt sát tiêu phàm về sau, ma ngẫu hơn phân nửa cũng sẽ bị hao tổn, đối mặt cái này lệ thú cánh đồng hoang vu phần đông mãnh thú cùng với cái kia một đám hung thần ác sát người dự thi, thật sự không có bao nhiêu thủ thắng hy vọng. Chỉ tiếc, tiêu phàm giống như có lẽ đã quyết tâm, đối với cảnh cáo của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, từng đạo vừa thô vừa to lôi hồ, đã muốn hiện lên hiện ra, tại nho nhỏ trong sơn động, có vẻ đặc biệt chói mắt chói mắt. chương 792, Diệt Hồn Tiểu bối, thật sao muốn chết phải không? Ân tính lão giả phân hồn giận dữ, gầm lên giận dữ tiêu phàm cảm giác mình cùng thổ ma ngẫu cái kia một đám tâm thần liên lạc lập tức đã bị cưỡng ép hát yêu ta ép chặt đứt liếu tương đương ngay sau đó vốn là vẫn không nhúc nhích thổ ma ngẫu thân thể vừa động hai tay giơ lên muốn hướng bên này đánh tới cái này dưới nước sơn động không gian rất nhỏ dùng thổ ma ngẫu kinh người tốc độ trong nháy mắt có thể gờ iota ít phụ cận liền vào lúc này thổ ma ngẫu tứ chi cùng trên cổ hào quang tỏa sáng ngũ hành cấm chế hoàn thoáng cái kích phát bắt đầu đứng dậy, thật sâu lạc vào thổ ma ngẫu chi trong cơ thể. Thổ ma ngẫu vừa mới giơ lên hai tay, nặng nề rủ xuống rơi xuống suy sụp. Đang chuẩn bị di chuyển hai chân, cũng thoáng cái tự định tại chỗ đó. Ân tính lão giả phân hồn cười lạnh không ngừng, tiểu bối, cho rằng chính là một điểm ngũ hành chi lực, có thể cấm chế này là thổ ma ngẫu sao. Một lời không tất, xét đánh một tiếng, một đạo vừa thô vừa to vô cùng hồ quang biệt nặng nề đánh tại thổ ma ngẫu trên đỉnh đầu. A hát, Ân tính lão giả phân hồn tiếng thét chói tai, trong thạch động nghe đặc biệt chói tai. Tiểu bối, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Phân hồn tức giận vô cùng mà gầm hét lên, mang theo nói không nên lời đau đơn ý. Phân hồn tuy nhiên ẩn thân tại thổ ma ngẫu trong cơ thể, nhưng rất hiển nhiên, cái này một đạo xét đánh hãy để cho hắn bị thương không nhẹ. Dùng triệu lôi thuật diệt sát phân linh hồn thân thể các loại. gì đó. Tiêu Phàm cũng coi như rất đúng kinh nghiệm phong phú, thuận buồm xuôi gió liễu tương đương. Bất quá, ân tính lão giả phân hồn dù sao cũng là dấu ở thổ ma ngẫu trong cơ thể, cái này mãnh liệt vô cùng lôi điện chi lực, hơn phân nửa lại để cho thổ ma ngẫu thừa nhận rồi đi. Nếu như là trần trụi không che không giấu mà được một kích này, không chỉ nói chỉ là một sợi phân hồn, coi như là ân tính lão giả nguyên anh chi thân thể lúc này, cũng đồng dạng hội cảm thấy không chịu đựng nổi đích. Sau một khắc, Thổ ma ngẫu thân hình bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu đứng dậy, vốn là màu vàng đất da thịt nhan sắc, lập tức biến thành huyết chính là hình thức màu đỏ sậm, thoáng cái trở nên kiên hơn kim thiết. Ngũ hành cấm chế hoàn lập tức nóng nảy mà run rẩy lên, tựa hồ chịu không nổi thổ ma ngẫu nhiên xảy ra ra bàng nhiên sức lực. Không đợi tiêu phàm làm ra cái gì đối sách, ngũ hành cấm chế hoàn gào thét một tiếng, từng khúc vỡ vụn mà mở. Tuy nhiên lập tức tự trên không chung một lần nữa ngưng tụ thành ngũ hành hoàn bộ dạng, mặt ngoài lại hào quang ảm đạm, một bộ bị thương không nhẹ bộ dạng. Cái này ngũ hành cấm chế hoàn cứ việc chỉ là bình thường pháp bảo, nguyên cũng không trở thành như thế trang tế. Nếu như lần này cấm chế chính là mặt khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, dù cho đã có hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cũng không trở thành như thế ngắn ngủi trong thời gian đã bị cậy mạnh phá vỡ. Thật sự thổ ma ngấu cùng nhân loại bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng, thần lực kinh người, cả kia chút ít dùng lực lớn nổi tiếng yêu thú, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Tiểu bối, chịu chết đi. Ân tính lão giả phân hồn một tiếng nhe răng cười, hung dữ kêu lên. Thổ ma ngẫu hai tay lại dương bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm khóe miệng hiện ra một tia nụ cười chế nhạo, vừa thô vừa to hồ quang điện, lại đã ở hắn mười ngón gian không ngớt không dứt mà tuôn ra hiện ra. Định! Tiêu phàm quát khẽ một tiếng. Đang chuẩn bị mãnh liệt nhào đầu về phía trước, đem tiêu phàm xé thành mảnh nhỏ thổ ma ngẫu trầm trọng đến cực điểm thân hình, lại nặng nặng đốn trên mặt đất, cả trong nước thạch độc, đều ầm ầm mà chấn động lên, tựa hồ tùy thời đều có thể bị chấn sập. Lại là ngũ hành cấm chế chi lực. Phân hồn tức giận đến cơ hồ muốn vai, vác đi qua. Hắn đường đường một cái nguyên anh tu sĩ phân hồn, thao túng một cuộc tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thổ ma ngẫu, rõ ràng liên tục bị quản chế tại loại này lại tầm thường bất quá ngũ hành cấm chế chi thuật, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Như nếu như đối phương có nguyên anh tu sĩ tu vi, ỉ cường lăng yếu, cũng là mà thôi. Lại tầm thường ngũ hành cấm chế chi thuật, tại loại này đẳng cấp cao tu sĩ trong tay sử sắp xuất hiện đến, cũng có được không thể tưởng tượng nổi thần thông uy lực, tạm thời giam cầm ở cấp thấp tu sĩ hành động, hoàn toàn có thể lý giải. Mấu chốt là, tiêu phàm gần kề chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ mà thôi. Dùng nhược lăng cường, Ngũ hành cấm chế chi lực vậy mà cũng có thể nhiều lần có hiệu lực. Nhưng mà, mặc kệ phân hồn như thế nào phiền muộn, dưới mắt thổ ma ngẫu lại thật sự là không nhúc nhích được liễu tương đương. Hiển nhiên tiêu phàm hai tay trong lúc đó, lại ngưng tụ ra một đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn vừa thô vừa to hồ quang biệt, ngân quang lóng lánh, trói mắt sáng trói, phân hồn liền là trong nội tâm phát lạnh. Nếu lại chịu lên một kích này, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể khiêng đắc xuống. Tiểu bối cho người chính thức biết một chút về thổ ma Amen thông. Phân hồn hét lên một tiếng. Thổ ma ngẫu toàn thân hào quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cổ cuồn cuộn màu vàng cắt bụi. Ân tính lão giả phân hồn dù sao có được lấy nguyên anh tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm, lúc này dùng loại này hóa thật là hư chiêu số, rất nhanh phá vỡ hai quả định thân phủ cấm chế chi lực. Tiêu phàm khóe miệng ý chào phúng càng thêm nồng đậm. Hắn đợi đúng là giờ khắc này. Oanh! Xét đánh đại tác, bát to phẩm chất lôi hồ mãnh liệt đánh mà hạ, bổ sóng chảm biển giống nhau, phá khai rồi thổ ma ngẫu biến thành màu vàng cắt bụi, chuẩn xác không sai mà ghi tạc màu vàng cắt bụi bao vây lấy một đám lục sắc quang mang phía trên. Một tiếng thê lương bi thảm. Ngay sau đó, cái kia đạo lục mang tự màu vàng cắt bụi chung bắn ra, lúc sáng lúc tối mà không ngừng lập lè, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dạng vội vã muốn cướp đường mà chạy. Cũng là bề bộn chung phạm sai lầm, cái này phân hồn tập trung tinh thần chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá giải ngũ hành cấm chế chi lực, lại quên, không có thực thể hóa thổ ma ngẫu thân thể bảo vệ, hắn phân hồn tự hoàn toàn TA ớ huyền ITA Upsilon OIG bên ngoài liếu tương đương. Sinh sinh được lôi điện một kích, cũng nhịn không được nữa, muốn muốn nhờ cuối cùng một điểm hồn lực, thừa dịp loạn chạy ra tìm đường sống. Tiêu phàm cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới một kích toàn lực, ở giữa không hề che lấp phân hồn, rõ ràng như trước không có thể đem diệt sát. Cái này nguyên anh tu sĩ phân hồn cường đại, quả nhiên vượt qua sa kim đan kỳ tu sĩ có thể so sánh đích. Chỉ có điều, tiêu phàm tự nhiên cũng sẽ không tùy ý cái này sợi tàn hồn như vậy chạy trốn, cử động giơ tay lên, một cái đen nhánh bình bát chén ăn của sư tự ống tay áo chung bắn ra. Lập tức một cổ cực kỳ âm hàn khí thức tràn ngập tại cả trong sơn động, phảng phất phật sơn động nhiệt độ, bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ nhiều, trở nên rét lạnh thấu xương. Tụ hồn bát. Phân hồn lại là một tiếng thét lên, hoảng sợ vô cùng. Cái này đen nhánh bình bát chén ăn của sư, đúng vậy linh cảm tông uy linh lão ma đã từng xử đã dùng qua bổn mạng pháp bảo tụ hồn bát. Tiêu phàm cùng uy linh lão ma ước định, dùng lão ma nhiều năm cất chứa bảo vật cùng linh thạch trao đổi lão ma trùng nhập lục đạo luân hồi cơ hội. Ai ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà, bảo vật chưa lấy được, người đã bị không gian bão táp thổi đến nơi này không biết cỡ nào xa xôi thoi ma giới tụ hồn bát trên không trung quay tít một vòng, một cổ hắc quang sao sao ra, chuẩn xác mà định trụ này một đám lúc sáng lúc tối lục mang. Với tư cách nguyên anh kỳ lão ma bổn mạng pháp bảo, tụ hồn bát tuy nhiên còn không coi là cực phẩm pháp bảo, lại cũng đã là thượng phẩm pháp bảo bên trong người nổi bật. Một đám phân hồn, lại ở đâu có thể chạy thoát rồi? Không, ân tính lão giả phân hồn lần nữa phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, liền không hề kháng cự chi lực mà bị hít vào tụ hồn bát ở bên trong rốt cuộc nửa điểm tiếng động liền trong nháy mắt này tiêu phàm chỉ cảm thấy nguyên vốn đã bị chặt đứt cùng thổ ma ngẫu ở giữa thần niệm liên lạc lập tức lại khôi phục đầy trời màu vàng cắt bụi ở trên mặt đất nhất quyền trọng lại tụ tập trở thành cao tới sáu bảy xích cực lớn thổ ma ngẫu yên lặng đứng ở nơi đó nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần phục tùng ý tại phân hồn bị tụ hồn bát thu lập tức tại phía xa thiên thai tông tổng đàn phòng khách bên trong cùng thiên thai tông ninh tông chủ đối diện mà ngồi ân tính lão giả bỗng nhiên hơi sướng sờ trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi ninh tông chủ kinh ngạc hỏi ân đạo hiếu đã xảy ra chuyện gì ah không có gì ân tính lão giả lập tức lắc đầu ngượng ngùng nói ngay tại vừa rồi hắn ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ là cái kia một đám phân hồn xảy ra vấn đề chỉ là cái loại cảm giác này quá nhạt lóe lên tức thì, lại để cho hắn nhận định mình là đa nghi liếu tương đương. Cái kia sợi phân hồn ẩn sâu tại thổ ma ngẫu trong cơ thể, nào có như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiêu phàm mới tiến vào lệ thú cánh đồng hoang vu mấy canh giờ, dùng hắn và thổ ma ngẫu liên thủ chi lực, không đến mức nhanh như vậy đã bị người song song diệt sát đi à nha. Trừ phi tiêu phàm một đầu đánh lên hắc bạch song sát, mà hắc bạch song sát lại bệnh tâm thần phát tác, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hướng Tiêu Phàm ra tay, mới có loại khả năng này. Những thứ khác người dự thi cùng cánh đồng hoang vu bên trong yêu thú, nên vậy không có bản lãnh lớn như vậy. Về phần phân hồn bị Tiêu Phàm chính mình diệt sát, cái này lão quái nhưng lại muốn đều không hướng phương diện này nghĩ tới. Cái kia tiểu bối đúng vậy ăn vào qua hắn luyện chế đoạn trường thảo chi độc, trừ phi hắn muốn tự sát, nếu không tuyệt sẽ không như thế điên cuồng đích. Hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm thật không sợ tử hắn cũng không còn bổn sự kia a hát. Vốn là phân hồn bị diệt, chủ hồn tự nhiên lập tức có thể rõ ràng mà cảm thụ tìm được. Chỉ có điều tiêu phàm đang ở lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, đại trận phong ấn chi lực quá mạnh mẽ, ân tính lão giả cảm ứng tự trở nên cực kỳ mơ hồ. Ân đạo hiếu, ngươi thật sự nguyện ý đem cái kia kim linh thể tiểu nha đầu, đưa cho chúng ta thiên thai tông. Cung trang nữ tử ninh tông chủ thủ đoạn bưng chén trà, nhìn qua ân tính lão giả, giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, trên mặt lộ ra không quá tin tưởng thần sắc. Hắc hắc, người ta đều mang đến, Ninh Tông Chủ chẳng lẽ còn hoài nghi thành ý của ta sao? Cái kia cũng không phải, ta tin tưởng ân huynh cũng sẽ không dỗi dãnh e rằng trò chuyện, chuyên nhất tìm TH yêu ta ép thân mở ra loại này vui đùa. Chỉ có điều, ân đạo hữu người cần phải nghĩ kỹ, chúng ta thiên thai tông này đây tu luyện kim thuộc tính công pháp làm chủ đích, tinh khiết linh căn kim linh thể một khi gia nhập bổn tông, tương lai tiền đồ không thể số lượng có hạn, cho dù ngưng kết nguyên anh cũng rất có thể đích. Ân huynh làm như vậy, sẽ không sợ thái đạo hữu trách cứ sao. Điểm này, thỉnh ninh tông chủ yên tâm, nhà đầu kia là ta tìm giá tiền rất lớn đổi lấy đích, chính là ân mỗ tư nhân tất cả, thái sư tỷ như thế nào vô duyên vô cớ đến trách cứ ta. Ân tính lão giả vuốt ve bóng loáng cái cầm, cười lạnh nói. Ninh tông chủ mỉm cười, nói ra, đã như vậy, đây vốn là các người vu linh trong cốc bộ sử tình, TH yêu ta ép thân cũng sẽ không bảo căn cứu để. Ân đạo hữu một phen ý tốt, TH yêu ta ép thân tựu thu nhận. Bất quá nghĩ đến, ân huynh cũng sẽ không không công đưa chúng ta thiên thai tông lớn như vậy một chỗ tốt. Nói nói xem đi, ân huynh muốn TH yêu ta ép thân cầm chút gì đó này nọ đến trao đổi nha đầu kia. Ninh tông chủ thanh âm bất tử bất tật, thủy chung một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dạng. Ân tính lão giả vừa nghe lời này, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng nói, ta chỉ biết thiên thai tông tài đại khí thô tiền nhiều như nước, ninh tông chủ tuyệt sẽ không để cho ta thất vọng đích. Ha ha, lại nói tiếp yêu cầu của ta kỳ thật cũng cũng không nhiều. Lập tức, ân tính lão giả liền hướng ninh tông chủ dẫn ra ra điều kiện của mình đến, hai người tốt một phen có kè mặc cả. Cái này lão quái vật tựa hồ đã quên, chính mình đã từng cho tiêu phàm hứa hẹn. Hay hoặc là, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định thực hiện một cái kim đan kỳ tiểu bối mà thôi, có thể hay không còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu cũng còn là nói sự tình, chẳng lẽ còn dám cùng mình khiêu chiến không được. chương 793, Tiểu Vu Linh Đan Lệ thú cánh đồng hoang vu trung nam bộ, một cái thật dài trong sơn cốc, hai bên là cao ngàn trượng vách núi vách đá. Một đầu sinh song rác, hai mắt đỏ bừng, thân cao hai trượng, gân cốt như sát quái vật khổng lồ, đang tại toàn lực chạy trốn, chấn đắc cả đại địa đều ở nhẹ nhàng run run, hù dọa hai bên vách núi phía trên từng bầy chim thức cùng mặt khác tiểu động vật, bốn phía tán loạn. Từ nơi này yêu thú trên người phát ra linh lực chấn động đến xem, vậy mà đã là bát cấp yêu thú tiêu chuẩn. Chỉ là dưới mắt, lại tựa hồ như nhận lấy nào đó kinh hãi, chính mở ra bốn vó tại toàn lực trốn chạy để khỏi chết đào mệnh. Ở này man như loại yêu thú sau lưng cách đó không xa, một đạo màu vàng nhạt bóng người đang tại theo đuổi không bỏ. Cái này màu vàng nhạt bóng người cao chừng sáu xích, Toàn bộ màu đỏ trên thân, cơ thể cù kết, làm cho người ta một loại thị giác thượng bạo tạp nổ tung cảm giác, có vẻ lực lớn vô cùng. Đúng vậy tiêu phàm đã muốn triệt để khống chế cái kia, chiếc cụ thổ ma ngẫu. Đừng nhìn thổ ma ngẫu dáng người xa xa không bằng trước phương chạy trốn man như loại yêu thú, chạy trốn tốc độ nhưng lại nửa điểm cũng không chậm, rất nhanh đã đến gần cùng man như loại yêu thú ở giữa khoảng cách. Lại chạy trốn một hồi, man như loại yêu thú mắt thấy thổ ma ngẫu như bóng với hình căn bản là vung không cưới, lập tức cũng bạo giận lên, mãnh liệt dừng bước, xoay người lại, chân phải móng trước không ngừng, đào, bào động lên mặt đất, đầu buông xuống, một đôi bén nhọn vô cùng thiết thẳng tắp nhắm ngay thổ ma ngẫu, trong lỗ mũi không ngừng phun ra ồ ồ khí tức, hai mắt càng thêm đỏ tươi như máu. Cái này yêu thú mắt thấy chạy trốn không cửa, liền man, rất kinh, sức lực đại phát, chuẩn bị cùng thổ ma ngẫu dốc sức liều mạng liếu tương đương. Thổ ma ngẫu cũng chân bữa tiếp theo, dừng lại thân thể, một đôi màu đỏ sậm con mắt, không tình cảm chút nào mà nhìn thẳng man như loại yêu thú. Như vậy rằng có cũng không tiếp tục bao lâu, man như yêu thú ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, đầu một thấp, tứ chi phát lực, liều lĩnh về phía thổ ma ngẫu vọt mạnh mà đến, muốn muốn nhờ xa so với đối phương bàng lớn hình thể, nhất cử đem thổ ma ngẫu đánh ngã, gục. Thổ ma ngẫu lạnh lùng mà trừng mắt chạy vội mà đến man như yêu thú, hai tay dương lên, thân hình bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu đứng dậy trong khoảnh khắc liền hóa thành thân cao hơn 10 trượng, phảng phất đỉnh thiên lập địa loại cự đại ma thần, kính trượng đại bàn tay khổng lồ hướng phía trước tìm tòi, liền bắt được man như yêu thú sừng châu, mãnh liệt vung mạnh, cao tới dài hai trượng đạt năm sáu trượng man như cự thú, giống như là cái tràn ngập khí ra ngẫu giống nhau, bị thổ ma ngẫu vung mạnh bắt đầu đứng dậy, tiện tay một ném, bay ra thật xa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, man như yêu thú thân thể khổng lồ nặng nề đụng ở một bên trên vách núi, lập tức đất rung núi chuyển, vách núi phía trên đá vụn cây cối ảo ảo rơi xuống phía dưới. Man nghiêu yêu thú kêu rên nửa tiếng, như vậy không một tiếng động. Thổ ma ngẫu bước nhanh đến phía trước, bắt lấy cực lớn sừng trâu, răng rắc, hai tiếng, bẻ gãy xuống, đứng dậy liền đi, nhìn cũng không nhìn cái kia vẫn tại thở dốc không thôi man nghiêu yêu thú liếc liếu tương đương. Man nghiêu yêu thú ra dày thịt béo, đã chúng như vậy trầm trọng một kích, nếu là mặt khác yêu thú, có lẽ sớm đã bị thương nặng không chừng trị. Man Nghiêu yêu thú nhưng chỉ là một hồi mê muội không lâu về sau, nỗ lực đứng dậy, hướng phía thổ ma ngẫu phương hướng ly khai nhìn ra ngoài một hồi, kinh hồn hơi định, cúi đầu, khập khiếng đi. Sau một lát, thổ ma ngẫu ra hiện tại sơn cốc cốc khẩu, một bên trên vách đá dựng đứng, tiêu phàm phiêu nhiên mà hạ, cầm trong tay lấy một cây nho nhỏ linh thảo, hình dạng kỳ lạ, giống như thải phượng chi đuôi giống nhau, linh khí giạt rào có thiết nghiêu thú địa phương nhất định sẽ có phượng vĩ thảo thật sự chính là như vậy. Tiêu phàm đánh giá cái này cây nho nhỏ phượng vĩ thảo cảm khái nói. Thổ ma ngẫu xong rỗi tay ra, đem cực lớn sừng châu đưa tới tiêu phàm trước mặt. Tiêu phàm mỉm cười, cử động giơ tay lên, xoáy lên một cổ thanh phong, đem sừng châu thu vào chữ vật vòng tay ở bên trong, nói ra ngươi không có tổn thương hắn tánh mạng a. Thổ ma ngẫu tự nhiên không rên một tiếng. Tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Từ luyện hóa lệnh bài về sau, thổ ma ngẫu tùy đối với chính mình phụng mệnh duy cần, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể làm được thần niệm tương thông, nhưng muốn một cụ chỉ có hai hồn năm phách ma ngẫu mở miệng nói chuyện, chỉ sợ cha ma tổ vu cũng không có cách nào. Đang ở lệ thú cánh đồng hoang vu, tung tính toán tiêu phàm chỗ ở tâm nhân hậu, quay mắt về phía những kia hung tàn bạo ngược vô cùng yêu thú, cũng chỉ có thể hào không nương tay, đại khai sát giới. Bất quá chỉ cần yêu thú không phải thật ngu cuồng bạo, không chủ động khởi sướng tiến công, tiêu phàm bình thường cũng sẽ hạ thủ lưu tình, cũng không lạm sát. Tốt, hiện tại Phượng Vĩ Thảo cùng Thiết Nghiêu đều có rồi, luyện chế tiểu vu linh đan cuối cùng hai vị linh dược đã muốn đầy đủ hết, cũng không uổng ta cái này hơn nửa tháng đến vất vả. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cao hứng dáng tươi cười, thủ đoạn một phen, tinh xảo Phượng Vĩ Thảo cũng bỗng nhiên không thấy, thu vào chữ vật vòng tay. Lại cử động giơ tay lên, đứng ở một bên thổ ma ngẫu thân thể vừa động, hóa thành một hồi màu vàng cắt bụi, kể hết bị tiêu phàm tay trái trên ngón giữa xanh biết chiếc nhẫn thu đi vào. Tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiêu phàm tại vách núi hơi nghiêng ngừng lại, phía trước cách đó không xa, lộ ra một cái cỏ dại mọc thành bụi cửa động. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận dụng đến mức tận cùng, sau một lát, rốt cuộc lục mang thu vào, phóng tâm mà bay rồi đi vào. Đây là một hoang vu sơn động, có lẽ trước đây thật lâu là nào đó yêu thú xảo huyệt, bất quá dưới mắt sớm đã thú đi động không, một mảnh hoang vu liễu tương đương. Tiêu phàm ống tay áo dương lên, vài mặt trận kỳ cùng trận bàn bắn ra, một cái xoay quanh hậu, chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Vốn là đen xì cửa động lập tức nhan sắc đại biến, trở nên cùng quanh thân vách núi giống như đúc, từ xa nhìn lại, chính là một cái nguyên vẹn vách đá, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường đến. Cánh đồng hoang vu bên trong, thần niệm chi lực đại được áp chế, cái này một bộ hoa đào ảo trận, tự cũng đủ ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như vạn nhất có địch nhân xâm lấn, còn cần trước tránh thoát lưng sát con bạo ngựa tập sát. Hai đầu màu dì xét sắc linh trùng, lặng lặng ẩn núp tại huyễn trong trận, thân hình hóa thành màu xanh biếc, cùng quanh thân cỏ cây hoàn toàn tan ra làm một thể. Tiêu phàm đơn giản thu thập thoáng một tí huyệt động, liền là khoanh chân ngồi xuống, một hồi yếu ớt không gian chấn động, đỉnh càn khôn, di động hiện ra, tại hắn trước ngực quay tròn mà chuyển động, đỉnh trên người trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, chậm rãi lưu truyền. Tiêu phàm ốm tay áo dương lên, 10 cái bình ngọc hộp ngọc bắn ra, nổi giữa không chung, trong đó sừng trâu có vẻ đặc biệt trướng mắt. Bất quá lúc này thiết nghiêu cũng xa xa không bằng lúc trước khổng lồ như vậy, trở nên chỉ có dài vài tấc đoàn, tựa như tinh xảo món đồ chơi giống nhau. Những này là tiêu phàm hơn nửa tháng đến thu hoạch. Trong đó linh thảo linh dược chiếm cứ đa số, cũng có chút ít yêu thú nội đan cùng tài liệu. Tăng thêm linh dược phiên hơn 10 vị linh hoa linh quả, luyện chế tiểu vu linh cốc tài liệu đã muốn đầy đủ hết. Đương nhiên, có hai chủng linh thảo không phải nguyên phương bên trong nguyên liệu. Cái kia hai chủng linh thảo tiêu phàm linh dược phiên ở phía trong không có, lệ thú cánh đồng hoang vu ngược lại có, chỗ ẩn thân lại trải rộng các loại cường hãn yêu thú, nguy hiểm vô cùng. Tiêu phàm cho dù có can đảm kia đi xong, cũng lo lắng thời gian của mình không đủ. Đại trận phong ấn chi lực yếu bớt thời gian, chỉ có 3 tháng. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng, Tiêu Phàm cần việc cần phải làm lại còn có rất nhiều. Cũng may Tiêu Phàm tinh thông dược lý, là tông sư cấp tiêu chuẩn, một chút nghiên cứu, liền dùng mặt khác ba loại sấp xỉ linh thảo thay thế. Trong đó một loại linh thảo, cần do hai chủng linh thảo pha thuốc mới có thể năng lực thay thế được. Bởi như vậy, luyện chế ra đến tiểu vu linh đan hiệu quả tuy so sánh kém một chút, nhưng chỉ cần số lượng cũng đủ Tiêu Phàm tin tưởng nhất định có thể đền bù cái này nho nhỏ chưa đầy. Dùng lượng thủ thắng, đây là Tiêu Phàm đã sớm định ra đến sách lược. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm không nói là một mực hoang vu khu vực qua lại, tối thiểu đi địa phương cũng không phải cỡ nào đứng đầu, liên tiếp hơn 10 ngày, sướng sờ là không có động phải qua một gã những thứ khác người dự thi. Tiêu Phàm đi dạo địa phương, căn cứ địa đồ biểu hiện, chỉ có một chút miễn cưỡng bị liệt nhập Tam Đảng bia vật linh hoa linh thảo cùng bát cấp yêu thú qua lại muốn gom góp mở ra truyền tống lệnh bài bia vật, cần mấy chục dạng. Rất hiển nhiên, những người dự thi khác cũng sẽ không đến những địa phương này đến lãng phí thời gian, ngược lại tiện nghi tiêu phàm, dễ dàng liền đem luyện chế tiểu vu linh đan tài liệu đều thu thập đủ toàn bộ liếu tương đương. Đương nhiên, nếu như không có nam cực tiên ông linh dược viên, hắn cho dù chạy lượt cả lệ thú cánh đồng hoang vu, đều khó có khả năng gom góp toàn bộ tài liệu. Tiểu vu linh đan đã có như vậy kỳ hiệu, luyện chế tài liệu dĩ nhiên là không phải đơn giản có thể thu thập đủ toàn bộ đích. Ân tính lão giả lúc trước đem cái kia khỏa, nạp liệu tiểu vu linh đan cho tiêu phàm dùng thời điểm, lại ở đâu có thể dự đoán được, thế gian rõ ràng sẽ có nam cực tiên ông linh dược viên như vậy nghịch thiên bảo vật tồn tại. Tiêu phàm tay trái đưa ngang ngực, tay phải niết quyết, miệng lẩm bẩm lập tức há miệng, một đạo màu ngân bạch đan hỏa, thẳng phun ra đến, đem khéo léo, đỉnh càn khôn cái bọc đi vào. Sau một lát, đỉnh càn khôn, đỉnh thân hỗn độn đồ án bắt đầu phi tốc lưu chuyển bắt đầu đứng dậy, đỉnh thân cũng chướng lớn đến hơn một xích cao thấp, tiêu phàm dương lên ống tay áo, một hộp ngọc mặt ngoài phong ấn bùi nhẹ nhàng vạch trần, lộ ra bên trong một quả cùng loại nhân sâm tuyết bạch linh quả, mùi thơm ngát sông vào mũi. Đi, tiêu phàm tay phải thực trung hai chỉ vừa nhấc cái kia khỏa tuyết bạch linh quả liền bay vào đến, đỉnh càn khôn, bên trong. Ngay sau đó, tiêu phàm đem vậy đối với rút nhỏ vô số lần thiết nghiêu cùng mặt khác linh dược, yêu thú nội đan, lục tục ném vào tiểu trong đỉnh. Trong miệng đan hỏa không ngừng phún dũng, đem bảo đỉnh bao quanh cái bọc, không ngừng dung luyện. Thời gian một chút đi qua trong huyệt động mùi thuốc, càng ngày càng là nồng đậm. Tiêu phàm sắc mặt, lại thoảng qua trở nên tái nhợt vài phần. Muốn cam đoan tiểu vu linh đan phách đạo dược hiệu, không thể dùng địa hỏa đến luyện chế, phải toàn bộ hành trình sử dụng đan hỏa như vậy cuồn cuộn không dứt địa chấn dùng kim đan chi hỏa, dù là tiêu phàm pháp lực hùng hậu, tại phía xa giống nhau cùng giai tu sĩ phía trên, một lúc sau, cũng có chút cố hết sức. Suốt cục, lục lục 36 canh giờ mãn khóa, tiêu phàm trước mặt tất cả hộp ngọc bình ngọc cũng đã giống tuyết, đỉnh càn khôn cũng đã khôi phục thành cao gần tất thấp, bao vây lấy bảo đỉnh ngừng ngược thiêu đốt đan hỏa mãnh liệt vừa thu lại, một cổ mùi thơm ngát khí từ nhỏ trong đỉnh thẳng thấu ra, khoảng cách liền tràn ngập tại cả trong sơn động nhìn xem, đỉnh càn khôn, trong quay tròn chuyển động ba khỏa màu đỏ sậm tiểu dược hoàn, tiêu phàm trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên tại thuật luyện đan phương diện, hắn tạo nghệ rất cao, nhưng đầu một hồi luyện chế tiểu vu linh đan, liền có thể một lần thành đan ba khỏa, thật sự lại để cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Thoảng qua ngồi xuống điều tức sau nửa canh giờ, tiêu phàm một lần nữa lấy ra cái kia ba khỏa tiểu vu linh đan, nhìn cũng không nhìn, một hơi tất cả đều nuốt xuống. Sau đó bắt đầu khoanh chân thổ nạp, luyện hóa đan dược, trên mặt đều đều là dứt khoát kiên quyết thần sắc. Dùng tiểu vu linh đan dược lực phách đạo, hắn một hơi nuốt vào đi ba khỏa, bốc lên phong hiểm thật sự không nhỏ, một bước vô ý, nói bạo thể mà vong có lẽ khoa trương, nhưng kinh mạch bị thương nhưng lại có nhiều khả năng. Nhưng trong lúc này, tiêu phàm không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải cưỡng ép hát yêu ta ép trùng kích thoáng một tí kim đan trung kỳ bình cảnh, nhìn xem có thể hay không tại cường đại dược lực dưới tác dụng, cưỡng ép hát yêu ta ép đột phá. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng chỉ có nếm thử một lần cơ hội. Mặc kệ lúc này đây có thành công hay không, hắn đều không có càng nhiều tiểu vu linh đan nhưng cung cấp nuốt, chỉ có thể lập tức bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nếu không, hơn hai tháng về sau, tung tính toán hắn còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, hoàn thành đánh cuộc, cũng đồng dạng gặp phải một cái nan giải từ cục. Người người là đau thớt, ta là cá thịt. Tình hình như vậy, tiêu phàm quả quyết không thể tiếp nhận. chương 794, tỷ sa môn thiên vương. Lại là lục lục 36 canh giờ đi qua. Yên tĩnh không tiếng động trong sơn động, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Một mực khoanh chân ngồi ngay ngắn, thổ nạp vận công tiêu phàm, mở mắt ra. Lúc này tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy hồng quang, hồ đồ không giống trước lúc trước cái loại này nhàn nhà tái nhật sắc mặt, xem xét chính là khí huyết cực kỳ tràn đầy, thậm chí còn quá tràn đầy rồi, không dùng thổ lộ. Sự thật cũng là như thế. Giờ phút này tiêu phàm trong cơ thể, một cổ bàng nhiên sức lực tại bốn phía xung đột, tràn trề linh khí pháp lực, tại hắn tứ chi bách hải bên trong bốn phía chảy xuôi, đan điền trung kim đan thậm chí khí hải cũng đã rung nạp không dưới. Cùng loại tình hình, tiêu phàm trải qua một lần. Lần trước tại lặng yên tư bảo dưới mặt đất biển máu, liên tiếp ăn hai khỏa huyết đan về sau, trong cơ thể hắn pháp lực cũng là như thế tràn đầy, hết lần này tới lần khác lại tiến dai không được, kết quả tạo thành một loại tương đương nguy hiểm tình hình. Bất quá lần này, so sánh với trở lại lược hảo, ít nhất lôi bằng nội đan cùng viêm linh chi lưới kiếm chung bao hàm lệ khí, không có thừa cơ ra tới quấy rối Chỉ là khí huyết quá tràn đầy, tiêu phàm miễn cưỡng còn có thể chịu được. Nhưng là phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể lập tức vận dụng pháp lực quá mức. Hắn kinh mạch trong cơ thể, chính như cùng hồng thủy tràn lan lúc đê, đã muốn ở vào nhất bão hòa trạng thái, một cái hơi chút lớn chút nữa hồng phong tới, đê thì có thể bị vỡ tung. Tiêu phàm không có nếm thử lần thứ hai trùng kích bình cảnh. Thời gian của hắn rất có hạn. Suy nghĩ một chút về sau, giơ tay lên, một cổ màu vàng cắt bụi hiện lên, thổ ma ngẫu di động hiện ra, hai tay ôm ngực, đứng hầu ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, tiêu phàm lại đem hắc lân cũng phóng ra, vỗ vỗ hắn lông mềm như nhung đầu lâu. Hắc lân rũi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, liếm liếm tay của hắn vai, vác vèo, một tiếng. Chui vào hoa đào huyễn trong trận, không thấy bóng dáng. Đem tất cả phòng ngự biện pháp làm đủ về sau. Đỉnh càn khôn, lần nữa di động hiện ra, tại hắn trước ngực chậm rãi chuyển động. Tiêu phàm tay trái nhất quyết, tay phải từng đạo pháp quyết đánh ra, bắn vào trong đỉnh. Khơi khoảnh, bảo đỉnh hào quang lưu chuyển, từng đợt không gian chấn động hướng bốn phía phát ra mở đi ra. Tiêu phàm hai tay vén đặt ngang bụng trước kia, Thân thể ngưng tụ, như vậy vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, trước mắt bạch quang lóe lên, Tiêu Phàm linh thân thể ra hiện tại đỉnh càn khôn trong tiểu trong không gian. Vốn là đỉnh càn khôn cần muốn nhờ không gian thông đạo di chỉ phụ cận không gian chi lực, Tiêu Phàm mới có thể năng lực nguyên thần xuất khiếu. Tiến vào trong đỉnh, trải qua thạch trong điện kịch liệt không gian bão táp về sau, đỉnh càn khôn không gian bảo vật công năng tựa hồ bị tiến thêm một bước kích phát ra đến rồi, tăng thêm Tiêu Phàm tu vi tăng lên. Hôm nay không cần mượn nhờ hắn không gian của hắn chi lực toàn lực ứng phó phía dưới tiêu phàm linh thân thể cũng có thể cởi thể ra tiến vào trong đình theo bức tường ở phía trong ra tới tiêu phàm đối trước mắt hết thảy sớm đã thuộc cực như lưu ba chuyển chuyển đã đến thanh dương tổ sư hàng ngày nhà trong đình viện lại cũng không thấy thanh dương tổ sư dưới tảng cây châm trà tự tự làm mình vui tiêu phàm đầu óc một chuyển lập tức tự hiểu được không hề nghi ngờ thanh dương tổ sư chính đang bế quan khổ tu, thiên nhân tương. Tại, đỉnh Càn Khôn, trong chờ đợi hơn một nghìn năm, thanh dương tổ sư linh thân thể sớm đã suy yếu không chịu nổi, phải chăng có thể thông qua tu luyện, thiên nhân tương, mà cải tạo dày đặc linh thân thể. Còn là một không biết bao nhiêu, như có thể thuận lợi cải tạo linh thân thể, có lẽ còn có rời đi cái này tu khắp trời. Lại thấy ánh mặt trời thời điểm, nếu không, cũng chỉ có thể tái nhập lục đạo luân hồi liễu tương đương. Tiêu Phàm tự nhiên không có đi quấy giày thanh dương tổ sư tu luyện, trực tiếp đi tới hậu viện, đứng ở thủy tổ tàng bảo các trước. Gặp được thật lớn thời điểm khó khăn, trước tiên nghĩ đến thủy tổ tàng bảo các, đã muốn trở thành Tiêu Phàm thói quen. Tại Vu Linh Cốc Tổng Đàn, ân tính lão giả trong động phủ, Tiêu Phàm thật sự không dám mạo hiểm đem, đỉnh càn khôn tế ra đến. Cái này bảo vật quá mê người rồi, hơn nữa hội dẫn phát nhất định không gian chấn động, tung tính toán có hoa đào ảo trận cấm chế, Tiêu Phàm cũng không có chút nào nắm chắc có thể giấu giếm được Nguyên Anh lão quái thần thức điều tra. Mặc kệ lần này trùng kích kim đan hậu kỳ bình cảnh có thành công hay không, Tiêu Phàm đều nghĩ biện pháp tiến vào tu khắp trời gian, đi thủy tổ tàng bảo các thử thời vận. Từng có tại tàng bảo các không công mà lui tiền lệ, đối với lần nữa tiến vào tàng bảo các phải chăng có thể có chỗ thu hoạch, nói thực ra, Tiêu Phàm trong lòng cũng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vô cực thiên tôn công tham tạo hóa sớm đã suy tính đến hắn giờ này ngày này khốn cảnh. Tuy nhiên tiêu phàm cũng phát giác được, tại nguyên thần chưa từng triệt để cứng lại trước kia, cưỡng ép hát yêu ta ép thi triển nguyên thần xuất khiếu thần thông, lại để cho linh thân thể tiến vào tu khắp trời gian, sẽ đối với nguyên thần chi lực tạo thành nhất định tổn thương, nhưng trong lúc này, cho dù bốc lên chút ít phong hiểm, cũng đáng được thử một lần. Thủy tổ tàng bảo các cửa đá, vô thanh vô tức mà mở ra, tiêu phàm phiêu nhiên đi vào, cửa đá chậm rãi khép kín. Đứng ở tàng bảo các đích, tiêu phàm thoảng qua một cảm ứng, lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ vô hình chỉ dẫn chi lực. Mỗi lần chỉ cần có cái loại này trực giác, luôn có thể có chỗ thu hoạch. Cho tới bây giờ, hắn tại thủy tổ tàng bảo các trong lấy được ba dạng bảo vật, cơ hồ đều có thể nói kinh thiên động địa. Không luận viêm linh chi lưới kiếm, ngân dược lôi bằng nội đan cùng máu huyết, có lẽ hay là nam cực tiên ông linh dược viên, đều tuyệt không phải bình thường bảo vật có thể so sánh tiêu phàm cứ việc không có thật sao được chứng kiến cực phẩm pháp bảo, lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này ba dạng bảo vật cũng không phải bình thường cực phẩm pháp bảo so ra mà vượt đích. Chỉ là dùng hắn dưới mắt tu vi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền kích phát không được những này bảo vật hơn thiếu uy năng. Kể cả nam cực tiên ông Linh Dược Viên ở bên trong, những này bảo vật trong tay hắn, thật là có điểm ủy khuất. Kết quả tiêu chân nhân lòng tham chưa đầy, lại chạy vào rồi, rõ ràng còn chiếm được chỉ dẫn lập tức tiêu phàm chiếu trực giác chỉ dẫn, chuyển mấy vòng, đi vào một gian đóng chặt ngọc thất trước kia. Chỉ dẫn chi lực đến tận đây mà tuyệt, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm không chút do dự, hít sâu một hơi, đem thần niệm chi lực xuyên vào đến ngọc cửa phòng thượng hỗn độn đồ án bên trong. A Di Đà Phật. Một tiếng to rõ Phật hiệu, tại tiêu phàm vang lên bên tai. Tiêu phàm gấp vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xôi phía chân trời, kim sáng lóng lánh, một đóa tường vân cuồn cuộn mà đến, vô tận Phật quang, tự tường vân bên trong lộ ra. Nhìn thấy như vậy kỳ lạ cảnh tượng, tiêu phàm lập tức tự ngây giải. Cái kia đóa tường vân nhìn như thật chậm, lại trong nháy mắt, đã đến trước mặt. Ngây mù hướng hai bên lóe lên, một pho tượng toàn thân kim lóng lánh Phật tổ Pháp tướng, hiện lên hiện ra. Vị này Phật tổ, thân cao trượng sáu, chán sinh tam mục, ba đầu bát tí, tướng mạo hết sức kỳ lạ. Mỗi một bàn tay bên trong, đều nắm một kiện phật quang thông thiên pháp bảo trong đó một tòa tầng bảy linh lung bảo tháp toàn thân dùng hoàng kim điêu thành mặt ngoài lôi quang trận trận thực tế làm cho người chú mục tỳ sa môn thiên vương tiêu phàm lập tức chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô hai mắt đăm đăm bờ môi vừa động thì thào tự nói loại một cái như sấm bên tai đại danh thốt ra tỳ sa môn thiên vương lại tên đa văn thiên vương phật giáo tứ đại hộ pháp thiên vương một trong phật tên bảo sinh Tại Phật trong giáo địa vị, cực kỳ tôn sùng. Tỳ sa môn Thiên Vương trung tâm Phật thủ Tam Mục toàn bộ triển khai, dưới cao nhìn xuống bao quát của hắn, chậm rãi nói ra, mày có thể đến tận đây, chính là hữu duyên. Ta có linh lung bảo tháp, tháp tên như ý, biến hóa ngàn vạn, thần thông quảng đại, nay dùng tặng mày, mày có thể đương làm hay không? Thanh âm ầm ầm, giống như xét đánh, cửu thiên thập địa, đều đều ông ông tác hưởng. Phật trong tay hoàng kim bảo tháp, Phật sáng lóng lánh làm cho người hoa mắt. Tiêu phàm kìm lòng không được mà không người hạ bái, kính cẩn vô cùng nói, đệ tử tiêu phàm, tham kiến Phật tổ. Đa tạ Phật tổ ban thường bảo, mày chậm đã vui mừng, bảo tháp thông linh, hội tự chọn kỳ chủ. Tu phải cẩn thận để ý. Tỳ sa môn thiên vương bất tử bất tật nói. Phật tổ từ bi, tiêu phàm lần nữa không người hạ bái. Tỳ sa môn thiên vương có chút vuốt cầm, cánh tay dương lên, hoàng kim bảo tháp bay lên trời, đón gió tăng vọt, tại không trung hóa vì kình thiên cự vật, tựa như thái sơn áp đỉnh giống nhau, ầm ầm chấn áp mà xuống. Tiêu phàm kinh hãi, trải qua mấy lần đoạt bảo về sau, hắn đã biết, đừng nhìn đây chỉ là thần niệm cuộc chiến, lại đồng dạng hung hiểm vạn đoan. Một khi thất lợi, có lẽ không chỉ có không chiếm được bảo vật, ngược lại hội tạo thành thần thức trọng thương. Chỉ là, cùng tỳ sa môn thiên vương thần niệm giao chiến, chỉ cần suy nghĩ một chút, tự khiến người kinh hồn táng đảm không thôi. Song phương thực lực kém, thức sự quá cách xa. Tung xem như ngân dược lôi bằng như vậy trời sinh thánh linh, cũng xa còn lâu mới có thể cùng Tỳ Sa Môn Thiên Vương đánh đồng. Có lẽ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có lần này thần uy, nhưng lần đó tìm được linh dược viên, tiêu phàm chỉ là bài trừ ảo trận, từ đầu đến cuối không thấy Nam Cực Tiên Ông thần niệm lộ ra hóa. Lúc này đây, nhưng lại Tỳ Sa Môn Thiên Vương thân tới, ở trước mặt giao thủ. Mắt thấy bảo tháp dùng thế lôi đình vạn quân trấn áp xuống tới, tiêu phàm vô ý thức muốn trốn tránh, linh thân thể vừa động, lại phát hiện chung quanh không khí, sớm đã kiên hơn kim thiết, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể di động mảy may. Rơi vào đường cùng, tiêu phàm chỉ phải hét lớn một tiếng, toàn thân chuyển thành màu ngân bạch, đúng vậy ăn cự linh quả về sau trong máu mang theo một tia cái chủng loại kia. Nhan sắc, cũng là đón gió tăng vọt, thoáng cái cao tới hơn 10 trượng, tuy nhiên cùng như ý linh lung tháp tương đối mà nói, như trước hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng, tổng so vừa rồi cái kia nhỏ bé thân hình mạnh hơn đắc nhiều lắm. Tiêu phàm hai đầu gối có chút huấn lượn, thân thể thoảng qua trầm xuống, sơ lên cao hai tay, hướng phía như ý linh lung tháp đón đánh đi lên. Ngay tại hai tay tiếp xúc đến như ý linh lung tháp cái bệ lập tức, tiêu phàm rõ ràng nghe được xương cốt ken kết rung động thanh âm. Cứ việc hắn hiện tại chỉ là thần niệm giao chiến, loại này thanh âm ca ca lại cực kỳ rõ ràng. Một cổ hoàn toàn không thể cùng kháng sức lực vào đầu áp xuống dưới tiêu phàm ra sức kiên trì. Nhưng bảo tháp thức sự quá khổng lồ, cũng quá mức trầm trọng, căn bản vốn cũng không phải là hắn dùng huyết nhục chi lực có thể ngăn cản được đích. Trong khoảng khắc, toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều khanh khách rung động, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị chân áp đắc toàn thân toái cốt. Tiêu phàm đem hết toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại hắn hai mắt biến thành màu đen, sắp không kiên trì nổi thời điểm, trên hai tay bàng nhiên sức lực, mãnh liệt vừa thu lại, vạn trượng cự tháp bay lên trời, trong nháy liền biến thành vài tắc chiều cao, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Tiêu phàm thật dài thở phào một cái, chỉ cảm thấy toàn thân, không một nơi không đau nhức. Cảm giác này là như thế chân thật. Từ tiêu phàm tập võ thứ nhất, hắn còn chưa bao giờ có cùng loại cảm giác, cái này là lần đầu tiên. Tỳ sa môn thiên vương đạm đạm mà nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Tiêu phàm tâm, thoáng cái chìm đến đáy cốc, Chẳng lẽ cái này khảo nghiệm cứ như vậy đã xong, hắn không có thông qua. Phật môn đại năng, tự sẽ không tùy ý tổn thương tánh mạng hắn, chỉ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng nói được rõ ràng, Bảo Tháp Thông Linh, hội tự chọn kỳ chủ. Hôm nay đệ nhất quan đô gây khó dễ, bảo vật này chỉ sợ sẽ nhìn hắn không được. Thông Linh bảo vật, khẳng định không muốn đi theo một cái hoàn toàn, từ đầu luôn luôn tựu không có năng lực khống chế chủ nhân của mình. Chương 795, Vô Tận Thần Thông không đợi tiêu phàm nghĩ đến thập phần sẵn sàng, Tỳ sa môn thiên vương cánh tay lại là dương lên, linh lung bảo tháp xoay tròn mà dậy, từng đợt cuồng phong ở trên mặt đất mà đến, hình thành một cái cự đại bão táp nước xoáy, nước xoáy bên trong huyễn hóa ra vô số phong thuồng luồng, gào thét như sấm, lợi trảo như đao, hung giữ hướng tiêu phàm chộp tới. Tiêu phàm sắc mặt đại biến, những này phong thuồng luồng, mỗi một đầu khí tức đều thâm bất khả chắc, tại phía xa hắn bái kiến tất cả nguyên anh tu sĩ phía trên, thậm chí cái kia nguyên anh trung kỳ tu vi thiên thai tông ninh tông chủ, cũng xa xa không bằng. Chẳng lẽ cái này vô số biến ảo ra phong thường luồng, vậy mà đều có ngộ linh kỳ đại thần thông. Tự nhiên, dùng tỳ sa môn thiên vương tuyệt thế thần thông, Phật môn trí bảo huyễn hóa ra vô số ngộ linh kỳ phong thường luồng, bất quá bình thường sự tình tai. Chỉ là, dùng chi để đối phó một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, không khỏi quá mức đại tài tiểu dụng. Bất luận cái gì một đầu phong thường luồng, cũng không phải tiêu phàm có thể ngăn cản được đích. Tuy nhiên như thế, tiêu phàm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này hít sâu một hơi, đan điền pháp lực cuồn cuộn tuôn ra, từng tiếng sáng kêu to vang vọng thiên địa, một đầu hai cánh ngân quang lóng lánh, toàn thân lôi điện lượn lờ cự ưng bay lên trời, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, trong nháy mắt, liền tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất u linh giống nhau, dung nhập đến khắp thiên trong cuồng phong. Những khí thế kia rào rạt phong thuồng luồng, lập tức chụp một cái cái không, lập tức liền tại nguyên chỗ bao quanh đảo quanh, có chút không cam lòng mà ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng, một lần nữa hóa thành một cổ tịch đi lên phong long, cùng cự lốc bão nước xoáy tan ra làm một thể liếu tương đương. Mượn nhờ phong độn thuật giấu ở bão táp nước xoáy bên trong cự ưng thấy thế, không khỏi âm thầm thở phào một cái. Ngân dực lôi bằng là trời sinh sấm gió thoải mái thuộc tính yêu linh, dùng thần niệm chi lực hóa thân lôi bằng, quả nhiên tại trong cuồng phong như ngư đắc thủy tiến thối tự nhiên. Bất quá, tiêu phàm hiển nhiên xem thường cái này Phật môn linh lung tháp thần thông. Vừa mới thở phào nhẹ nhỏm, đỉnh đầu liền, khoác còi còi, một tiếng. Một đầu phong thường luồng cự chảo xé mở bão táp, mãnh liệt chảo xuống dưới. Tiêu phàm dưới sự kinh hãi muốn né tránh, ở đâu còn kịp. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, lôi bằng biến thân nháy mắt bị phá rơi, hồi phục trưởng thành thân, coi như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, kích xả ra, lập tức bị gió bạo cuốn vào. Thân bất do kỳ theo sát bão táp không ngừng xoay tròn, lập tức liền tráng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Ngay tại tiêu phàm tức làm mất đi chi giác thời điểm, cuồng phong bỗng nhiên vừa thu lại, bão táp biến mất vô tung, đảo mắt liền trời quang một bích, ban ngày ban mặt liễu tương đương. Tiêu phàm thật vất vả đã ngừng lại thân thể, chính ở chỗ này từng đợt mê muội. Hỏa đến, tỳ sa môn thiên vương không có nửa phần tình cảm thanh âm vang lên. Tiêu phàm khẽ giật mình, chỉ thấy bảo tháp cuối cùng hồng quang đại phóng. Lập tức giấy lên hừng hực liệt diễm, giống như một tòa phun trào núi lửa, vào đầu móc ngược xuống, dõi mắt chỗ đến. Đều đều là hỏa lóng lánh, liệt diễm bốc lên, ngay hư không đều tốt như muốn bị đốt lên. Tiêu phàm cái chán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Không phải nóng, là mồ hôi lạnh. Thần niệm giao chiến, cảm giác cùng hiện thực sự thật giao chiến giống như đúc. Trong lúc này, Tiêu Phàm cũng không có lựa chọn khác, sở quyết, một đoàn liệt diễm phóng lên trời, trong khoảnh khắc liền đem tinh viêm quyết thúc xử đến cực hạn, hóa thân thành một cái người sống, hướng về móc ngược xuống núi lửa đón đánh đi lên. Tiêu Phàm sớm đã đem tinh viêm quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đỉnh phong trạng thái, tại hướng tầng thứ hai đột phá thời điểm, đồng dạng gặp bình cảnh, liên tiếp mấy lần đột phá đều không có hiệu quả. Cái này đương làm khẩu, biết rõ tầng thứ nhất tinh viêm quyết xa không phải linh lung bảo tháp thả ra ba vị chân hỏa đối thủ, không còn phương pháp, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Suy, hai luồng liệt diễm giao hòa cùng một chỗ. Ngay trong nháy mắt này, tiêu phàm toàn thân kinh mạch mãnh liệt một chướng, nguyên gốc thẳng thẻ tại bình cảnh nơi, tinh viêm quyết tầng thứ nhất, bỗng nhiên liền đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới, liệt diễm nổi lên, uy lực lập tức nhân. Tuy nhiên chỉnh thể cảnh giới còn là ở vào kim đan trung kỳ đỉnh phong điểm tới hạt, nhưng có thể đem tinh viêm quyết, đột phá đến tầng thứ hai, cũng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn liễu tương đương. Chỉ có điều, tung tính toán đột phá đến tầng thứ hai, tinh viêm quyết, tiêu phàm cũng như trước không thể tại linh lung bảo tháp thả ra ba vị thực trong lửa kiên trì bao lâu, nháy thời gian nháy con mắt, tiêu phàm liền cảm giác được chính mình giống như đưa thân vào hồng trong lò, toàn thân, liệt diễm bốc hơi, một lát liền biến thành cho tàn. Loại cảm giác này là như thế chân thật, ngay làn da cốt cách ngũ tạng lục phủ bị liệt diếm thiêu đốt thành cho kịch liệt đau nhức đều nhất thanh nhị sở thậm chí ngay giấy rụa cũng không kịp cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị đốt thành cho bụi hóa thành một cổ khói xanh ba vị chân hỏa lập tức thu trở về thành khói lượn lờ một vòng lại lần nữa huyễn hóa ra tiêu phàm linh thân thể bị đốt thành cho bụi chỉ là một chủng thần niệm cảm giác theo sát ba vị chân hỏa về sau đích là vạn trượng huyền băng ngay băng tủy phi đao tiêu phàm đều giao cho Tân Lâm, tất cả băng tủy cũng đều giao cho nàng, tiêu phàm trong cơ thể chỉ có một chút điểm lưu lại băng tủy chi lực. Đối mặt tựa hồ không là đến từ nhân gian lạnh vô cùng, tiêu phàm cũng chỉ có thể kiệt lực thay đổi cái kia một điểm băng tủy chi lực đến làm sơ chống cự. Kết quả không hề lo lắng, trong chốc lát đã bị đông lạnh thành một cái băng nhân, từ đầu đến chân, từng cái lỗ chân lông đều bị lạnh vô cùng đóng băng, ngay một đầu ngón tay cũng không thể hơi làm công việc động cũng may huyền băng cực hàn chi lực tới cũng nhanh cũng đi đắc nhanh, bảo tháp đem huyền băng cảnh vừa thu lại, Tiêu Phàm lại khôi phục tự nhiên. Tu di ảo cảnh, đỉnh đầu kim chói tì sa môn thiên vương pháp tướng, chậm rãi nói ra. Cầm lên lạnh vô cùng huyền băng cảnh giải thoát Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên buộc chặt, kiên hơn kim thiết, chính mình lại trở nên nhất động bất năng động liễu tương đương. Linh lung bảo tháp cuối cùng lập tức huyến biến thành một cái đen xì nước xoáy từng đợt khủng bố đến cực điểm không gian chi lực, phún dũng ra. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực truyền đến, thân thể của mình liền không hề kháng cự chi lực mà bị này cổ hấp lực hút vào đến đó đen xì nước xoáy bên trong. Tuy nhiên đem hết toàn lực muốn đem hoàn cảnh bốn phía nhìn rõ ràng xem minh bạch, lại phát hiện hết thảy đều là phí công, tại đây không gian vô cùng vô tật, rộng lớn bao la bát ngát, căn bản cũng không có cái gọi là biên giới mà nói. Vô tận trong bóng tối, Bỗng nhiên lóng lánh khởi từng đạo ánh sáng. Tiêu Phàm lập tức quá sợ hãi. Hắn rõ ràng từ nơi này từng đạo mảnh khảnh ánh sáng bên trong cảm nhận được không gian chấn động khí tức. Đây không phải bình thường ánh sáng, mà là từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian. Đối với hết thảy sinh linh mà nói, vết nứt không gian so thế gian nhất phong duệ thần binh lợi khí còn muốn đáng sợ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được vết nứt không gian cắt. Tiêu Phàm toàn thân bị không gian chi lực một mực giam cầm ngoại trừ con mắt bên ngoài, toàn thân, không một nơi năng động, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn xem những kia tinh xảo vết nứt không gian, bay vụt mà đến, đem chính mình thoáng một tí thoáng một tí cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thẳng đến tiêu phàm tại thần trong thức hải ngưng tụ ra, đỉnh càn khôn, hình thái, mới, khoác suy, một tiếng, trước mắt ảo cảnh bỗng nhiên biến mất vô tung, hắn lại biến thành chạm ngay tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ rời đi qua. Đỉnh càn khôn, quả nhiên là không gian trí bảo, một tế ra đến, liền bài trừ linh lung bảo tháp tu di ảo cảnh. Lôi điện thần thông, lại là một tiếng không hề cảm giác sao sao màu hô quát. Không đợi tiêu phàm phục hồi tinh thần lại, linh lung bảo tháp bỗng nhiên trở nên ngân hình cung lòe lòe, vô số lôi điện chút xuống mà hạ, răng khắp nơi, Bện thành một cái cự đại lôi võng, bỗng nhiên gian đem tiêu phàm bao phủ hắn xuống. Lôi võng phía trên, điện lóng lánh, linh lung bảo tháp cuối cùng đen xì nước xoáy vẫn còn, chậm rãi xoay tròn không ngừng tiêu phàm bất chấp tất cả, trong đàn điền tức nhắc tới, vô tận lôi điện cuồn cuộn tuôn ra, 10 ngón gian ngân hình cung lập loè hướng về bốn phía lôi võng oanh kích mà đi. Âm âm, một hồi không ngớt không dứt nổ mạnh, cả lôi trong lưới, hào quang chói mắt, làm cho người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn vô pháp nhìn thẳng. Sau một khắc, lôi võng thượng tất cả lôi quang đều hướng về đáy tháp nước xoáy trung tâm hội tụ mà đi. Một cái cự đại lôi cầu, tại nước xoáy ở trung tâm dần dần thành hình biểu hiện ra hồ quang điện loạn tránh, tản ra làm cho người sợ đến vỡ mật uy áp khí tức. Liền vào lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vùng đan điền lôi bằng nội đan chấn động, một cổ xa so bình thường cường đại hơn nhiều lôi điện chi lực, bỗng nhiên tuôn ra, Tiêu Phàm mười ngón gian lôi hồ, lập tức trở nên so thường ngày vừa thô vừa to vô số lần, trực tiếp hướng nước xoáy trung tâm lôi cầu hội tụ đi qua. Cái này cổ cường đại lôi điện chi lực, tựa hồ ký bản quyền tê ý bản quyền lôi cầu, lôi cầu toàn thân mãnh liệt run lên. Oanh, một đạo bát to phẩm chất lôi điện chi trụ, tựa như vô số lôi điện hội tụ mà thành thật thể giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Thiên lôi oanh đỉnh, chỉ trước mắt gian, lôi trụ liền oanh kích tại tiêu phàm trên đỉnh đầu. Tiêu phàm lập tức nhắm mắt lại, cùng đợi bị thiên lôi oanh đỉnh, lôi đắc bên ngoài tiêu ở phía trong non, sao sao một khắc. Ai ngờ lần này tình hình lại lầm to, đạo này uy lực vô luân lôi trụ cũng không đưa hắn oanh thành phi sám mà là theo trong thân thể hắn, nhập vào cơ thể mà qua. Trong khoảng khắc, tiêu phàm hóa thân thành một cái điện nhân, toàn thân điện lóng lánh, tiếng sấm vang rền, cùng sức thiên lôi, tan ra làm một thể, thật giống như sinh ra đời tại lôi điện bên trong yêu linh giống nhau, không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa hồ toàn bộ thân hình đều lôi điện hóa. Lôi linh thân thể, giữa không chung, truyền đến tỷ sa môn thiên vương ầm ầm thoại ngữ thanh âm, như trước cuộn sóng không sợ hãi, không có đối với Tiêu Phàm Lôi Linh thân thể tỏ vẻ ra cái gì khác thường. Dù sao nếu như cái này thật sự là Tỳ Sa Môn Thiên Vương một đám thần niệm chi lực, dùng Phật Môn Thiên Vương như thế tôn sùng thân phận địa vị, như thế nào lại để ý một cái chính là Lôi Linh thể. Vô số sức thiên lôi lập tức vừa thu lại. Bốn phía lập tức trở nên im lặng. Tiêu Phàm thân thể, đảo mắt lại khôi phục nguyên dạng, áo trắng bồng bềnh, vươn người đứng thẳng. Trượng sáu kim thân tỷ sa môn thiên vương như trước dưới cao nhìn xuống nhìn qua hắn, tam mục lập lòe, bảo tướng trang nghiêm. Mày xây lôi linh thân thể, nghi ngờ kim cương chi lực, lại có phong hỏa, huyền băng, tu khắp trời gian nhiều loại thần thông, có thể coi hữu duyên. hơi khoảnh, tỳ sa môn thiên vương chậm rãi nói ra, thanh như lôi chấn, kinh động cử thiên thập địa. Tiêu phàm khom người thụ giáo. Lần này như ý linh lung bảo tháp này tặng cùng mày, tháp tên lôi quang mày dùng lôi linh thân thể, thiện gia tăng khống chế, trừ ma vệ đạo, mày hắn miễn chi. Đệ tử tiêu phàm, vui lòng phục tùng, đầu dạp xuống đất. Cẩn dâng tặng Phật tổ pháp chỉ. Tiêu phàm lần nữa hạ bái, cung kính mà đáp, thành kính vô cùng. Thiện, tỷ sa môn thiên vương có chút vuốt cầm, kim quang lóe lên, kim thân pháp tướng như vậy biến mất. Tiêu phàm thần niệm chi lực lập tức theo không gian hỗn độn trở về bản thể, đứng ở ngọc thất trước kia. Ngọc thất đại môn, đã muốn lặng lẽ không tiếng động khí mà từ từ mở ra. Tiêu Phàm run lên ống tay áo, đi nhanh đi vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 795.